chương 371, Harry Potter. Người giúp việc lập tức lui về phía sau, đem thuốc mỡ dấu ở phía sau, có chút căng thẳng. Như mà cũng nhất thời hoảng sợ nhìn về phía trước, là Tô Thủy Kỳ, cô liền mỉm cười nói, con bé ngốc, cô sợ cái gì? Đây là bác sĩ Tô, chấm ngoặc kép. Tô Thủy Kỳ không lên tiếng, đi tới người giúp việc. Người giúp việc thấy Tô Thủy Kỳ, mặt đỏ lên, liền miễn cưỡng thở vào nhẹ nhóm, cười nói, ồ. Thật xin lỗi, bác sĩ Tô. Tô Thủy Kỳ đứng ở trước mặt của người giúp việc, giọng nói hơi uy nghiêm, không phải tôi đã nói, không có lệnh của tôi, không thể tùy tiện dùng thuốc. Bao gồm bất kỳ thuốc bôi, như mặt và người giúp việc đồng thời không dám lên tiếng. Lúc này Tô Thủy Kỳ mới xoay người, nhìn về phía gương mặt sưng đỏ mặt của như mặt, từ lỗ cho đến khóe miệng, hai mắt của anh xoay tròn, nhớ tới lúc Tần Vĩ Nghiệp mới vừa đi khỏi, ánh mắt u ám, cùng cả người anh tản ra tức giận mãnh liệt và cảm giác nặng nề, không chút nào lịch sự nho nhã giống như bình thường, liền vươn tay, véo nhẹ cầm như mặt, lại nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn mảng xương đỏ, muốn tìm dấu vết năm ngón tay, bất đắc dĩ thuốc mỡ này hết sức tốt, xóa tan dấu vết. Như mặt có chút nghi ngờ nhìn nét mặt Tô Thụy Kỳ, gọi nhỏ bác sĩ Tô. Ngài đây là, chấm ngoặc kép, Tô Thụy lạnh nhạt nhìn như mặt, hỏi mặt cô làm sao vậy. Như mặt nhìn Tô Thụy Kỳ mỉm cười nói, quá nhạy cảm, mặt của tôi không biết làm sao chỉ cần gần đến mùa đông, thân thể luôn dị ứng hàng loạt, xương đỏ. Chấm ngoặc kép. Dị ứng, Tô Thủy Kỳ nhìn như mặt, cau mày. Ừ, anh đã tới, cũng thuận tiện giúp tôi xem một chút. Chấm ngoặc kép, như mặt gật đầu nói. Tô Thủy Kỳ nhìn ánh mắt dịu dàng của cô, bình tĩnh như thế, giơ tay trước mặt của người giúp việc, nói, đưa thuốc mỡ cho tôi nhìn một chút. Người giúp việc có chút sợ, không dám vươn tay. Audio điện tử võ tấn bền. Tô Thủy Kỳ quay mặt sang nhìn cô. Như mặt nhìn bộ dáng sợ hãi của người giúp việc, liền cười nói tiểu ninh, đem thuốc mỡ cho bác sĩ Tô, đừng sợ, bác sĩ Tô sẽ không mắng cô, chỉ là lần sau lúc giúp tôi bôi thuốc, nói cho bác sĩ Tô là được rồi. Người giúp việc nghe vậy, liền nhẹ nhàng gật đầu một cái, lấy thuốc mỡ ra, nhẹ nhàng đưa ở trước mặt của Tô Thủy Kỳ. Tô Thủy Kỳ không lên tiếng, bình tĩnh nhận lấy thuốc mỡ, nhìn tên thuốc phía trên, chính xác là thuốc chống dị ứng, sau đó theo thói quen xoay chai thuốc mỡ xem công hiệu, có tác dụng chống viêm, làm dịu mọi thứ. Ánh mắt của anh hết sức chăm chú nhìn thành phần trên chai thuốc. Thái độ mới hơi buông lỏng nói, thật ra có rất nhiều loại thuốc bôi, người bệnh không hiểu sẽ sinh ra biến chứng tổn thương thân thể, gây hậu quả chết người, cho nên trong lúc ở nằm viện, mọi người phải nghiêm khắc tuân thủ nội quy của bệnh viện, lúc bác sĩ không có chỉ định, không được tùy ý dùng thuốc linh tinh cả trong lẫn ngoài. Vâng chấm ngoặc kép, người giúp việc đáp. Như mặt cũng vội mỉm cười nhìn Tô Thủy Kỳ, biết ơn nói, đúng vậy. Bác sĩ Tô, lần này thật xin lỗi, chúng tôi không kịp thông báo cho anh, bởi vì trước kia chúng tôi quá quen thuộc bác sĩ Lưu, anh ấy luôn biết thân thể của tôi dễ dàng dị ứng, cũng quen dùng thuốc bôi này, rất xin lỗi. Tô Thủy Kỳ lại nâng khuôn mặt nhỏ nhắn như mạt lên nhìn vết đỏ, xác nhận là hiện tượng dị ứng lan ra ra, mới nói, mới vừa rồi tôi nhìn thấy thị trường tới. Đúng vậy, Dường như hôm nay trong thành phố xuất hiện một số phần tử xấu biểu tình, hôm nay tâm trạng của anh ấy thật không tốt. Như mà dịu dàng nói xong, cũng rất lo lắng cho chồng con đàn bà lăng loàn. Thủy Kỳ nhìn bộ dáng cô, liền mỉm cười nói, thật là làm khó cho thị trường, thân là quan chức cấp cao của thành phố chúng ta, quan tâm ra sức trèo trống. Như mạt mỉm cười nói, hưởng bồng lộc của quốc gia, đây là việc cần phải làm. Một phu nhân tốt trả lời. Tô Thủy Kỳ liền nhìn như mặt cười nói, phu nhân cô từ từ nghỉ ngơi, tôi không quấy dày. Tốt, cảm ơn bác sĩ Tô. Chấm ngoặc kép, như mặt mỉm cười xong, gật đầu một cái. Tô Thủy Kỳ cũng gật đầu một cái, đi khỏi. Bác, bác sĩ, chấm ngoặc kép, người giúp việc có chút gấp gáp nhìn về phía anh. Tô Thủy Kỳ quay đầu, nghi ngờ nhìn về phía người giúp việc này. Thuốc, thuốc, thuốc mỡ, phu nhân còn chưa bôi mặt xong. Chấm ngoặc kép, người giúp việc có chút căng thẳng nói. Như mặt nhìn về phía người giúp việc, đột nhiên mỉm cười. Lúc này Tô Thủy Kỳ mới tỉnh thần, liền xoay người, đưa thuốc mỡ đưa cho người giúp việc, nói thuốc mỡ này không có việc gì, có thể bôi, chỉ là sau này phải nói cho tôi biết một tiếng, biết không? Vâng, người giúp việc nhận lấy thuốc mỡ. Tô Thủy Kỳ lại gật đầu một cái, đi ra ngoài, vừa bước đi, vừa nhớ lại ánh mắt của Tần Vĩ Nghiệp mới vừa đi khỏi, tiếp tục bước đi, nhìn thấy y tá đặc biệt săn sóc cho như mặt đang đẩy xe đi về phía trước tay nhẹ ngăn lại nhìn cô hỏi hôm nay tâm trạng của thị trưởng phu nhân có gì đặc biệt không không có y tá ngẩng đầu lên nhìn về phía tô thủy kỳ tô thủy kỳ lại nhìn về phía y tá hỏi bình thường cô ấy có kinh thường xuất hiện qua triệu chứng dị ứng không y tá suy nghĩ một chút liền lắc đầu một cái nói không có rất ít nhưng giữa trưa hôm nay quả thật mặt bắt đầu sưng đỏ tôi đã căn dặn cô ấy không thể bôi thuốc bởi vì đây là tính chất tạm thời tốt nhất không thể dùng thuốc bản thân cô ấy lại có chút khó khe tô thủy kỳ suy nghĩ một chút mới gật đầu nói được cô đi làm việc đi vất vả rồi không vất vả chấm ngoặc kép y tá tiếp tục đẩy xe đi khỏi tô thủy kỳ nghĩ đến như mạt và tần vĩ nghiệp bình thường quan hệ không tồi nghe ông nội cũng thường xuyên nhắc tới bọn họ rất ân ái đoán chừng do mình nghĩ quá nhiều liền không lên tiếng nữa im lặng đi về phía trước. Khách sạn Á Châu Đường Khả Hinh vốn đáp ứng theo yêu cầu của Lauren, đi khách sạn Á Châu tiếp tục hầu rượu, không ngờ Lauren nói, tối hôm nay có tiệc tối từ thiện, cho nên hôm nay khách vào ở hơn phân nửa là các quan chức cấp cao, muốn ông đến tầng lầu 80 sảnh vip hầu rượu, ông liền căn dặn mình lập tức thay đồng phục tổ trường, tây trang màu đen váy ngắn, đến đại sảnh phòng vip khách quý chợ ông. Khả Hinh đúng hẹn thay xong đồng phục xong, liền thấy lauren đi ra từ trong chiếc xe mercedes vừa mới đến vừa đi vừa nhanh chóng căn dặn cô gái bên cạnh một chút nữa hầu rượu phải chú ý tình hình cô gái cũng mặc đồng phục tổ trưởng màu đen khuôn mặt rất xinh đẹp động lòng người trang nhã lịch sự vừa nhìn liền giật mình đường khả hinh không nhịn được nhìn về phía cô muốn biết cô là ai khả hinh cô đã đến rồi chấm ngoặc kép lauren nhìn về phía đường khả hinh mỉm cười gọi nhỏ vâng Đường Khả Hinh vội vàng gật đầu, lại ngẩng lên đầu, nhìn cô gái trước mặt nở nụ cười hết sức rực rỡ nhìn về phía mình, đôi mắt hạnh vô cùng sáng chói. Vị này là Cổ Tinh, chuyên gia hầu rượu xuất sắc nhất đến từ khách sạn Palace Win, Paris Pháp, cũng là đối thủ cạnh tranh cuộc so tài chuyên gia hầu rượu với cô. Lauren mỉm cười nói: "Em họ của Tào Ngọc Tinh." Đường Khả Hinh nhìn về phía Cổ Tinh, hai cô gái cùng mỉm cười, trong lòng hiểu ý liền cùng nhau đi theo Lauren Tiên Sinh đi thẳng lên phòng số 2 tầng lầu 80 của khách sạn. Tầng lầu này, có lẽ có quá nhiều bí mật, đại sự giới chính trị, đại sự giới kinh doanh, theo mùi rượu đỏ thượng đẳng nhất và thuốc si gà quanh quẩn sẽ bay ra vô số bí mật, mà một chút bí mật khiến cho người bình thường nghe được cũng có thể cảm thấy cuộc sống và tương lai vô cùng kích thích. Có lẽ bởi vì ẩn chứa quá nhiều bí mật, cho nên đường khả hình đi ra thang máy tầng 80 thì đột nhiên sững sờ, giống như mình đi vào không gian nơi này căn bản là một mặt gương hình lăng trụ màu đen phản chiếu ánh sáng, giống như trước mặt, không có đường đi, khắp nơi là hình lăng trụ nối rào đến không gian giả tưởng, đột nhiên giống như có bóng người chấp động ở trên trần nhà, sau đó cô nháy mắt một cái, có thể nhìn thấy quản lý phòng khách quý tuổi chừng 40, để tóc ngắn, giống như ở không gian thứ ba đi tới trước mặt của mình. Cô chợt lui về phía sau một bước, giật mình. Cổ tinh cúi đầu mỉm cười. Lauren cũng mỉm cười quản lý Phùng Thanh nhìn về phía bộ dáng đường khả hình kinh hoàng, mỉm cười nói, thư ký đường, một chút nữa lúc cô hầu rượu, ngàn vạn lần không được kinh hoàng như vậy sẽ làm các vị khách quý của tôi giật mình, hôm nay mỗi người bọn họ đều mang theo 100 triệu trở lên tới quyên góp. À, chấm ngoặc kép, mặt của đường khả hình đỏ lên, liền vội vàng gật đầu đáp vâng, tôi biết rồi, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, mời, chấm ngoặc kép, Phùng Thanh hơi nghiêng người, giơ tay lên. Nhìn về phía Lauren tiên sinh, Lauren mỉm cười đi về phía trước, vừa bước đi vừa hỏi Phùng Thanh, hôm nay khách chủ yếu có mấy vị? Chủ tịch Tây Á, Ủy viên Chính trị Lưu, Ủy viên Tiêu, còn có ứng cử viên nguyên thủ quốc gia, Ủy viên Trương. Chấm ngoặc kép, Phùng Thanh mỉm cười nói. Lauren vừa nghe xong, sắc mặt quả thật hơi nặng nề, gật đầu nói tôi biết rồi. Mọi người cùng nhau đạp hình lăng trụ màu đen đi về phía trước, đường khả hình cũng hết sức mới mẻ, tò mò đi về phía trước, rõ ràng cảm giác trước mặt không có đường, tất cả đều là từng tấm phản quang hình lăng trụ, nhưng tại sao Phùng Thanh đi về phía trước thì lại xuất hiện một lối đi thật dài, đây là mình hoa mắt trăng. Cuối cùng, cô quả thật khiếp sợ nhìn về phía Phùng Thanh và Lauren, rõ ràng bọn họ vừa nói vừa cười đi về phía một mặt kính hình lăng trụ đối diện, sau đó giống như Harry Potter đi xuyên qua, biến mất ở trước mặt của mình. Trời à, chấm than ngoặc kép lúc này đường khả hình phát hiện ra mới vừa rồi mình sắp xếp cho tào anh kiệt diễn tuồng kịch kia thật sự không coi vào đâu đây mới gọi là ma thuật đường khả hình chấm hỏi ngoặc kép cổ tinh đột nhiên từ trong mặt kính xuất hiện nhìn về phía cô cười nói đi vào a à, chấm ngoặc kép cô muốn đi lên cùng nhưng cổ tinh đã biến mất ở trong gương trước mặt lần nữa nói thật lúc này đường khả hình sinh ra một loại cảm giác giả tưởng cảm giác hiện tại mình cũng không có sống ở trong cuộc sống hiện thực mà thật sự đi vào một thế giới giả tưởng. Cô mang theo tâm trạng nặng nề, rất tò mò, cắn răng đi tới trước mặt gương, nhìn mặt gương màu đen, phản chiếu bóng dáng của mình. Cô thật sự không thể tin nổi vươn tay vừa chạm vào mặt kính này, một cảm giác lạnh lẽo chuyển đến, cô lập tức khiếp sợ kêu to, là cứng rắn. Là gương, bọn họ làm sao đi qua vậy? mươi 372, Đọ Sức. Tôi không tin mới vừa rồi bọn họ đi xuyên từ nơi này đấy. Không thể nào, Đường khả hình cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, chợt lắc đầu một cái. Nhưng, đường khả hình lại ngẩng đầu, nhìn tấm gương trước mặt, cô nuốt một ngụm nước bọt, thở mạnh một cái, giống Harry Potter, nói, nếu như tôi thật có thể đi xuyên qua, vậy sau này, tôi thật sự tin tưởng người khác có ma pháp, có thể sáng lập kỳ tích, là lực lượng vô hạn. Chấm than ngoặc kép, cô nói xong, nghiêm túc ngẩng đầu lên, nhìn mặt gương, đột nhiên nhắm mắt lại, nắm chặt quả đấm, cắn răng một cái, ôm nguy hiểm sẽ bị đụng bể đầu chảy máu, lập tức xông về phía mặt gương. Cảm thấy một cảm giác ngoài dự đoán kèm theo mềm mại và ấm áp, từ bên ngoài thân thể bay lên, đường khả hình nhắm mắt lại, đi về phía trước vài bước, mới căng thẳng đứng tại chỗ, không lên tiếng. Xung quanh truyền đến hàng loạt tiếng bước chân, đi qua đi lại, có một số người thì thầm nói nhỏ, nói khách viết phòng số 2 muốn một chiếc bánh ngọt. Đường khả hình nhíu chặt mày, rốt cuộc chậm rãi mở mắt, nhìn thấy trước mặt của mình xuất hiện một con đường hình ống giống như hành lang thật dài. Tất cả hai bên vách tường đều là hình ảnh xe lửa nhanh chóng lướt qua, ngay cả hai bên cánh cửa nhân tạo hình tròn, lúc đóng lại trong chớp mắt cũng xẹt qua hình ảnh xe lửa. Rất nhiều nhân viên phục vụ, tay nâng thức uống hoặc cái hộp màu vàng, giống như từ trong bức tranh rừng rậm hoang dã đi tới, đi về phía mỗi phòng VIP, Lauren và quản lý phùng cùng cổ tinh không thấy đâu. Cô đứng ở ngay chính giữa, tay chân luống cuống thì thấy cổ tinh đang ở phía con đường hình ống bên kia nhìn về phía mình mỉm cười ngoắc nói khả hinh nơi này chấm ngoặc kép đường khả hinh nhìn thấy cổ tinh lập tức thở phào nhẹ nhõm vội vàng đi lên cũng đang lúc đi về phía trước trong trước mắt phát hiện cả con đường hình ống trong trước mắt hình ảnh xe lửa và rừng núi biến thành một màu tím nhất thời ý tưởng lóe lên cô dừng bước lại không thể tin nổi đứng tại chỗ nhìn về phía một mảng cỏ lavender thật lớn trước mặt đang đón gió lay động mà nơi xa trong chóng gió Hà Lan màu trắng, đang theo ký ức tuổi thơ, nhẹ nhàng quay về, giày cao gót màu trắng một tất hai, đứng ở trước thảm cỏ lavender. Bên trái là khu vườn hoa hồng, vải lụa mỏng trắng tinh bay múa khắp nơi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, đường khả hình không thể tin nổi nhìn hình ảnh xinh đẹp kỳ ảo trước mặt, giống như thấy trong bức tranh phía trước có một cô gái nhỏ mặc váy trắng, ngồi khóc ở bên cạnh giày cao gót, khóc thật đau lòng, nước mắt từng viên lan xuống, mờ mịt nhìn về phía vườn hoa minh mông, kêu to cha. Cha ở nơi nào, cha, chấm ngoặc kép. Hai tròng mắt của cô đỏ bừng, nhìn cảnh tượng lúc này là hiện thực trong cuộc sống chúng ta, tái hiện cuộc sống của cô từ lúc tuổi thơ đến khi lớn lên, tiếp xúc được hình ảnh tuổi thơ chân thật nhất. Cô nhìn thấy mà giật mình, nhất là quá khứ, hạnh phúc như thế, ngàn vạn thương yêu như thế. Sáng sớm ngày đó, mùa thu sâu nồng, không khí yên tĩnh. Đột nhiên có thật nhiều người tới gõ cửa mạnh, người cả nhà cảm thấy khủng hoảng, bé khả hình nằm ở trên giường, ngẩng đầu lên trong chớp mắt, thấy rất nhiều người áo đen, nêm phong lên tất cả mọi thứ trong nhà bọn họ, sắc mặt của bọn họ rất lạnh lùng, lộ ra cuộc sống tối tăm, cô núp ở trong ngực cha, rơi lệ nhìn về phía mấy ông chú ở trong căn nhà sang trọng, lạnh lùng đi tới đi lui, cô hoảng sợ đến khóc thét, hỏi cha cha, tại sao bọn họ lại dán nêm phong lên nhà chúng ta. Khi đó, cha ôm chặt con gái, sâu kín nhìn về phía trước, buồn bã nói tất cả. Cũng bị mất hết rồi. Chấm ngoặc kép chấm. Cái gì gọi là mất hết rồi? Cô núp ở trong ngực cha, hỏi tiếp. Khả hinh, chấm ngoặc kép, cha giống như rất bình tĩnh cúi đầu, nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, đau lòng nói, nếu như từ đây về sau, cuộc đời của con không có xích đu, không có căn phòng lớn, không có cha, mẹ, con có thể dũng cảm sống không? Đường khả hinh không hiểu những lời này, ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn cha, nước mắt rơi khuôn mặt nhỏ nhắn con không cần hiểu những lời này bởi vì có một số việc bây giờ con không hiểu tương lai sẽ hiểu chấm ngoặc kép cha lưu luyến không thôi nhìn con gái hai mắt đỏ thắm đau lòng nghẹn ngào nói nhỏ con gái tốt của cha con gái ngoan của cha tại sao số mạng đối với con tàn khốc thế này nếu như sớm biết con sẽ đi tới bước này từ lúc con vừa sanh ra cha cũng không để cho con làm công chúa chấm ngoặc kép chuyện cũ rõ ràng ở trong mắt nhưng khả hình vẫn không hiểu tại sao trong một đêm cha mất đi tất cả mặc dù phòng bếp phát hỏa làm cho người ta mất mạng dựa vào tài lực của cha tiền bồi thường vẫn đủ trả nhưng tại sao cuối cùng lại hai bàn tay trắng chỉ trong một đêm đều mất tất cả tất cả tất cả cô không hiểu cô đã thử hỏi cha nhưng cha chỉ lắc đầu một cái giống như bí mật kia là bí mật cuộc đời mình phải trung thành đến cùng ông muốn bảo vệ lòng trung thành này tại sao phải bảo vệ lòng trung thành này. Khả Hinh, Cổ Tinh đột nhiên lại tiến lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhìn bộ dáng cô đột nhiên yên tĩnh, liền ngạc nhiên hỏi. A, à, chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh nhìn về phía Cổ Tinh, mỉm cười nói, không có việc gì, nhìn thấy thảm cỏ lavender, cảm thấy rất đẹp nên hơi ngẩn người. Cổ Tinh cũng chỉ cười cười, nói, khách sạn Á Châu, nơi xinh đẹp còn rất nhiều. Bây giờ chúng ta đi đâu? Đường khả hình nhìn về phía cổ tinh, hỏi. Cổ tinh yên lặng một lát, mới nhìn ánh mắt đường khả hình dịu dàng rất dễ dàng thỏa hiệp, mỉm cười nói, hôm nay chúng ta phải cùng lo tiên sinh hầu hạ ba người khách quan trọng. Ba người nào? Khả hình tò mò hỏi. Ủy viên chính trị lưu, ủy viên tiêu và ủy viên trương giản lược tên. Chấm ngoặc kép, cổ tinh nhắc tới ba lãnh đạo quan trọng cấp quốc gia, mặt của cô không khỏi ngẩng đầu lên, lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Đường khả hình nhìn nét mặt của cô, cũng không lên tiếng. Cô, tại sao không hưng phấn? Cổ tinh nhìn cô, hỏi. Hai mắt đường khả hình khẽ xoay tròn, đã trải qua sự kiện mấy ông chủ trang trại lần trước, ngược lại bình tĩnh, giữ vững nguyên tắc của mình, dịu dàng cười nói, thật ra. Mặc kệ những người đó là ai, đều phải thật lòng đối đãi, dụng tâm hầu rượu, gắng giữ lòng bình thường là tốt nhất. Cổ tinh nghe lời này, cũng không lên tiếng, chỉ mỉm cười quay đầu nhìn đường khả hinh nói vậy chúng ta dựa vào bản lãnh của mình thôi đường khả hinh cười cười lúc này lauren mới từ bên trong kho rượu đi ra nhìn về phía đường khả hinh và cổ tinh mỉm cười nói đi thôi lúc đi vào nhất định phải nhớ kỹ không thể luống cuống cũng không thể nói chuyện quá cường điệu mọi chuyện có đôi lúc im lặng là câu trả lời tốt nhất chấm ngoặc kép vâng hai người lên tiếng trả lời Lauren liền im lặng dẫn bọn họ cùng đi về phía con đường hình ống thật dài, nói các người phải hiểu rõ một chuyện, có một số vị khách quý, nhất định phải do Tổng Giám Đốc chúng ta tiếp đãi, nhưng có một số vị khách quý, Tổng Giám Đốc chúng ta không thể dễ dàng quấy dày, cho nên vào lúc này, tập thể của khách sạn sẽ trở nên hết sức quan trọng. Cổ tinh và đường khả cùng đáp lời. Lauren liền im lặng không lên tiếng, vẫn đi cuối con đường hình ống, thấy trước mặt một cái cửa chính hình tròn lóe ra ánh sáng màu bạc, 10 người đàn ông áo đen, đứng ở hai bên, dùng tay ngăn lại, sau khi được quản lý phùng giải thích, đưa ra thẻ làm việc của mình, mới gật đầu một cái, để cho bọn họ đi vào sảnh khác đắt tiền nhất, trong thoáng chốc, không còn phong cách cổ kính, phòng khách xa hoa, bày trí một tấm thảm hoa mẫu đơn dài 5 m chiều rộng 5 m ở giữa đặt bàn tròn gỗ tử đàn, hai bên là bạch hạc trông rất sống động đang ngậm hai sợi chỉ màu đỏ thẫm buông thỏng. Ngọc bội đồng tâm kết, bốn chiếc ghế hình tròn điêu khắc chín con rồng bay, trong ghế để gối ôm màu vàng, ở giữa ghế dựa là bàn trà nhỏ, đặt hoa thủy tiên vàng là một trong bốn loại hoa nổi tiếng của Trung Quốc, mặc dù chưa tới mùa xuân, nhưng lá xanh giống như thanh kiếm, hết sức đẹp mắt. Một chút màu xanh lá cây cũng đã có thể làm cho toàn bộ thế giới thanh tịnh. Lauren im lặng dẫn hai cô gái đi qua phòng khách, đi về phía nội sảnh, rốt cuộc nghe thấy tiếng trò chuyện nho nhỏ của mấy người đàn ông. Lúc này, Đường Khả Hinh không khỏi căng thẳng, bởi vì những nhân vật bên trong một người trong đó, vô cùng có khả năng trải qua tổng tuyển cử, chính là nguyên thủ quốc gia trong tương lai. Thế nhưng tại sao dạng người quyền cao chức trọng, quanh người không có cấp dưới hầu hạ? Cô còn đang nghi hoặc, đã đi tiến vào trong sảnh, nội sảnh bầy trí ấm áp lịch sự tao nhã hơn so với sảnh bên ngoài, ghế gỗ đỏ, vây tròn xung quanh, ở giữa bố trí đá cẩm thạch, bàn trà gỗ tử đàn, ở giữa cũng đặt một chậu thủy tiên, phía sau là lò hương cửu đình, đốt đàn hương lượn lờ. Âm thanh chợt dừng lại, một người đàn ông khoảng 60 tuổi, vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt lộ ra ánh sáng sắc bén, mặc tây trang màu xám cho, cổ tay đeo đồng hồ vào thập niên 80, vô cùng quyết đoán, thân thể phát ra một khí thế quyền lực mạnh mẽ, ngồi ở trên ghế vị trí đầu não, ngẩng đầu lên nhìn về phía người trước mặt, trong ánh mắt quen quan sát tới lui thật kỹ. Tư tưởng không có trên người. Bên cạnh hai người ủy viên cũng chậm rãi xoay người, nhìn về phía Lauren. Lauren lập tức mỉm cười nói, ủy viên lưu, ủy viên tiêu, ủy viên trương. Tôi là tổng phụ trách kho rượu của khách sạn Á Châu, hai vị sau lưng là chuyên gia hầu rượu, đặc biệt phục vụ cho các vị uống rượu vì bữa tối hơi muộn. Chấm ngoặc kép, người đàn ông cầm đầu, sắc mặt bình tĩnh, rất nguyên tắc ngẩng đầu, nhìn về phía Lauren lạnh lùng nói, đừng phiền toái như vậy, hôm nay chỉ tới xem tiệc từ thiện một chút, tùy tiện ăn một bữa cơm là được. Lauren nghe vậy, liền mỉm cười nói, ủy viên trương, cách bữa tiệc còn 3 giờ, mà tiệc tối sau một tiếng nữa sẽ bắt đầu, nếu như các vị muốn cùng ăn, lúc này tôi bảo phòng bếp sắp xếp thức ăn và rượu. Đường Khả Hinh nghe Lauren lấy lui làm tiến, cô liền giật mình cảm thán, phương pháp hầu rượu thật đa dạng. Quả nhiên, người cầm đầu ủy viên Trương suy nghĩ một chút, liền gật đầu, nói, tùy ý vậy, đừng thu xếp nhiều người phiền toái. Nghe giọng điệu này, hôm nay tâm trạng ông dường như có chút không vui, liền không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía ông. Lúc này cổ tinh ngẩng đầu lên, vẻ mặt muốn biểu hiện, mỉm cười nhìn về phía ủy viên trương. Trương 373, không cần. Lauren dẫn hai người đường khả hình và cổ tinh lui ra, mỉm cười xoay người, mới nhìn bọn họ nói, không ít khách hàng, đôi khi tâm trạng của bọn họ không tốt, không muốn ăn gì, nhưng không cần loạn, bởi vì trách nhiệm của chúng ta chính là dụng tâm giới thiệu cho khách rượu và món ăn ngon thích hợp với bọn họ. Chấm ngoặc kép, vâng. Đường khả hình và cổ tinh đồng thời gật đầu. Tốt, Lauren mỉm cười gật đầu, lại nhìn về phía họ nói, lúc này hai người đã gặp ba vị khách này, về phần tâm trạng và cảm thụ của bọn họ, tôi tin ánh mắt của hai người cũng nhìn thấy, hiện tại hỏi hai người có đề nghị gì hay, giới thiệu cho bọn họ loại rượu ngon như thế nào và đề cử loại món ăn thích hợp với bọn họ. Cổ Tinh nghe xong, suy nghĩ một chút, liền cười nói, tôi có chủ ý. Lauren nhìn cô một cái, cười cười gật đầu, lại xoay người hiền lành nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường khả hình nhớ lại nét mặt và thái độ ủy viên trương mới vừa rồi, đột nhiên không nói lời nào. Khả hình, Lauren gọi cô. À, đường khả hình chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lauren. Cô có đề nghị nào không? Lauren lại nhìn về phía đường khả hình, mỉm cười hỏi. Tôi, chấm ngoặc kép, đường khả hình tạm thời không có chủ ý, chỉ sửng sốt nhìn về phía Lauren. Cổ tinh không lên tiếng, nhếch miệng mỉm cười. Suy nghĩ thật kỹ, cho hai người 30 phút, chọn tất cả 5 món ăn, sau đó đi đến hầm rượu chọn lựa loại rượu thích hợp, không gò bó rượu trắng hay rượu đỏ. Chấm ngoặc kép, Lauren mỉm cười nói, vâng. Đường Khả Hinh và Cổ Tinh đồng thời gật đầu. Vào lúc này quản lý Phùng dẫn hai người trưởng kiếp mang theo ba nhân viên phục vụ của mình đi theo đường Khả Hinh và Cổ Tinh, phân ra đi hai phòng bếp. Trưởng kiếp đi theo ở sau lưng Khả Hinh giải thích với cô nói, phòng vip lầu 80, có hai phòng bếp đầu bếp tránh cũng có hai vị, thực lực đều ngang nhau. Đây là thực đơn món ăn, chấm ngoặc kép. Đường khả hình nghe lời của cô, nhận lấy thực đơn món ăn, bởi vì khách tầng lầu VIP, đến từ các nơi trên thế giới, cho nên có hàng loạt món ăn, từ Trung đến Tây, không thiếu món nào, cô chăm chú nhìn thực đơn, cất bước đi về phía căn phòng độc lập trước phòng bếp, nghe phòng bếp ở phía sau nổi lửa, thật im lặng. Bên này cổ tinh trong lòng đã sớm có chủ ý, khép lại thực đơn món ăn, đi về phía căn phòng độc lập trước phòng bếp, đặt xuống, xoay người nhìn về phía trưởng kíp trước mặt, cười nói tôi sẽ không chọn món ăn trong thực đơn, bởi vì tôi ở nước Pháp quanh năm cho nên đối với thức ăn ngon nổi tiếng Trung Quốc, không mấy quen thuộc, hôm nay tâm trạng ủy viên trương có chút không vui, giống như có tâm sự nặng nề, tự tôi nghĩ ra mấy món ăn, mọi người giao cho phòng bếp đi. Vâng, trưởng kíp gật đầu, cổ tinh mỉm cười giơ bút máy trong tay, viết các loại món ăn, đưa cho trưởng kíp chuyện này, đơn giản, như vậy à, trường kiếp nhận lấy thực đơn, hai mắt chợt lóe nghi ngờ, nhìn về phía cổ tinh. Cổ tinh mỉm cười gật đầu, nói chỉ đơn giản như vậy. Sau đó chọn lựa một chai tiểu hồ đầu tiên, một thượng hạng. Tốt, chấm ngoặc kép, trường kiếp chỉ đành phải lên tiếng trả lời, đi khỏi. Bên kia, trường kiếp cùng ba nhân viên phục vụ đứng ở một bên, nghi ngờ nhìn về phía đường khả hinh đang ngồi ở một bên, nhìn thực đơn mất hồn, thời gian đã qua 10 phút, cô vẫn cũng không nhúc nhích, không muốn đi vào, không đủ thời gian để cho đầu bếp kéo mì sợi, trường kíp cũng có chút sốt ruột, nhìn bộ dáng cô im lặng như vậy, vội vàng gọi, thư ký đường, cô có đề nghị gì sao? Đường khả hình không lên tiếng, nhớ lại ủy viên trương nói câu, đừng phiền toái như vậy, tùy tiện ăn một bữa cơm là được, cô đột nhiên đứng lên, xoay người đi vào phòng bếp. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, tất cả trưởng kíp đều trợn tròn mắt, vội vàng tiến lên trước, đi tới bên cửa phòng bếp, nhìn về phía đường Khả Hinh đang nói gì với lão đầu bếp. Lão đầu bếp lắng nghe, trầm ngâm một lát, mới gật đầu một cái, cô mỉm cười, cúi người nói cảm ơn. Chuyện này, cô muốn làm gì vậy? Trường kíp có chút giật mình. Thời gian từng phút từng phút trôi qua, phòng bếp hai bên đang bận rộn nổi lửa, kéo sợi mì. Lauren đứng ở khu triển lãm, ngẩng đầu lên, nhìn về phía thời gian đã qua một canh giờ, gần đến thời gian chỉnh món ăn, đã nói, đã đến giờ, cho tôi xem trước thực đơn của hai người một chút chấm ngoặc kép vâng trưởng kíp hai bên từng người trình lên thực đơn của mình lauren nhận lấy tự mình liếc mắt nhìn thực đơn gật đầu mỉm cười nói trình lên đi vâng trưởng kíp vừa nghe liền lui xuống trong phòng vip khách quý tiếng gõ cửa vang lên đi vào chấm ngoặc kép bên trong có người đáp quản lý phùng mỉm cười đi tới đi qua phòng khách đi vào nội sảnh nhìn về phía ba ủy viên vẫn còn đang khe khẽ nói chuyện, cô liền mỉm cười nhìn ba ủy viên, cung kính nói các vị ủy viên, thời gian dùng cơm đến, mời rời bước phòng ăn. ba người ngẩng đầu nhìn cô một cái, liền im lặng đứng lên, sắc mặt nghiêm túc đi tới phòng ăn ở phía sau phòng khách. lúc này trong phòng ăn trưởng kiếp dẫn nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đen đi tới, quản lý cũng tự mình tiến lên, kéo ghế ngồi cho ủy viên trương hầu hạ bọn họ ngồi xuống trước nhân viên phục vụ mới cầm khay gỗ đỏ điêu khắc hình rồng, nhanh chóng đặt xuống đĩa rồng vàng, ly phượng, chén ngọc và đũa mạ vàng. Ủy viên trương cầm đũa lên, nhìn một cái, vẻ mặt không biểu lộ gì liền trực tiếp để xuống, dường như không hài lòng loại xa hoa này. Quản lý nhìn trưởng kiếp im lặng gật đầu một cái. Trưởng kiếp lập tức đặt lên cái khăn theo ba đóa hoa mẫu đơn lên bàn gỗ tử đàn, sau đó mới xoay người đi ra ngoài, dẫn nhân viên phục vụ đưa vào món ăn thứ nhất của cổ tinh, nhào nặn hình cánh hoa sen nở trông rất sống động, ở giữa là súp trứng hạt sen thịt băm. Nhất thời hình ảnh vô cùng rung động, một mùi hoa sen thơm ngát chuyển đến hết sức rõ ràng, làm tinh thần người ta sảng khoái. Ủy viên trương vốn tâm trạng không vui, thấy đĩa thức ăn này, thái độ cũng không khỏi buông lòng. Nhân viên phục vụ cùng tiến lên, cầm cái đĩa sứ trắng, múc một chút súp trứng hạt sen thịt bằm, đưa đến trước mặt của tất cả ủy viên, thêm vào cái muỗng nhỏ mạ vàng. Ủy viên trương im lặng không lên tiếng, cầm cái muỗng lên, múc một chút xúc hạt sen ăn, nhất thời cảm thấy mùi thơm lan ra, cảm thấy mùi sen rõ ràng lan ra ở khoang miệng, thịt băm mềm mà trơn, hạt sen mịn mà thơm, hết sức ngon miệng, ông gật đầu một cái. Ủy viên lưu và ủy viên tiêu cũng mỉm cười gật đầu. Quản lý nhìn nét mặt ba người bọn họ, liền khẽ buông lỏng, sau đó mang lên món ăn thứ hai của cổ tinh. Nhân viên phục vụ dùng khay chín rồng, lại đưa vào đậu hũ sủi cảo trong sứ đĩa sứ thanh hoa trang trí lộng lẫy, ở giữa súp nóng dùng cà rốt khắc thành thọ tinh công có khuôn mặt tươi cười nhìn khách. Hai vị ủy viên cũng không khỏi nở nụ cười. Trong ánh mắt ủy viên trương cũng không nhịn lộ ra nụ cười hài lòng. Nhân viên phục vụ cùng tiến lên, đưa muỗng vào trong canh nóng, múc lên đậu hũ sủi cảo, món ăn này kỹ thuật rất cầu kỳ, đậu hũ mỏng một chút không được, dày một chút không được, phải cắt vừa đủ có thể nhìn thấy ánh đèn đối diện rõ ràng đung đưa cùng năm ngón tay kết hợp thật chính xác, sau đó mới có thể làm ra sủi cảo. Ủy viên trương liếc mắt nhìn nhân viên phục vụ đưa chén ngọc đến trước mặt mình, đậu hũ sủi cảo trắng như tuyết, ở giữa lại nổi lên màu hồng, ông im lặng không lên tiếng, cầm muỗng lên, nhẹ múc một viên sủi cảo tươi ngon, mới vừa thả vào miệng, sủi cảo cũng chợt vào, bên trong chứa tôm tươi, kết hợp đậu hũ non, thật sự là món ăn ngon miệng, vô cùng dư vị nhân viên phục vụ lại dùng khay ngọc, dâng lên hào mới vừa nướng, xung quanh vỏ hào, còn vết dầu đang sôi, tỏi băm rơi ra ngoài, lại bốc mùi nướng thơm lừng. Mọi người không khỏi mong đợi, nhìn xem. Nhân viên phục vụ lại bưng qua đĩa ngọc, dùng cây gắp, gắp một con hào, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt của ủy viên trương. Nhân viên phục vụ đặt ly ngọc xuống, rót tiểu hồ đầu tiên. Chấm ngoặc kép, ủy viên trương không lên tiếng, cầm đũa lên, gắp một con hào, bỏ vào trong miệng, nhất thời mùi lửa than kèm theo mùi thơm hào nướng rất đặc biệt, hết sức mạnh mẽ lan ra trong khoang miệng, hơn nữa khó được nhất chính là mùi thơm trong khoang miệng cứ ra rộng. Lúc này, ông thật sự kích động muốn thưởng thức một chút rượu ngon, tay không nhịn được nâng ly lên, uống một hớp rượu trắng, hết sức sảng khoái, hai mắt ông không khỏi lộ ra vẻ hài lòng, khẽ nở nụ cười, gật đầu một cái. Món ăn thứ tư là thịt lươn om trứng, để tránh hiệu quả thị giác không tốt, phía trên mặt trải Sayuri là một loại sốt xung quanh đĩa vàng, còn trang trí đóa lan hồ điệp. Nhân viên phục vụ lại tiến lên trước, nâng chén ngọc, cầm muống, múc thịt lươn mềm cùng với nước sốt Sayuri, đưa đến trong chén tất cả ủy viên. Ba vị khách quý cùng cầm muống lên, múc món thịt lươn om trứng, quả nhiên mùi thơm tập trung rất mãnh liệt, nhất là các món om, ngoài ra bong lên, càng có vị ngon, Sayuri hòa với mùi tanh của lươn, mang đến dư vị tao nhã, lại làm cho người ta cảm thấy hài lòng. Quản lý phùng tự mình dâng lên món ăn thứ năm, dùng cà tím tươi chiên dầu, kết hợp lòng đỏ trứng vịt muối, trải ra bốn phía, ở chính giữa dùng ngũ vị hương vị, củ sơn nại, dâu tây, cam thảo tất cả chế biến thành món thịt lừa bát chân. Món ăn này, mùi thơm thật sự hết sức độc đáo, một món ăn như vậy đặt tại trước mặt, cũng đã làm người ta muốn động đũa thử một lần. Nhân viên phục vụ tiến lên, theo chỉ thị, gắp một chút lòng đỏ trứng vịt muối và cà tím, đưa vào trong chén tất cả các vị khách. Mấy người ủy viên trương đã từng ăn lòng đỏ trứng vịt muối và cà tím, cũng nghi ngờ thử một lần, thế nhưng phát hiện, mùi thơm này thức ăn bình thường không thể so được. Ủy viên trương gật đầu, lại thưởng thức thịt lừa bát chân, thịt dai, nhai đi nhai lại, liên tục tản ra hương vị rất đặc biệt, mùi thơm kỳ lạ, muốn tìm hiểu đến cùng, chợt cảm thấy khẩu vị dần dần kích thích, ông hết sức hài lòng cười nói, không tệ. Chấm ngoặc kép ông lại nâng tiểu hồ đồ tiên, uống một hớp nhỏ, chờ cảm thấy tiểu hồ đồ tiên hừng hực, thể rượu hết sức đầy đặn, quá trình sản xuất, lên men thời gian dài, cho nên thể rượu ổn định, nhưng thời gian ở miệng càng dài, dịch rượu sôi lên, vì mới vừa thưởng thức món ăn, mang đến dư vị không tưởng tượng được, ông hài lòng gật đầu một cái, nói, mùi vị quả nhiên không tệ. Chấm ngoặc kép, quản lý phùng nhìn vẻ mặt hài lòng của ủy viên trương, liền dùng ánh mắt nhìn về phía trưởng kíp, Vẻ mặt trưởng kiếp hưng phấn lập tức đi ra ngoài, thấy Lauren tiên sinh và cổ tinh đang đứng ở cạnh cửa, cô lập tức cười nói cổ tiểu thư, nằm món ăn, ủy viên trương rất ưa thích. Cổ tinh vừa nghe, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cười vui vẻ. Lauren cũng khẽ mỉm cười, nhìn về phía trưởng kiếp nói, vậy hãy nói với quản lý phùng, mang lên món ăn thứ sáu của khả hình. Chấm ngoặc kép. Vâng, trưởng kiếp đi vào, báo cho quản lý. Phùng thanh nghe vậy. Liền gật đầu, nói, mang lên món ăn thứ sáu. Chấm ngoặc kép. Không cần, chấm ngoặc kép, ủy viên trương nói thẳng. Quản lý phùng nghi ngờ nhìn về phía ông. Ủy viên trương lại gấp thịt lừa, ăn một ngụm, mới nói, mấy món ăn này cũng đã đủ rồi, không cần mang lên nữa. Cổ tinh đứng ở ngoài cửa, nghe lời này, cô lén nở nụ cười đắc ý, cuối cùng một món thịt lừa đã cắt đứt món ăn của đường khả hình tính mang lên. chương 374, băng cầu. Quản lý Phùng nghe xong, hơi suy nghĩ một lát, nhưng vẫn cả gan cười nói, ủy viên trương, món ăn thứ sáu là phòng ăn chúng tôi cố ý tỉ mỉ chế biến vì các vị, không ngại nếm thử một chút, như thế nào. Ủy viên trương nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, liền cúi đầu, nếm thử một miếng cả, mới nói, vậy thì đưa vào đi. Vâng, quản lý Phùng thở ra một hơi, dùng ánh mắt nhìn về phía trưởng kíp ở bên cạnh. Trưởng kíp đi theo khả hình lập tức xoay người đi ra ngoài, Nhìn về phía Lauren một cái, mới cười cười nói, tiếp tục mang thức ăn lên. Lauren vừa nghe, liền yên lòng mỉm cười, nói tốt. Trường Kíp nói xong, liền dẫn ba nhân viên phục vụ đi tới phòng bếp số 2. Cổ Tinh lạnh lùng nhìn bọn họ nơi xa, ánh mắt lộ ra cực độ lạnh lẽo. Bên trong phòng ăn, mấy vị khách VIP đang dùng bữa ăn, không đến bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên, quản lý Phùng lập tức đi lên phía trước, mở cửa, nhìn thấy có một nhân viên tay nâng khay gỗ đỏ rồng bay đi tới, sau đó trong ánh mắt của đồng nghiệp im lặng phục vụ ở bên trong, bưng đi vào phòng ăn, cẩn thận đem món ăn thứ năm ở trước mặt, rời ra một vị trí, lại đem món ăn chứa trong cái đĩa tròn thật to bằng kim loại đặt xuống vị trí chính giữa, sau đó nhẹ nhàng mở nắp. Nhất thời một làn hơi lạnh tràn ra, ba người ủy viên trương vừa nhìn tới trước, thấy bên trong cái đĩa rồng vàng, lấp lánh 6 viên băng cầu trong suốt giống như viên đường phèn. Bên trong phát ra màu sắc hết sức hấp dẫn, mà xung quanh đĩa rồng vàng đặt từng đóa hoa cúc màu đỏ nở rộ còn đầy hạt xương sớm, nhất thời một mùi hương thơm hoa cúc tràn ngập, làm cho người ta từ từ bình tĩnh. Ủy viên trương hết sức khiếp sợ nhìn về phía viên băng cầu này. Nhân viên phục vụ cùng bước lên trước, đồng thời cầm chén ngọc lên, dùng muỗng múc nhẹ một viên băng cầu, cẩn thận đặt vào trong bát, sau đó đưa đến trước mặt từng người. Hai người ủy viên hết sức kỳ lạ nhìn viên băng cầu, nói. Chuyện này, Trời đang rất lạnh, ăn nó. Bên trong chứa cái gì? Ủy viên Trương lại nhìn viên băng cầu trong chén, không lên tiếng, cầm muỗng lên, cùng với hai người khác nghi ngờ không hiểu, đồng thời múc băng cầu bỏ vào trong miệng, sau đó cắn nhẹ lớp băng liền vỡ ra, bên trong thịt cua xào vỡ ra, chất lỏng nóng bỏng tươi mới nhất thời tràn ra, hai vị nóng và lạnh lập tức tiêu trừ cảm giác thịt lừa đầy dầu mỡ mới vừa rồi, hết sức hết sức ngon miệng, làm người ta vô cùng kinh ngạc cảm thán. ư MH chấm ngoặc kép, ủy viên tiêu và ủy viên lưu đồng thời kinh ngạc gật đầu, hài lòng cười nói, đây rốt cuộc làm thế nào làm được. Phần thịt bên trong vẫn nóng hổi, nhưng phía ngoài là một lớp băng mỏng, lại có thể bao bọc rất chặt, hơn nữa lớp băng nén chặt mùi thơm thịt cua, hương vị càng ngon hơn. Chấm than ngoặc kép, ủy viên tiêu và ủy viên lưu cũng không đợi nhân viên phục vụ hầu hạ, lập tức cầm muỗng lên, lại múc hai viên băng cầu đặt vào trong miệng, lại thưởng thức mùi thơm đặc sắc này, vẫn hết sức kinh ngạc quản lý lưu cũng mỉm cười, lập tức đem một viên băng cầu cuối cùng đưa đến trong chén ủy viên trương. Ủy viên trương không lên tiếng, chỉ im lặng liếc mắt nhìn viên băng cầu trong chén, im lặng cầm muỗng lên, lại nghi ngờ múc viên băng cầu đưa vào trong miệng, nhai kỹ, sau khi cảm thấy viên băng vỡ ra, cua nước rất nồng đậm tràn ra, trong sảng khoái mang theo một loại năng lượng khó hiểu, hai mắt ông kích động lóe sáng, nhai đi nhai lại viên băng cầu nóng lạnh, đột nhiên trầm giọng hỏi, đầu bếp làm món ăn này là ai? quản lý phùng lập tức nói, đầu bếp Trần Tường, món ăn này là chuyên gia hầu rượu họ đường căn dặn chế biến. Ủy viên Trương vừa nghe, liền ngửa mặt nói, gọi chuyên gia hầu rượu họ đường vào đây. Quản lý Phùng nghi ngờ nhìn ông một cái, liền đáp lời, vâng. Trường kíp lập tức đi ra ngoài, nhìn Lauren có chút gấp nói, ủy viên Trương muốn gặp chuyên gia hầu rượu họ đường. Chấm ngoặc kép, Lauren vừa nghe, hai mắt chậm rãi nhấp nháy, hơi gật đầu, đáp tốt. Trường Kíp không dám nói nữa, nhanh chóng đi về phía cuối hành lang. Sau đó quẹo cua, đẩy cửa kính một cái, thấy Đường Khả Hinh mới vừa từ phòng bếp đi ra, trên mặt đều là bột mì trắng. Cô vừa dơ giấy bẩn thiểu phủi tay lung tung, vừa thở ra một hơi. Đường tiểu thư, Trường Kíp lập tức đi tới, nhìn cô có chút căng thẳng nói, Ủy viên Trương muốn gặp cô. ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép Đường Khả Hinh cũng không dám nhiều lời, nhìn về phía Trường Kíp, nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng nói gặp gặp, gặp tôi. Vâng, trưởng kíp nói. Mặt của đường khả hình đỏ lên, có chút giật mình, có chút lo sợ, đột nhiên có chút hối hận, nhưng vẫn nhắm mắt, gật đầu một cái, mới vừa muốn sửa sang lại tóc mình đầy bột mì. Cửa L bị mở ra ẩn nữa, quản lý phùng lập tức đi tới, nhìn về phía cô, nói, đường tiểu thư. Mau, ủy viên trương muốn gặp cô. Trái tim nhảy thình thịch. Hai mắt đường khả hình lóe ra ánh sáng lo sợ, nuốt cổ họng khô khốc một cái, vẫn nhắm mắt vừa phủi bột mì trên người một chút vừa đi về phía trước trong hành lang truyền đến một loạt âm thanh gấp rút lauren dẫn cổ tinh đứng ở bên cửa nhìn về phía đường khả hình bước nhanh tới trên mặt vẫn dính một chút bột mì ông sửng sốt cổ tinh dùng ánh mắt khinh bỉ trừng mắt về phía cô đường khả hình thấy lauren cũng không kịp sửa sang lại trên người mình đứng trước mặt của ông gật đầu một cái chào hỏi cô biết tại sao ủy viên chưa muốn gặp cô không lauren hỏi cô hai mắt đường khả hình chợt lóe có chút căng thẳng cắn môi dưới không lên tiếng cổ tinh cũng nghi ngờ nhìn về phía cô sau lưng lại truyền đến một loạt tiếng bước chân khẩn trương mọi người xoay người đường khả hình cũng xoay người nhìn thấy tưởng thiên lỗi trang hạo nhiên dẫn mấy phó tổng giám đốc cũng hết sức căng thẳng vẻ mặt nặng nề từ hành lang thật dài đi tới nhất là tưởng thiên lỗi nhìn thấy đường khả hình trực tiếp hỏi ngay em lại gây họa gì rồi hả em, chấm ngoặc kép, đường khả hình hoảng sợ, không dám lên tiếng. Trang hạo nhiên nhìn về phía đường khả hình, đau lòng nói, thân ái, nhớ lại xem, quá trình chế biến món ăn, có xảy ra chuyện gì hay không. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu. Em nói chuyện đi, em biết người bên trong là ai không? Tưởng thiên lỗi cắn răng khẽ nói, em, em, em biết rõ, chấm ngoặc kép, đường khả hình thật hối hận, hoảng sợ đến hai mắt đỏ bừng, sớm biết vậy không làm món ăn này. Em, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lại căng thẳng muốn tiến lên, trang hạo nhiên nắm chặt cánh tay của anh, hai mắt sắc bén chợt lóe, nói hiện tại còn không biết chuyện gì. Mắng chửi người làm gì, lập tức gọi đầu bếp và toàn bộ những người liên quan trong phòng bếp cho tôi. Chấm than ngoặc kép, vâng, đông anh lập tức đáp. Một trưởng kiếp khác đi ra lần nữa, nhìn về phía đường khả hình, sắc mặt nghiêm túc nói ủy viên trương lập tức muốn gặp cô mời vào trái tim của đường khả hình lại đập thình thịch nhìn không gian xa hoa phía bên trong nuốt một ngụm nước bọt liền nhắm mắt cất bước muốn đi vào cánh tay bị người nắm chặt cô quay đầu lại tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ đau lòng nhìn cô đè nén tức giận thở ra một hơi nói đi vào đừng căng thẳng dùng cái đầu thông minh của em ba năm trước đây giải quyết vấn đề hả Đường Khả Hinh nhìn hai mắt anh dịu dàng, chỉ đành phải gật đầu một cái, lại theo bản năng, ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, hai mắt hiện lên nụ cười dịu dàng, mặc dù cũng lo lắng, nhưng vẫn gật đầu một cái. Cô nhìn anh, cũng khẽ mỉm cười, mới xoay người. Lauren mới mở miệng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cô chỉ cần nhớ cô là một thành viên của khách sạn, cô vì khách tận lực phục vụ là đủ rồi. Đường Khả Hinh gật đầu cũng không quay đầu lại, nuốt cổ họng khô khốc một cái, mới nặng nề cất bước đi vào, tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên lập tức dẫn mọi người đi tới một phòng vip khác, bảo quản lý an ninh mở camera, nhìn hình ảnh bên trong phòng. Bước chân đường khả hình như đi trên mây, từng bước từng bước đi vào phòng khách, lúc này mới phát hiện, khi tất cả mọi thứ phẳng lặng như mặt gương, sự kinh khủng, đáng sợ, nguy hiểm mới là rào hoạt nhất, bọn chúng che giấu thật kín đáo, mà khi xảy ra chuyện, bọn chúng dương nhanh múa vuốt, cho nên loài người mới càng ngày càng khôn khéo, hoặc càng ngày càng sợ hãi. Cái không gian yên tĩnh này giống như một rừng mưa đạn rất nguy hiểm. Sắc mặt của khả hình tái nhợt, chậm rãi đi vào phòng ăn, nhìn thấy mười mấy nhân viên phục vụ đứng ở một bên, đang yên lặng nhìn mình, hai mắt của cô nhanh chóng xoay chuyển, cất bước đi về phía bên cạnh bàn ăn, cũng không dám ngẩng đầu, cũng không dám nhìn ai, chỉ nhẹ nhàng khom lưng gật đầu một cái, gọi ba vị khách quý, tôi là chuyên gia hầu rượu mới vừa mới vừa, chọn món ăn cho các vị, chấm ngoặc kép. Ủy viên trương lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt, bộ dáng nhu nhược sợ hãi, rất không vui, mặc dù không dám tin, nhưng vẫn mở miệng, hỏi món ăn này là chủ ý của cô. Vâng, vâng, chấm ngoặc kép, đường khả hình hít sâu một hơi, mới nói. Ủy viên trương không lên tiếng nữa, nhìn về phía đường khả hình, hai mắt khẽ nhíu lại, tựa hồ đang nhìn kỹ. Đường khả hình giống như cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của ông như mũi tên cắm thẳng vào mình, cô hoảng sợ đến cả người bắt đầu run rẩy, đổ mồ hôi lạnh, sắp hít thở không thông. Trong một phòng vip khác, tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên cùng căng thẳng nhìn chằm chằm đường khả hình trong màn hình, đang suy nghĩ xảy ra chuyện gì. chương 375, Tiểu Ngư Nhi Ủy viên trương đưa mắt nhìn cô thật lâu thật lâu, nhưng cũng không nói chuyện, mà hỏi tiếp sau đó có phải do cô gọi thức ăn và rượu đưa lên hay không chấm ngoặc kép vâng vâng chấm ngoặc kép đường khả hình khẽ gật đầu ủy viên trương lại nhìn về phía cô gái nhỏ gầy hai mắt nhấp nháy có chút hoảng sợ vẻ mặt cứng rắn can dặn vậy cứ tiếp tục đi vâng đường khả hình thở ra một hơi muốn đi khỏi cô ở lại chỗ này ủy viên trương nói đường khả hình mới di chuyển một bước nghe ủy viên trương nói vậy liền không dám lên tiếng đứng ở bên cạnh bàn ăn đáp nhẹ, vâng. Chấm ngoặc kép. Tiếp theo là món gì? Ủy viên trương nhìn về phía cô, hỏi. Đường khả hình chớp mắt, có chút căng thẳng nói tiểu. Tiểu, tiểu ngư nhi, chấm ngoặc kép. Hai người ủy viên vừa nghe, liền ngạc nhiên nhìn về phía cô, cười nói tiểu ngư nhi. Vâng, chấm ngoặc kép, đường khả hình thở nặng, đáp lời. Ủy viên trương nghe vậy, hai mắt sắc bén chợt lóe nói, vậy thì mang thức ăn lên thôi. Vâng, chấm ngoặc kép, đường khả hình đáp nhẹ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía trường kíp. Trường kíp nhìn cô một cái, liền im lặng gật đầu một cái, sau đó đi ra ngoài, không đến bao lâu, trong sự chờ mong của mọi người, bưng vào một nồi đất cá chép đỏ, xung quanh bao bọc lá sen, để vị trí ở giữa, sau đó vén ở dưới nồi cá, mở lửa lên, lại nhẹ nhàng nhắm giữa thân con cá, mở nắp nồi, nhất thời một mùi canh cá tươi nồng đậm, làm cho người ta chợt cảm thấy hương vị rất thơm ngon thơm quá." Chấm ngoặc kép, trên mặt hai ủy viên nhất thời hiện lên hưng phấn, nhìn canh cá chép tươi trong nồi đất, hỏi, "Đây rốt cuộc là canh cá tươi gì? Tôi chưa bao giờ ngửi qua mùi canh cá thơm như vậy." Chấm ngoặc kép. Hai mắt ủy viên Trương lại sáng lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nuốt một ngụm nước bọt, có chút căng thẳng nói, "Do thịt cá và thịt dê, thêm vào kỳ tử, táo đỏ, củ hoài sơn và một chút nguyên liệu chế biến thành." Chấm ngoặc kép. Thịt cá và thịt dê, hai loại nguyên liệu này tanh nhất, ủy viên Tiêu nói. Đường Khả Hinh nghe vậy, gật đầu một cái, nói: "Vâng, thịt cá và thịt dê đều rất tanh, nhưng xin hỏi các vị, chữ tiên là do hai chữ nào tạo thành?" Ủy viên Tiêu lập tức nói: "Thịt cá và thịt dê." Ủy viên Trương không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn cô. Đường Khả Hinh liền gật đầu nói: "Vâng, đúng vậy. Thật ra thịt cá và thịt dê phối hợp với nhau, cho dù kho thịt hay nấu canh chỉ cần chế biến thích hợp, cũng có thể tỏa ra một mùi thơm cực hạn, đồng thời cộng thêm táo đỏ, kỳ tử và nguyên liệu nấu canh, sẽ tỏa ra mùi thơm ngát. Chấm ngoặc kép, ồ, chấm ngoặc kép, hai người ủy viên đồng thời gật đầu. Đường khả hình im lặng không lên tiếng, cùng nhân viên phục vụ tiến lên trước, tự mình mở nắp nồi đất cá chép, đột nhiên xuất hiện làn hơi trong suốt như thủy, giống như hình cá chép, nhìn thấy các nguyên liệu trong nước canh vẫn còn đang sôi sùn sụp, cô im lặng nhận lấy một cái chén nhỏ nhân viên phục vụ đưa cho mình, dùng muỗng canh nho nhỏ, múc một chút nước bột mì hơi sền sệt, nhẹ nhàng dưới phía trên mặt canh. Mọi người lập tức nhìn thấy bột mì trong suốt ở trong nồi cá chép, nhất thời biến thành tiểu ngư nhi, đang lăn lộn trong súp, bơi lội khắp nơi. Ủy viên tiêu và ủy viên lưu không nhịn được mỉm cười. Ủy viên trương nhìn thấy tiểu ngư nhi, rốt cuộc buông xuống để phòng, trên mặt lộ ra ôn hòa. Mà đổi lại trong một phòng vip khác, Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên còn có Lauren đều hết sức căng thẳng nhìn mọi việc. Đường Khả Hinh không nói gì, mà lấy thêm cái muỗng, nhanh chóng nhỏ giọt bột mì vào trong canh nóng, qua một ít thời gian, nước canh vốn trong vắt, nhất thời có rất nhiều con cá nhỏ đáng yêu ở trong canh vui vẻ bơi lội. Ba ủy viên cùng nhìn rất chăm chú. Đường Khả Hinh nhỏ giọt bột mì trong chén trước mặt, liền cầm lên chén ngọc nhân viên phục vụ đưa tới, khẽ nói, chén ngọc không phải là vì chứng minh sự xa hoa của khách sạn mà nó có tác dụng tụ nhiệt và giải phóng những chất khoáng có lợi đối với thân thể con người. Dĩ nhiên cũng không phải mỗi loại ngọc đều thích hợp làm chén ngọc, cho nên khách sạn chúng tôi tỉ mỉ chọn lựa chất liệu tốt đối với thân thể của thực khách. Chấm ngoặc kép. Ủy viên trương nhìn về phía cô gái nhỏ này, hai mắt không khỏi xẹt qua vui vẻ. Mặt của đường khả hình đỏ lên, giống như biết ông đã hiểu ra ý của mình, cũng không lên tiếng, cầm muỗng canh nhỏ, múc cá tươi và canh trong nồi, tiểu ngư nhi, bưng đến ủy viên trương trước mặt của, ủy viên trương nhìn cô một cái, liền mới nhận lấy này chén ngọc, theo bản năng xoay thân chén một chút, mới cầm múa múc một chút cá nhỏ bằng bột mì và canh cá tươi, đưa vào miệng, nhất thời trong thân thể dâng lên một luồng khí nóng, cả người ấm áp, ngày mùa thu lạnh lẽo đến gần, hoàn toàn cần bổ sung thịt dê. Mà hòa với bột mì thật độc đáo, ngon miệng, rất dẻo dai, hương vị vô cùng đặc biệt, trên mặt ông chậm rãi nở nụ cười, giống như mới vừa từ không khí lạnh lẽo trở về nhà, nếm thử một chút canh nóng của cha ông lại ngẩng đầu nhìn về phía đường khả hình, hai mắt lộ ra an ủi. Ủy viên lưu, ủy viên tiêu đang thưởng mùi vị canh cá tươi, sau khi nhai nhẹ viên bột mì, cũng không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía đường khả hình, hài lòng mỉm cười. Món ăn thứ ba là gì? Ủy viên trương nhìn đường khả hình, hỏi. Không có, không có, chấm ngoặc kép, đường khả hình đỏ mặt nói. Không có, không phải cô hầu rượu sao? Rượu đâu? Ủy viên trương nhìn về phía đường khả hình, mỉm cười hỏi. Ở, ờ, ở trong canh, chấm ngoặc kép, đường khả hình có chút căng thẳng nói. Ở trong canh, ủy viên lưu tự mình múc một ngụm canh, lúc này, bởi vì tắt lửa nên canh cá tươi hơi nguội, rốt cuộc tỏa ra một chút mùi rượu, cho nên làm cho canh có hoạt tính mạnh mẽ, nồng đậm hơn, bên trong có một loại tình cảm khắc sâu, ông kinh ngạc hỏi trong canh này, bỏ thêm rượu gì. Mặt của đường khả hình đỏ lên, nói khét mau. Mao, Đài. Ủy viên Trương mỉm cười nhìn về phía cô. Mao Đài, ủy viên Lưu nhìn về phía cô. Nhỏ vài giọt, chấm ngoặc kép, đường khả hình có chút căng thẳng nói. Không trách được, mùi vị này có một không hai, không cách nào thay thế được. Giống như ủy viên Trương của chúng ta, ủy viên Lưu nhìn về phía ủy viên Trương, cười nói. Tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên nhìn tất cả mọi việc, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười. Ủy viên trương không nói lời nào, ánh mắt lại càng lúc càng ôn hòa nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Đường khả hình dịu dàng nói, tục ngữ có nói, đối với người dân lương thực là nhu cầu số một, đó không phải là muốn chúng ta phung phí và bừa bãi, mà thức ăn, chúng ta tuyệt đối không thể tùy tiện ăn một chút là được, mỗi một món ăn, nó đều ở trong thân thể chúng ta, chuyển hóa thành các loại dinh dưỡng, dùng cái này kéo dài tánh mạng của chúng ta, cho nên mỗi một ngày, mặc kệ là người lãnh đạo cao nhất quốc gia này, hay học sinh nỗ lực học tập, chúng ta cũng nên hiểu, tôn trọng thức ăn, chính là tôn trọng bản thân mình. Cũng là tôn trọng người thương yêu và quan tâm chúng ta, cho nên. Lúc làm việc thì làm việc, lúc ăn cơm thì ăn cơm. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ủy viên lưu cười lớn, chỉ vào đường khả hình lắc đầu một cái, nói cái con bé này. Chấm than ngoặc kép. Trong lúc nói chuyện, ủy viên trương nhìn về phía đường khả hình, hai mắt dần dần phát sáng, lộ ra một loại quan tâm và tràn đầy tình cảm, để cho lòng người không nhịn được ấm áp. Rất nhiều rất nhiều năm rồi, không có ai nhắc nhở mình, lúc làm việc thì làm việc, lúc ăn cơm thì ăn cơm. Ánh mắt ông giống như hồi ức chuyện xưa, chiếc đồng hồ cổ xưa vẫn đang lóe ra ánh sáng thuộc về nó, mặc dù có một người thân và người nhà bởi vì sự nghiệp của mình mà mất đi sinh mạng. Giống như hồi ức xa xăm. Thật lâu ủy viên trương mới hồi phục suy nghĩ, nhìn về phía đường khả hình, hai tròng mắt ôn hòa, nhẹ nhàng nhấp nháy, ông khẽ mỉm cười nói, khả hinh. Chấm ngoặc kép. Đã thật lâu, thật lâu trước kia cũng nghe qua tiếng gọi này. Đường khả hinh nghe tiếng gọi, hai mắt trở đỏ bừng, nghẹn ngào đáp nhẹ, vâng. Chấm ngoặc kép. Ủy viên trương nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của cô, mặc dù nghi ngờ, nhưng cũng tôn trọng và thông cảm cho cô, nói, múc cho chú. Một chén canh nữa, chấm ngoặc kép. Nước mắt đường khả hinh lăn xuống, nhưng vội lau đi, run run cầm chén lên, nhẹ nhàng bưng nồi canh trước mặt múc một chén canh thật cẩn thận đưa đến trước mặt của ủy viên trương lúc này ủy viên trương mới ngẩng đầu lên nhìn về phía khả hình dùng ánh mắt hỏi còn nhớ rõ chú sao nhớ nước mắt đường khả hình lăn xuống cũng không muốn chứng minh thân phận bởi vì đó là thành tựu của cha không phải là của mình cô nghẹn ngào khẽ nói ủy viên trương ngài ăn canh chấm ngoặc kép ủy viên trương hiểu ý cô gái nhỏ này cũng biết mình quyền cao chức trọng có một số người không muốn dính tới một chút vinh quang, giống như nhiều năm trước, vị đầu bếp ưu tú kia vì mình trình lên hai món ăn thì khuyên mình, thức ăn ở trước mặt, chúng ta tuyệt đối không thể tùy tiện ăn một chút là được. Mỗi một món ăn, nó đều ở trong thân thể chúng ta, chuyển hóa thành các loại dinh dưỡng, dùng cái này kéo dài tánh mạng của chúng ta, cho nên mỗi một ngày, mặc kệ là người lãnh đạo cao nhất quốc gia này hay học sinh nỗ lực học tập, chúng ta cũng nên hiểu, tôn trọng thức ăn chính là tôn trọng bản thân mình cũng là tôn trọng người thương yêu và quan tâm chúng ta, cho nên. Lúc làm việc thì làm việc, lúc ăn cơm thì ăn cơm. Chấm ngoặc kép. Mặc dù là bạn tri kỷ, nhưng vị đầu bếp kia, không lâu, liền đi khỏi mình, thường xuyên đi đến một khách sạn, rồi không biết tung tích. Ủy viên Trương lại ngẩng đầu, nhìn về phía đường khả hình, hiểu ra cô ẩn nhẫn, nên chỉ hỏi cháu. Sống có tốt không? Tốt, rất tốt, chấm ngoặc kép, nước mắt đường khả hình lại lăn xuống. Ủy viên trương không nói gì thêm, nhếch miệng mỉm cười, im lặng chăm chú uống nước canh thơm ngon. Đường khả hình nhìn ông giống như đã hiểu được tiếng nói của mình qua thức ăn và rượu, liền vui vẻ mỉm cười. Tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên nhìn hình ảnh này ngây người. Sau đó, ủy viên trương dùng cơm vô cùng vui vẻ, lúc vừa ăn vừa thích nhìn khả hình. Khả hình cũng nhìn về phía ông, dịu dàng cười cười, không giống như khi còn bé, nói một tiếng với ông chú này chậm một chút chấm ngoặc kép chấm ủy viên trương gấp cả ăn thì gật đầu một cái nhìn về phía hai người đồng nghiệp nói nếu như tôi cũng có một cô con gái như người bạn thân của tôi nhiều năm trước thật tốt <laughs> ha 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 ủy viên trương ngài liền nhận cô ấy làm con gái đi tôi không có phúc phần đó chỉ xứng làm bạn với mấy ông già các người thôi chấm ngoặc kép ủy viên trương nở nụ cười đường khả hình cũng không nhịn nở nụ cười tưởng thiên lỗi ngồi tại chỗ Nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười nửa khuôn mặt hết sức dịu dàng động lòng người, hai mắt anh cũng trở nên dịu dàng. Bữa ăn tối này kéo dài thật lâu, ủy viên Trương nghe Đường Khả Hinh nói, nhai kỹ nuốt chậm, rốt cuộc hết sức thỏa mãn đứng lên, lúc này mười mấy tên vệ sĩ và đặc cảnh đi vào nói bữa tiệc tối sắp bắt đầu, mời ủy viên Trương rời bước, ông gật đầu một cái, cùng Khả Hinh đi ra sảnh VIP, vừa lúc liền nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên đi ra, ông khẽ mỉm cười, vươn tay về phía Tưởng Thiên Lỗi tưởng thiên Lối cũng cung kính vươn tay, bắt tay với ông. Ủy viên trương lại bắt tay với Trang Hạo Nhiên, mới nhìn hai người lãnh đạo khách sạn, cười nói quả thật có lúc tôi rất thống hận xa hoa, cũng không nơi quá thích xa hoa, hôm nay nếu không phải có bữa tiệc từ thiện, tổ chức ở gần, tôi cũng không tới. Nhưng hôm nay có người nói cho tôi biết, mỗi một món đồ trong khách sạn, không phải vì chứng minh xa hoa, mà vì khách chuẩn bị, tôi ngẫm nghĩ lại một chút, quả thật là như thế, Khó được mọi người dụng tâm suy nghĩ từng thứ cho chúng tôi, hy vọng trong tương lai, doanh nghiệp và chính phủ có thể hợp tác với nhau tốt hơn, càng hiểu nhau hơn. Cảm ơn Ủy viên Trương, chúng tôi sẽ cố gắng. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên đồng thời cười nói. Ủy viên Trương suy nghĩ một chút, liền mới xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng mỉm cười nhìn về phía ông. Ủy viên Trương suy nghĩ một chút, liền chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của Khả Hinh, mới hiền lành cười nói, Khả Hinh. Làm tốt lắm, làm rất tốt, hy vọng tương lai cháu sẽ thành công hơn, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, cái gì nên phổ biến thì tiếp tục phổ biến. Chấm ngoặc kép, hàm y biểu đạt hết sức rõ ràng. Vâng, hai mắt đường Khả Hinh dưng dưng cười nói. Tốt, tôi cũng phải đi rồi, cô gái nhỏ này và tôi cũng xem như có chút duyên phận bữa cơm hôm nay cũng do cô ban tặng, tôi vô cùng vui vẻ. Mọi người phải vun trồng đóa hoa này cho đất nước, trong tương lai, tôi nhất định phải nhìn thấy cô ấy trưởng thành." Ủy viên Trương nói xong, liền trong sự bảo vệ của mọi người, đi khỏi. Đường Khả Hinh nghe lời này, đột nhiên kích động xoay người nhìn về phía bóng lưng Ủy viên Trương đi phía trước, cô dưng dưng mỉm cười, nhớ tới lời của cha, tôn nghiêm của chúng ta, không phải là người khác cho, mà là bản thân mình cho mình. Dựa vào sức của người khác, vĩnh viễn không thể đi xa. Con đường mình đi không có bất kỳ gánh nặng, không có thiệt thòi, bình thản tiếp nhận cuộc sống. Đúng vậy, con đường mình đi, không có bất kỳ gánh nặng, không có thiệt thòi, bình thản tiếp nhận cuộc sống. Cô đột nhiên mỉm cười. Audio điện tử võ tấn bền. chương 376, rất nhớ em. Phòng nghỉ ngơi vip. Trang hạo nhiên đang cầm một trái táo đỏ thật to từ Tân Cương mới chuyển đến khách sạn, cầm con dao nhỏ, gọt vỏ xong, cắt thành từng múi nhỏ, từng múi nhỏ, đút vào trong miệng đường khả hình. Đường khả hình cười híp mắt ôm gối ôm, há miệng ra, cắn xuống quả táo một cái, ừm một tiếng, gật đầu một cái, nói táo rất ngọt. Trang hạo nhiên nghe lời này, cũng hé miệng mỉm cười, lấy thêm một miếng táo, đút vào trong miệng của cô. Đường khả hình lại há miệng ra, ăn miếng táo, không biết rất ngọt rất giòn đến cỡ nào, gật đầu, cười rất tinh nghịch. Ăn ngon chứ, Trang hạo nhiên nhìn cô, cười hỏi ăn ngon, chấm than ngoặc kép, đường khả hình lại gật đầu, cười. Từ từ ăn, anh trai cho cô ăn. Trang hạo nhiên vừa nói vừa gọt táo, cười nói. Tôi rất lợi hại chứ, đường khả hình có chút đắc ý hỏi. Lợi hại, Trang hạo nhiên có chút hài lòng, lại cầm một miếng táo, đút vào trong miệng của cô, mới nói cô phải biết, hôm nay cô đại diện cho Hoàn Á đi hầu rượu, thắng được trận này, tôi hả giận. Thật sự lấy lại mặt mũi cho tôi một lần, nhớ cô gây ra bao nhiêu họa, bình thường nhìn thấy tổng giám đốc tưởng, tôi cũng không có thẳng lưng được. Ha ha ha, chấm than ngoặc kép. Anh càng nói càng vui vẻ, có thể cười lớn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đường khả hình cũng vui vẻ ngẩng đầu bật cười. Chỉ là, cô biết ủy viên trương đó à? Trang hạo nhiên cười xong, liền nhìn đường khả hình, hỏi. Không biết, con người đường khả hình sáng lên, cười nói. Không biết, trang hạo nhiên cầm một miếng táo, đưa vào trong miệng, Mới nhìn dáng vẻ Đường Khả Hinh nhai táo bình tĩnh tinh nghịch, nhớ tới lúc ăn cơm, ủy viên Trương nói một câu, nếu như nhiều năm trước người bạn thân của tôi cũng có một cô con gái như vậy thật tốt. Anh nghĩ những lời này, đột nhiên vươn tay khoác lên trên ghế salon sau lưng Khả Hinh, một tay khác nâng cầm của cô, ra vẻ như rất mập mờ nói, cô có chuyện gì, gạt anh trai. Như vậy không ngoan nha. Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh lập tức phủi tay của anh, ngẩng đầu nhìn anh cười nói, tôi có việc không bao giờ dối gạt anh trai. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên yên lặng nhìn cô. Đường Khả Hinh lại nhìn hai mắt anh dịu dàng có chút mập mờ, tinh nghịch mỉm cười, nói, nhưng anh là anh trai tôi sao? Sắc mặt Trang Hạo Nhiên thu lại, lập tức cầm một miếng táo lớn, nhét vào trong miệng cô, mới nói, đồ không có lương tâm. Chấm than ngoặc kép, ư m chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh vươn tay, cầm miếng táo lớn, vừa ăn vừa cười nói, thật sự rất ngọt nha có còn hay không cho tôi cầm mấy trái về nhà vừa xem sách vừa ăn không có trang hạo nhiên nhìn cô nhóc này nhớ tới mới vừa ở chỗ ủy viên trương bộ dáng cô bình tĩnh chân thành đáng yêu trong lòng không khỏi mềm mại đột nhiên cúi xuống ở trên khuôn mặt cô hôn một chút mới nói bảo bối thật giỏi này đường khả hình ngẩng đầu lên gọi anh ầm um, chấm ngoặc kép trang hạo nhiên đã đóng cửa đi ra ngoài cũng không có nói cho cô biết hôm nay cuộc tranh tài này quan trọng đến bực nào. Đường Khả Hinh đưa tay đè khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, sợ vị trí anh mới vừa hôn lên mặt mình, có một chút tê dại, một loại cảm giác khác thường dâng lên, cô hừ một tiếng, muốn tức giận, nhưng nhớ tới trang hạo nhiên hôn trên mặt mình thì rất cảm tính nói, bảo bối, thật giỏi. Anh cũng không có khen mình như vậy, cho tới bây giờ cũng không có, coi như bình thường mình biểu hiện tốt, chẳng qua cũng cười cười gật đầu. Bảo bối, thật giỏi, chấm ngoặc kép, Đường Khả hình lặng lẽ nhớ những lời này, lại cắn một miếng táo, vừa nhai vừa lại không nhịn được cười, đứng lên chuẩn bị đi khỏi lầu 80, nhưng cô mới vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đứng ở hành lang, đang cười nói với đầu bếp phối hợp với mình, cô sững sờ, lập tức nhanh chóng quay lại phòng nghỉ ngơi, phịch một tiếng đóng cửa lại. Tưởng Thiên Lỗi nghe được âm thanh này, quay đầu nhìn về phía cánh cửa kia. Tổng giám đốc, nếu không còn chuyện gì, tôi đi trước đầu bếp mỉm cười cung kính nói tốt hôm nay cực khổ tưởng thiên lỗi mỉm cười nhìn về phía ông nói đầu bếp gật đầu một cái đi khỏi đúng lúc này lauren đi ra cũng nhìn về phía đường khả hình trốn trong cánh cửa kia mỉm cười nói còn nhỏ tuổi cô ấy có khí độ khó được cá tính linh hoạt cùng bao dung tưởng thiên lỗi không hiểu nhìn về phía lauren lauren nhìn về phía tưởng thiên lỗi mỉm cười nói hôm nay cố ý đưa hai đứa bé này đến hầu rượu một là để cho các cô học tập lẫn nhau, hai là thử dò xét trong lòng các cô có triệt hạ đối thủ hay không. Kết quả năm món ăn đầu của cổ tinh cũng đã nhanh chóng đánh thức vị giác của khách, cho đến món ăn cuối cùng, thịt lừa, thật ra đã hoàn toàn đóng chặt món ăn tiếp theo. Tưởng thiên lỗi im lặng nhìn ông. Trên mặt Lauren lộ ra một chút mất mát nói, phải biết một nhân viên khách sạn, dựa vào thức ăn, cũng giống như hợp tác lẫn nhau, thấu hiểu và trao đổi, nhưng trong lòng cổ tinh quá thực dụng, lòng háo thắng quá mạnh mẽ lúc ấy tôi còn lo lắng khả hình chọn lựa món ăn có thể vượt qua kiểm tra hay không thậm chí cũng muốn thử dò xét khả hình có tâm tư tranh cường háo thắng hay không nhưng món ăn thứ nhất băng cầu và món ăn thứ hai của cô ấy thật ra cô đã quên tên gọi thật của món ăn này nó gọi là đạo ngư nhi không phải tiểu ngư nhi chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi dịu dàng mỉm cười lauren bật cười nói hai món ăn này mùi vị vừa phải trong thanh đạm lộ ra yêu nhã tính hồi ức mạnh ở trong đó ngài cũng không thấy dụng tâm của người làm món ăn, hơn nữa cô ấy làm vỏn vẹn hai món ăn là giữ lại một đường sống cho đồng nghiệp sau. Thậm chí, trong quá trình này, cách làm của khả hình, tôi tương đối thưởng thức. Tưởng thiên lỗi nhìn về phía ông, yên lặng lắng nghe. Lauren cười nói, đang trong quá trình chọn lựa thực đơn, chuẩn bị chế biến, cổ tinh hợp tác với đầu bếp trương, đã phản ánh với cổ tinh, món thứ nhất nhu diện hoa sen, hơi khó, hơn nữa tăng thêm gạo nếp sẽ làm suy yếu hương vị canh, thời gian cần phải kéo dài chút, hy vọng vào món thứ ba, nhưng lúc ấy cổ tinh cứng rắn yêu cầu nhất định phải ra món thứ nhất, nói rõ thời gian là chuyện của đầu bếp, không phải là chuyện của chuyên gia hầu rượu. Mà khả hình, suy nghĩ đến làm hai món ăn này, không biết đầu bếp có thể làm được hay không, đi vào thương lượng với đầu bếp trước, xác định đầu bếp có thể làm được hương vị và độ khó mình muốn, mới khom lưng nói cảm ơn, đồng thời đối với nhào bột, cô ấy trực tiếp đi vào phòng bếp, nói với đầu bếp mình tự nhào bột mọi chuyện tự thân tự lực, dụng tâm thật lòng đối đãi với khách, thật sự làm cho người ta kính nể, cho nên lúc ủy viên trương muốn gặp khả hình thì tôi cũng không có lo lắng. Chấm ngoặc kép, thì ra là ngài sớm có chủ kiến, ngược lại chúng tôi. Lại chậm hiểu, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi cười nói. Lauren chỉ mỉm cười, thông qua tranh tài lần này, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn về phía ông. Hai mắt Lauren chợt lóe, che giấu trí tuệ, nói cũng không có ai biết, lần này hầu rượu là cuộc so tài cuộc so tài thứ nhất khả hình lên cấp ngài thua tổng giám đốc tưởng chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi nghe lời này đột nhiên cúi đầu mỉm cười lauren cũng cười lại vươn tay nói với tưởng thiên lỗi vô luận như thế nào hy vọng trong trận đấu kế tiếp khách sạn á châu có thể giành được thắng lợi ngay từ đầu mặc dù tôi rất khát vọng khả hình con ngựa đen này có thể đi tới cuối cùng tưởng thiên lỗi cũng đưa tay ra nhìn ông khẽ mỉm cười, nói "Cảm ơn ông. Hôm nay ông vất vả rồi." "Không vất vả, đứa bé kia, cô ấy có thể còn không biết mình lên cấp, quả thật tổng giám đốc trang có cách dạy người, vô luận vào lúc nào cũng không có để cho cấp dưới có bất kỳ áp lực, cũng không để cho bọn họ quá độ hư vinh. Chỉ là, mặc kệ hôm nay rốt cuộc ai thắng ai thua, được ủy viên Trương hiểu một lần, đây đối với hoàn cầu chúng ta vô cùng quan trọng, ngài vẫn phải cảm ơn đứa bé kia, ít nhất phải thưởng một quả táo lớn." chấm ngoặc kép, Lauren mỉm cười nói xong, liền xoay người đi khỏi. Tưởng thiên lỗi đứng tại chỗ, nghĩ tới câu nói của Lauren, hai mắt xoay tròn, đột nhiên mỉm cười. Bên trong phòng nghỉ ngơi, đường khả hình ngồi ở trên ghế salon, đã gặm hết quả táo, trong miệng vẫn còn mùi vị ngọt ngào, nghĩ tới người kia đã đi rồi chưa? Nói xong rồi chứ, thậm chí trái tim của cô hơi đập nhanh, cắn nhẹ ngón trỏ một cái, không ngờ cắn mạnh, cô ôi một tiếng, rút bàn tay nhỏ bé, nhìn hai dấu răng trên ngón tay, do dự một lát, ngay lập tức lạnh lùng đứng lên, xài bước đi về phía cửa, vặn khóa tâm, suy nghĩ gặp mặt cũng không cần chào hỏi. Không ngờ tưởng thiên lỗi đứng ở bên cửa, khẽ cúi đầu, hai mắt dịu dàng chợt lóe, nhìn quả táo trong tay. Đường khả hình nhìn anh, sửng sốt. Tưởng thiên lỗi nhìn quả táo đỏ ở trong tay sáng óng ánh, một lúc lâu, từ từ ngẩng đầu, thấy đường khả hình đứng ở trước mặt của mình, đang lạnh lùng nhìn mình, ánh mắt cứng rắn nặn ra một chút lạnh nhạt nhưng vẫn cảm thấy cô có chút căng thẳng anh khẽ mỉm cười đường khả hình thức giận nhìn vẻ mặt anh hỏi tổng giám đốc tưởng ngài tìm tôi có việc tưởng thiên lỗi nhìn đường khả hình im lặng cất bước tiến lên đi vào gian phòng đường khả hình giật mình lui về phía sau một bước nhìn anh căng thẳng hỏi anh muốn làm gì tưởng thiên lỗi đã nhẹ nhàng đóng cửa phía sau lưng tay đè khóa tâm lại im lặng nhìn cô hai mắt đường khả hình chợt lóe trái nhanh chóng nhảy lên, nhìn anh, mới vừa muốn cứng rắn, chợt bị động tác của anh làm cho không kịp ứng phó, liền có chút căng thẳng hỏi, làm. Làm gì vậy? Tưởng thiên lỗi suy nghĩ một chút, mới đến gần một bước, nhìn cô, im lặng dơ quả táo đỏ lên. Đường khả hình quay đầu đi, mặt không có biểu lộ gì, nói tôi mới vừa ăn rồi. Chấm ngoặc kép, đây không phải cho em ăn. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn cô, hai mắt lộ ra một chút dịu dàng lại đau lòng nói đường khả hình không hiểu quay đầu lại nhìn anh hai mắt tưởng thiên lỗi nhấp nháy nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lộ ra một chút nghi ngờ nhưng thoạt nhìn cũng dịu dàng và đáng yêu một chút cứng rắn đang từ từ tan ra nói đây là cho em gọt cho anh ăn chấm ngoặc kép cái gì đường khả hình tức giận nhìn anh nói gọt cho anh sì hôm nay tôi giúp khách sạn của anh một đại ân anh bảo tôi gọt táo cho anh, cho nên em gọt giúp anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô nói, tại sao? Đường Khả Hinh vô cùng tức giận hỏi. Muốn ăn. Hắc chấm than ngoặc kép. Đường Khả Hinh không thể tin nổi bật cười, nói một câu thần kinh, rồi lạnh lùng xoay người muốn đi ra khỏi phòng. Giống như ngày em làm cho anh bữa ăn sáng, vui vẻ một chút, gọt giúp anh. Chấm ngoặc kép. Tưởng Thiên Lỗi thấy cô đi qua bên cạnh mình thì đau lòng khàn khàn nói. Đường khả hình dừng bước chân, hai mắt chợt đỏ thắm. Hình trong điện thoại di động, xem đi xem lại, nhưng xem thế nào cũng giống như. Xem không đủ, xem một chút, liền nghĩ đến em đang làm gì, đang khóc, đang cười, đang làm chuyện gì. Không biết bắt đầu từ lúc nào, đột nhiên thưởng thức, đột nhiên đau lòng, lại đột nhiên rất nhớ, rất nhớ. Rất nhớ em, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi cắn chặt răng, hai mắt lóe lên ánh sáng thâm tình, nói ra tất cả lời muốn nói. Chương 377, em nở bỏ anh sao? Đường Khả Hinh sững sờ, nước mắt lăn xuống. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi quay đầu, nhìn nửa khuôn mặt Đường Khả Hinh, cảm nhận giờ phút quý giá cô đang ở bên cạnh, dịu dàng đau lòng nói, "Đừng đi. Ở lại đi, cho anh một cơ hội." Khả Hinh, chấm ngoặc kép. Một tiếng gọi nhẹ nhàng, chờ lâu như vậy. Đường Khả Hinh mím chặt đôi môi, nhanh chóng lau nước mắt đi trên mặt, không lên tiếng nhưng vì sao trong lòng càng trở nên cứng rắn như thế. Cô đột nhiên cảm thấy bi thương, bước lên phía trước bước, đưa tay muốn kéo cửa đi khỏi. Tưởng thiên lỗi nhanh chóng tiến lên, từ phía sau ôm chặt cô, cúi xuống, chôn ở cổ của cô, hôn nhẹ cổ của cô, cảm tính đau lòng nói khẽ, đừng đi. Lúc anh đến gần, em đừng đi xa. Không nên như vậy, anh không chịu nổi một tình yêu như vậy. Đừng đi, chấm ngoặc kép. Đường khả hình ngẩng đầu lên, nước mắt từng viên lăn xuống, cũng bất đắc dĩ khóc nói, nếu như em xoay người, chẳng may anh cũng lại xoay người thì sao? Khoảng cách giữa chúng ta càng lớn. Khoảng cách đau này, em làm sao bổ khuyết, làm sao chữa trị? Sẽ không, tin tưởng anh, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lối buộc chặt đôi tay, ôm lấy thân thể của cô, cho cô một chút ấm áp, một chút lòng tin, nói chắc chắn. Đường khả hình nước nở nói, không phải là em không tin anh, mà em đã không tin em còn đủ hơi sức chữa trị những tổn thương tình yêu giữa chúng ta. Tưởng thiên lỗi cảm thấy gấp gáp, nắm chặt bả vai của cô, xoay người của cô, nhìn cô khổ sở rơi lệ, đau lòng bưng mặt của cô, cúi xuống, nhìn cô, nghẹn ngào nói, nếu em không có hơi sức, để cho anh tới chữa trị, hả? Em chỉ đứng tại chỗ là được, để cho anh đi tới. Chấm ngoặc kép, em đã không có ở chỗ này nữa rồi. Đường khả hinh ngẩng đầu lên nhìn tưởng thiên lỗi, nước mắt lai lăn xuống, Đau lòng nói, em thật sự đã không còn ở nơi đó. Chấm ngoặc kép, trái tim tưởng thiên lỗi vỡ vụn, im lặng nhìn cô, dừng lại thật lâu, mới đau lòng khàn khàn hỏi, vậy em đi nơi nào? Không biết, chấm ngoặc kép, đường khả hình cúi xuống, nước nở nói. Tưởng thiên lỗi vuốt mặt của cô, có chút kích động hỏi, em nở bỏ anh sao? Bởi vì em không nở, mới biết lúc ấy, anh bị thương có bao nhiêu đau đớn. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nói xong đột nhiên đẩy tưởng thiên lỗi ra, lau nước mắt, khổ sở lại muốn đi ra ngoài. Hai mắt tưởng thiên lỗi cũng đỏ bừng, chợt ôm chặt thân thể của cô, đè cô ở trên tường, không nói lời gì, cúi đầu hôn lên môi của cô. Ư mờ hát, chấm ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên bị cường hôn, trong lòng hoảng hốt, hai mắt nhanh chóng nước mắt rơi xuống, tay rắt mạnh cổ áo của anh, quay đầu đi, dẫy ruộng muốn tránh nụ hôn kia tưởng thiên lỗi cũng đã nhớ nhung nụ hôn này ngàn năm vạn năm, làm sao dễ dàng bỏ qua. Trong chớp mắt hôn lên môi đỏ mọng mềm mại của cô, hưởng thụ ngọt ngào trên môi của cô, cảm xúc chợt bành trướng, đầu lưỡi cuồng nhiệt nhanh chóng xông vào quấn lấy đầu lưỡi ngây ngô bị động của cô, mút nhẹ đầu lưỡi ướt át, kích thích anh mãnh liệt tham muốn giữ lấy, nhớ tới ở trong ngôi lầu nhỏ, nhìn thấy cô và Trang Hạo Nhiên ôm nhau thân mật và mập mờ, anh muốn điên rồi, lại bá đạo cuồng nhiệt hôn đầu lưỡi tôi của cô, cuốn lấy cô thật chặt, tay cũng đã cởi tay trang của mình ra, ném ở một bên, lại dùng tay cởi bỏ cúc áo đồng phục của cô. Anh làm gì đấy? Đường khả hình cảm thấy anh kích động, chợt quay đầu, tránh ra nụ hôn của anh, kêu to. Anh muốn em, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi không chịu nổi cô và người đàn ông khác dây dưa, lập tức lại hôn lên môi cô, soạt một tiếng, tay kéo áo sơ mi trắng của cô xuống, năm ngón tay vồ lấy chặt áo lót màu trắng nhỏ nhỏ của cô, cứng rắn và cực độ khát vọng nắm bộ ngực đầy đặn của cô, cảm giác điểm nhỏ màu hồng mê hoặc nở ra. Anh buông tay, chấm than ngoặc kép, mặt của đường khả hình đỏ lên, điên cuồng đẩy anh. Tưởng thiên lỗi lại như núi lớn, đè nén thân thể nhỏ nhắn của cô ở trên tường, cúi xuống, liếm mạnh bộ ngực đầy đặn của cô. Cảm thấy một luồng hơi nóng dâng lên. Dù sao đường khả hình cũng là cô gái thanh xuân, bất thình lình đối mặt với mạnh mẽ và kích tình, cô ngăn cản cũng không ngăn cản được, mặt trong chớp mắt đỏ bừng, mềm yếu ở cạnh tường, nói không ra lời. Tưởng thiên lỗi lại hôn môi của cô, hôn khuôn mặt của cô, cắn nhẹ vành tai của cô, người đã quét qua mông của cô, xông vào trong váy cô, xoa nắn nơi ướt át giữa hai chân. Anh, chấm ngoặc kép, đường khả hình quần áo xốc xích, lại mê đắm kêu nhỏ. Trong lòng của tưởng thiên lỗi thoáng qua một chút vui vẻ, chợt kéo lên váy ngắn đồng phục của cô, nhắc chân cô, cách lấp quần áo, giữa hai chân mình cứng rắn đè ở trên người của cô. Thân thể đường khả Hinh không nhịn được nâng lên, ngẩng đầu lên nhìn tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi cũng gấp gáp ngẩng đầu lên, nhìn hai mắt cô mê ly, anh chợt cúi xuống, lại hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, mút đầu lưỡi của cô, tay lại muốn kéo vai xuống. Tưởng thiên lỗi, đường khả Hinh dùng hết lý trí cuối cùng, gọi anh lại. Hai mắt tưởng thiên lỗi lại lóe lên kích tình nồng đậm, lúc hôn lên môi đỏ mọng mềm mại của cô lại phát hiện khơi dậy phóng túng nhất trong cuộc đời của anh. Đây là tình cảm và kích động anh chưa bao giờ gặp phải. Suy nghĩ này vừa hiện lên làm cho anh lại muốn bất chấp tất cả, đưa tay vào trong váy cô, muốn xé quần lót của cô. Đừng, đường khả hình kêu nhỏ, thế nhưng nghe được ngoài cửa có rất nhiều nhân viên phục vụ, bởi vì đã hết thời gian làm việc, rồi giết sửa sang xong tất cả, đóng cửa đi khỏi, đầu óc của cô giống như nổ tung, chợt đẩy ra anh, sợ không còn kịp nữa kêu to tưởng thiên lỗi. Anh làm gì đấy? Tưởng thiên lỗi thở hổn hển đứng ở trước mặt của cô, nhìn cô đau lòng nói anh muốn ở bên cạnh em. Anh muốn em, anh không thể chờ đợi muốn em, hy vọng em trở thành người phụ nữ của anh. Chấm than ngoặc kép, hai mắt đường khả hình lại dưng dưng nhìn về phía anh, run rẩy nhanh chóng kéo áo sơ mi, nước mắt lăn xuống, cài cúc áo xong, lại muốn thân thể khom xuống, nhặt đồng phục của mình lên. Khả hinh, tưởng thiên lỗi lại gấp gáp điên cuồng lại một lần nữa tiến lên ôm cô, hôn cô. Anh tránh ra, chấm ngoặc kép, đường khả hinh đột nhiên đẩy mạnh anh ra, cầm đồng phục của mình, vừa cài cúc áo, vừa hoảng sợ muốn kéo cửa đi ra ngoài. Khả hinh, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi bước nhanh tới. Đường khả hinh lại bước nhanh, cuồng loạn chạy ra khỏi phòng, đạp hành lang không có một bóng người, trong đầu cảm thấy sốc sách chạy đi. Đường khả hinh, chấm than ngoặc kép tưởng thiên lỗi đuổi theo ra ở bên cạnh hành lang nhìn về phía cô vội vàng nói cho anh thêm một cơ hội tin tưởng anh đường khả hinh giống như không nghe thấy gì chỉ là hai mắt nổi lên hơi nước sửa sang cảm xúc không rõ đi về phía trước đường khả hinh em đứng lại đó cho anh đi lần này anh sẽ không giữ em lại nữa không bao giờ giữ lại nữa tưởng thiên lỗi đứng tại chỗ nhìn cô chạy tới phía cánh cửa kính thần bí trước mặt gấp gáp kêu to đường khả hình đứng ở trước cửa kính thần bí nhìn mình rơi lệ khổ sở thở hổn hển ở trong kính đột nhiên có chút hoảng sợ lại muốn cất bước em dám chấm than ngoặc kép tưởng thiên lỗi nhìn về phía cô lại vội vàng gọi em dám đi nữa sẽ thật sự không giữ em chấm ngoặc kép nước mắt của cô chảy xuống vẫn cắn răng cất bước đi về phía trước đường khả hình chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi quát to một tiếng nhào qua lại thấy đường khả hình nhanh chóng xuyên qua cánh cửa kính thần bí, ở trong ánh đèn huyễn hoặc, biến mất ở trước mặt của mình, tim của anh chợt đau nhói, mới vừa muốn cùng nhau đi qua cánh cửa kia, thế nhưng phát hiện một khối thủy tinh cứng rắn chắn ở trước mặt, chặn lại đường đi của mình, phản chiếu khuôn mặt của mình đau lòng không thôi, anh dừng lại tại chỗ, nhìn cánh cửa kia, kêu to, đường khả hình. Chấm ngoặc kép, đường khả hình đi vào thang máy, run rẩy căng thẳng đè xuống bảng điều khiển, thở gấp, lúc cửa thang máy đóng lại trong trước mắt, cắn ngón tay run rẩy nhớ tới vừa rồi hai người cuồng nhiệt hôn để cho cả người mình sốc sách, sôi trào, anh cuồng nhiệt nhào vào trên người của mình, giống như những nụ hôn kia tiếp tục vuốt ve, bức tường che kín trái tim giống như đang lung lay sụp đổ. Cô đột nhiên đau lòng xoay người, đầu cụng vào trên tường thang máy, nước mắt lại rơi xuống. Thang máy nhanh chóng trượt xuống, cho đến lầu một, cửa thang máy mở ra, cảm thấy không khí lạnh lẽo chuyển đến, cô co rúm lại, lau khô nước mắt, ôm hai vai, không còn hơi sức đi ra, lại thấy Trang Hạo Nhiên đã thay tây trang màu trắng, áo sơ mi màu xanh dương, cổ áo mở ra, vạt áo trước đeo co sát bươm bướm màu xanh dương, đang nói chuyện phiếm với một vị khách, cô không lên tiếng, định lặng lẽ xoay người đi khỏi. Trang Hạo Nhiên đang nói chuyện, thấy bộ dáng đường khả hình sốc sách xoay người, liền bình tĩnh nói với khách vài câu là có việc, bắt tay hẹn gặp lại, nhìn về phía cô, mỉm cười đi tới. Gọi nhỏ, đường khả hình. Đường Khả Hinh nghe được tiếng gọi, mặt lại không khỏi đỏ lên, làm như không có nghe thấy bước nhanh về phía trước, mới đi ra khỏi phía sau vườn hoa. Cánh tay bị người nhẹ nhàng kéo lại. Trái tim của cô đập mạnh, giống như đứa bé làm sai chuyện, chậm rãi xoay người, cúi đầu, mặt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn sắc mặt cô ửng hồng, hai mắt nổi lên hơi nước, sợ hãi, cúi đầu, hỏi: "Thế nào?" Đường Khả Hinh muốn nói một câu để gạt anh nhưng lại biết dáng vẻ của mình không có cách nào lừa gạt anh, chỉ im lặng cúi đầu, không lên tiếng. Hai mắt trang hạo nhiên xoay tròn, nhìn đôi môi cô sưng đỏ, tóc rối loạn, một cúc áo áo sơ mi mở ra, có chút sốc sách, anh thở dài một tiếng, mới nhẹ nhàng vươn tay cài cúc áo cho cô. Đường khả hình đột nhiên giật mình, liền lui về phía sau một bước. Tay trang hạo nhiên ngừng trên không chung, im lặng nhìn cô một cái, lại tiến lên một bước, nói, đừng động. Chấm ngoặc kép, đường khả hình không dám động nước mắt lại chảy xuống trang hạo nhiên đưa ngón tay dịu dàng hơi nghiêng đầu dịu dàng cài cúc áo cho cô sau đó nhẹ nhàng sửa sang lại đồng phục trên người cô cảm thấy trên vai cô lạnh lẽo đột nhiên nói đường khả hình rốt cuộc tôi muốn rời khỏi cô chấm ngoặc kép đường khả hình đột nhiên sững sờ ngẩng đầu lên nhìn anh trang hạo nhiên sửa lại mái tóc ngắn cho cô một chút im lặng mặt không lộ vẻ gì nói cho nên cô lớn nhanh một chút đi chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh không dám nói lời nào, chỉ ngơ ngác nhìn anh. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, chỉ hỏi tan việc. Ừm, chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh càng căng thẳng nhìn anh. Mau trở về đi, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt cởi tay Trang xuống, khoác lên trên người của cô, kéo cổ áo cho cô, mới khẽ nâng mí mắt, nhìn cô có chút yếu đuối, đột nhiên mỉm cười. Đường Khả Hinh nhìn anh, lại muốn nói chuyện. Trang hạo nhiên chỉ im lặng mặc áo sơ mi màu xanh dương, quần tây màu trắng. Tao nhã lạnh nhạt xoay người, đón gió lạnh lấm liệt đi khỏi. Cô đứng tại chỗ, nhìn về phía bóng lưng của anh, cảm thụ tay trang của anh khoác lên trên người mình, lưu cho mình hơi thở ấm áp. Đột nhiên mở miệng gọi: Tối hôm nay đuổi theo Tinh xuyên, có muốn tôi đi cùng anh hay không? Chẳng may anh phạm sai lầm thì làm thế nào? Nhưng Trang hạo nhiên giống như không nghe được, lại đi qua phía sau vườn hoa, đi vào đại sảnh biến mất ở trên sân cỏ xanh biếc. chương 378 quyết định. Vẻ mặt trang hạo nhiên không thay đổi, từng bước từng bước đi về phía trước, mới vừa muốn căn dặn tiêu đồng, cầm áo tây trang cho mình, lại thấy tưởng thiên lỗi có chút tịch mịch đi ra thang máy, mặc tây trang màu đen, cổ áo mở ra, thậm chí cúc áo tây trang cũng không có cài, cứ lạnh nhạt đi về phía trước, anh bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay đầu đi chỗ khác. Tưởng thiên lỗi cũng không có nhìn thấy qua anh, chỉ lạnh lùng đi qua bên cạnh anh, không nói lời nào. Đứng lại, Trang Hạo Nhiên đột nhiên chậm rãi gọi anh lại. Tưởng Thiên Lỗi đứng cách anh ba bước, dừng lại, nhưng không có xoay người. Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn về bóng lưng của anh, nhớ tới lúc đường khả hình mới vừa đi khỏi, hai mắt tràn lệ và vẻ mặt bất lực, chợt có chút tức giận làm cho anh chậm rãi tiến lên, nhìn vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi lãnh đạm, nói Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn anh. Trang hạo nhiên nhìn vẻ mặt lạnh lùng của tưởng thiên lỗi, đè nén cảm xúc xuống đáy lòng, nhìn anh nói, đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Đàn ông trải qua tình yêu, hoặc là đóng cửa, hoặc là dốc hết một lần liền hết chuyện, nhưng phụ nữ thì khác, họ có thể phải trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện bi thương hơn tình yêu, mới có thể quên đi tình yêu hiện tại. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn anh, bình tĩnh lắng nghe. Trang hạo nhiên nhớ tới khả Hinh vì đoạn ái tình này, chịu khổ, liền bước lên trước, nhìn người đàn ông vừa là kẻ địch vừa là bạn nhiều năm qua nặng nề nói nếu như bản thân anh tạm thời vẫn không rõ phương hướng vậy xin anh không nên tiếp xúc với cô gái đã thương tích đầy mình hãy cho cô ấy một chút thời gian nắm giữ tương lai cô không phải là người bình thường anh và tôi cũng biết chấm ngoặc kép cậu càng biết rõ ràng tưởng thiên lỗi trả lời anh trang hạo nhiên không lên tiếng nhìn anh tưởng thiên lỗi đè nén lửa giận ngẩng đầu nhìn trang hạo nhiên thản nhiên mạnh mẽ nói, lúc ấy cậu nhìn thấy đường khả hiên lần đầu tiên, tôi biết ngay trong lòng của cậu đang suy nghĩ gì, bởi vì cậu luôn đóng kín cánh cửa ở phía sau đánh giặc. Chấm than ngoặc kép, hai mắt trang hạo nhiên lóe lên. Tưởng thiên lỗi đột nhiên cười lạnh nhìn anh, nói cậu thật có thể hiểu tôi sao. Cậu luôn là tiểu quỷ nhát gan, đối với tình yêu, quen nhượng cho người, tại sao nói tôi. Cậu có tư cách gì dạy dỗ tôi, phóng khoáng lớn nhất của cậu chính là buông tha tình yêu. Buông tha theo đuổi. Cho nên đến nay cậu hấp dẫn khác thường, chấm than ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt, không lên tiếng. Tưởng Thiên lỗi lại nhìn Trang Hạo Nhiên, nhớ tới nước mắt của Khả Hinh, cũng đau lòng, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng, sâu kín nói, nếu như tôi có thể lựa chọn, tôi tình nguyện không muốn yêu người nào, bọn họ cũng không đi vào trong sinh mệnh của tôi, có lẽ tôi có thể bình thản hơn cậu bởi vì tôi có một người vợ chưa cưới xinh đẹp nhất châu Á. Tưởng Thiên lỗi không muốn nói thêm, chỉ cười khổ một cái. Không để ý tới bất cứ ai, tiếp tục cất bước đi về phía trước, vừa đi vừa nói, cái đêm 3 năm trước đây, nếu như cô ấy không có sông vào trong sinh mệnh của tôi, có lẽ tôi chỉ cần ôm sống và chết một mình. Trang hạo nhiên xoay người, nhìn về phía bóng lưng anh từ từ đi khỏi, đột nhiên hỏi thật. Thích đường khả hình sao? Không có, tưởng thiên lỗi không nói thêm gì nữa, hai mắt lại xẹt qua một chút đau lòng, chậm rãi bước thẳng đi ra ngoài. Trang hạo nhiên lại nhìn bóng lưng của anh hai mắt xẹt qua một chút suy tư. Vườn hoa phía sau khách sạn. Đường khả hình đổi lại áo len màu trắng, váy ngắn màu đen, mang ủng ngắn màu đen, bên ngoài khoác áo khoác màu đen, đội mũ rộng vành, đeo túi sách, vẻ mặt mất mát, không còn hơi sức đi ra tòa nhà nhân viên, miệng thở luồng khí trắng, ngẩng đầu lên, nhìn trên bầu trời điểm đầy ánh sao, cô miễn cưỡng nở nụ cười thật khổ. Lúc này, điện thoại di động reo lên, cô sững sờ, cầm điện thoại di động nhìn xem, là điện thoại của Tô Thủy Kỳ gọi tới, cô khẽ mỉm cười, nhận điện thoại, đáp nhẹ alo. Chấm ngoặc kép, ở nơi nào, tiếng của Tô Thủy Kỳ truyền đến. Ở tòa nhà nhân viên, anh ở đâu, đường khả hình cầm điện thoại di động, hỏi nhỏ. Ở đại sảnh khách sạn, Tô Thủy Kỳ mặc t-shirt màu đen, quần tây màu đen, bên ngoài khoác tây trang màu đen, dáng vẻ tao nhã đẹp trai đi xuống xe, cầm điện thoại di động khẽ mỉm cười. Đường Khả Hinh vừa nghe, ngay lập tức nói em lập tức ra ngoài cúp điện thoại đường khả hình mỉm cười đi qua phía sau hoa viên vọt vào đại sảnh khách sạn sau đó đứng ở trong hành lang xa hoa nhìn thấy tô thủy kỳ tựa vào bên cạnh cửa xe giáo giác nhìn quanh lại rất mê người cô nhìn về phía anh dịu dàng gọi tô thủy kỳ chấm ngoặc kép tô thủy kỳ quay đầu lại nhìn về phía đường khả hình đột nhiên mỉm cười đường khả hình không nói gì chỉ im lặng nắm chặt dây túi sách Mỉm cười nhẹ nhàng đi về phía anh, Tô Thủy Kỳ cũng nhìn về phía cô đang đi tới, vươn tay nhẹ nhàng ôm người cô, cúi đầu, nhìn cô đội mũ, khuôn mặt xinh đẹp, hai mắt thật to, cái mũi cao cao, cánh môi anh đào khẽ nhếch nụ cười, lộ ra hàm răng nhỏ rắn chắc trắng nõn, anh đột nhiên mỉm cười, nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hỏi, lạnh không? Đường Khả Hinh nhìn anh, lắc đầu một cái. Vậy lên xe thôi. Chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ tự mình mở cửa xe cho Khả Hinh sau đó đỡ đưa cô lên xe sau đó mình cũng ngồi lên ghế lái nổ máy xe lái xe chạy thẳng ra phía trước một bóng dáng màu đen đứng ở bên kia đại sảnh nhìn cảnh tượng này đông anh khẽ bước lên trước đi tới sau lưng tưởng thiên lỗi nhẹ nhàng nói tổng giám đốc đã đến giờ tiệc tối từ thiện chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi vẫn đứng ở một bên nhìn ngoài đại sảnh trống rỗng không biết vì sao nhớ lại buổi tối nào đó ở bên khả hình bởi vì mình say rượu cô ở bên cạnh mình đêm hôm ấy, nhớ tới sáng sớm hôm sau, cô hung hăng nói lời linh tinh trêu đùa mình, sau đó nhớ đến quá khứ hai người tiếp xúc nhau, có lúc mua quả quyết hai mắt cô trợn to, nhìn về phía người khác thì bộ dáng tinh nghịch. Thì ra mình cũng từng có được hình bóng cô như thế. Đông Anh có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn anh. Tưởng thiên lỗi không nói gì thêm, mà im lặng xoay người, từng bước từng bước đi khỏi đại sảnh, đi về phía xe ở bên ngoài chiếc Land Rover màu đen lao đi trong đêm. Đường Khả Hinh vẫn theo thói quen thường ngày, quay cửa kính xe xuống, đón không khí có chút lạnh lẽo, hưởng thụ đau thương, lệ trong hai tròng mắt chảy ngược vào trong tim. Tô Thủy Kỳ vừa lái xe, vừa quay đầu nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười nói, lạnh như thế còn mở cửa sổ. Đường Khả Hinh tựa vào bên cửa xe, đưa ngón tay ngọc thon thon với ngoài cửa sổ, cảm nhận gió lạnh kích thích nhiệt độ trong lòng tay mình nhớ tới nụ hôn nóng bỏng của mình và tưởng thiên lỗi ở bên trong căn phòng ngày hôm nay, một chút chua xót dâng lên, không cách nào kiềm chế, hai mắt chấp chấp, hơi ửng đỏ. Một chút ấm áp nhẹ nhàng đắp lên trên người của cô. Đường khả hình sửng sốt xoay người, nhìn Tô Thủy Kỳ, anh đã cởi tay trang ra, khoác ở trên người của mình, chỉ mặc áo len đơn bạc, đang lái xe, chưa bao lâu, ba năm trước đây, anh đã từng gần gũi nhất với mình, người thân mật nhất, vì sao quên lãng nhanh như vậy xem ra tình yêu thật sự là một cái gì đó làm cho người ta rất phiền não. Cô miễn cưỡng mỉm cười, xoay người, lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, có một chút đau, đè nén ở đáy lòng, không thở được. Cũng đang trong lúc này điện thoại di động vang lên. Cô sững sờ, từ trong túi sách móc điện thoại di động ra, đón giá rét gió, đón từng ngọn đèn đường lóe sáng, màn hình điện thoại di động sáng lên, là tưởng thiên lỗi gửi tin nhắn. Cô chăm chú nhìn tin nhắn màu xanh dương, suy nghĩ thật lâu, cũng không rõ rốt cuộc anh gửi cho mình cái gì. Hai tròng mắt của cô thoáng qua một chút giọt lệ, ngón cái nhẹ nhàng nhấn một cái, sau đó một phong thơ mở ra, rõ ràng là tấm hình mình cười thật ngọt ngào. Cô sướng sờ, nhìn mình trong màn hình, trong lúc đang suy tư thì nhìn thấy một tin nhắn khác sáng lên, lại là một tấm hình mình cười rất ngọt ngào rất ngọt ngào. Hơi thở càng nặng nề. Cô giống như chống đỡ không nổi xem từng tin nhắn càng không ngừng lóe sáng trong điện thoại của mình, tất cả đều là hình của mình, thậm chí còn có hình mình chưa từng thấy từ trước đến giờ. Cô sững sờ, nhìn mình trong màn hình, nằm trên ghế salon, nghiêng mặt ngủ thật say, tư thế ngủ say giống như con heo con. Hai tròng mắt của cô xoay tròn, lục tìm trong trí nhớ, lúc này mới phát hiện, đây là hình trong phòng làm việc của tưởng thiên lỗi, đó là một tấm hình mình làm bạn với anh cả buổi tối, nhịn không được ngủ mất. Anh chụp lúc nào? Đường khả hình run rẩy, nắm chặt điện thoại di động, nhìn bộ dáng ngủ say mình trong màn hình, nghĩ tới người đàn ông kia, lúc tự chụp mấy tấm hình này nhất định quen che giấu nụ cười, rốt cuộc nước mắt như thiếu đê chảy xuống. Cô sẽ tiếp tục chờ tấm hình kế tiếp, nhưng thời gian từng phút từng phút trôi qua, xe chạy qua từng con đường, nhưng cũng không có nữa, cô biết, rõ ràng biết, người đàn ông này đang cáo biệt với mình, trong lòng dâng lên bi thương, cô cắn chặt răng, nhìn một tấm hình cuối cùng, nước mắt từng viên lăn xuống, nhưng chỉ nhắm mắt, mặt tựa vào bên cửa xe, nước mắt dọc theo cửa sổ trong suốt lăn xuống. Bóng đêm rất nồng, gió lạnh quét ào ào. Một dãy hàng quán nào đó ở bờ sông, thắp ánh sáng rực rỡ, ở trong khắp các lều nhỏ ánh đèn màu vàng cũng chiếu sang rực, tiếng nồi lẩu sôi sùn sục truyền đến từng hồi. Một cái ly uống rượu nện ở trên bàn. Đường khả hình say ngất cầm ly rượu trắng, lại muốn rót rượu, Tô Thủy Kỳ ngồi ở một bên, lập tức ngăn cô, căng thẳng nói, đừng uống nữa, chấm than ngoặc kép, tô thủy kỳ, chấm than ngoặc kép, đường khả hình say đến có chút bất tỉnh nhân sự ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai của tô thủy kỳ, trong lòng chợt cảm thấy đau, nghẹn ngào nói, anh biết không? Lúc ấy, chị của anh nói với em chuyện tình yêu trước kia của anh, rồi muốn em đi khỏi anh. Chấm ngoặc kép, tô thủy kỳ đột nhiên sững sờ, nhìn cô. Anh đừng hiểu lầm, em không có trách chị ấy. Khuôn mặt của đường khả hình đỏ bừng, nắm chai rượu rót đầy một ly, bưng lên uống một ngụm lớn, chất cay vào bụng làm cho cô thở mạnh một cái mới nện ly rượu xuống nghẹn ngào nói nếu như em là chị ấy em cũng muốn thuyết phục mình rời khỏi anh tô thủy kỳ đau lòng im lặng nhìn cô hai mắt đường khả hình tràn lệ tối nay say sưa phóng túng ngẩng đầu lên đầu óc hơi choáng váng đầu vươn tay vỗ lồng ngực của mình nức nở nói nhưng anh biết không ngày ấy em và anh chia tay trái tim của em đau đớn biết bao nhiêu em rất đau đớn bởi vì anh là người đầu tiên cho em ánh mặt trời kể từ lúc khuôn mặt em bị phá hủy đến nay trong thế giới của em người thương em không có bao nhiêu em giữ lại từng người một có phải em thật tham lam hay không cô rơi lệ nhìn anh tô thủy kỳ nhìn cô chậm rãi lắc đầu một cái đường khả hinh lại cười rất bi thương nước mắt lăn xuống lại ngẩng đầu lên nắm chai rượu đột nhiên lại nhớ đến người đàn ông trong bóng đêm lại rót cho mình một ly rượu đừng uống nữa Tô Thủy Kỳ lại muốn lấy tay ngăn cản. Anh buông tay, đường khả hình đẩy anh ra, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, bật khóc nói, anh biết, tại sao mặt của em bị phá hủy không? Chuyện này vẫn là bí mật của cô. Tô Thủy Kỳ lắc đầu một cái. Tối nay đường khả hình giống như điên cuồng, nắm chặt chai rượu trắng, lại rơi lệ nhìn nồi lẩu sôi sùn sục trước mặt, khổ sở nói, bởi vì một buổi tối ba năm trước đây, ngày hôm sau em sắp tham gia cuộc tranh tài chuyên gia hầu rượu khách sạn Á Châu, nhưng đêm hôm đó lúc em trở lại con hẻm lần cuối cùng, em bị một người đàn ông mạnh mẽ kéo lại, kéo em vào trong góc u ám. Chấm ngoặc kép. Tô Thủy Kỳ nghe lời này, đột nhiên căng thẳng trầm ngâm nhìn cô. Đường khả hình lau đi nước mắt, nhớ lại cái đêm ba năm trước đây, cô bật khóc nói, anh ấy giao cho em một chai rượu, nhờ em bảo vệ nó, sau đó hôn em, cắn nát môi của em, nếm máu của em, anh ấy liền biến mất, cuối cùng bị những người áo đen bắn chết, khi đó, em ôm chai rượu đỏ nghĩ tới rốt cuộc là một bí mật như thế nào, mới để cho một người vì nó hy sinh mạng sống. Em cảm thấy nó là vận rủi của em, nhưng em không có cách nào, bởi vì em coi trọng lời hứa, bởi vì người đó đã chết, em chỉ có thể bảo vệ nó, bảo vệ linh hồn kia, nhưng còn có một bí mật, trời không biết, đất không biết, người kia bị chết, không ai biết, chỉ có mình em mới hiểu được, tại sao em phải bảo vệ chai rượu đỏ kia. Chấm ngoặc kép. Tô Thủy Kỳ dừng lại, nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng ngẩng đầu lên, nhìn anh, rơi lệ nói, bởi vì, nơi em phải đưa chai rượu đỏ đến chính là nơi cha của em phải trả giá cả đời. Nơi ông ấy muốn trung thành cả đời, cho nên, tôi bảo vệ nó, giống như bảo vệ chặt một chút tâm ý của cha. Chấm ngoặc kép. Hai mắt Tô Thủy Kỳ khẽ đỏ thắm. Đường Khả Hinh thật khổ sở lau đi nước mắt trên mặt, mới ngẩng đầu lên khóc nói, cha nói, sống trong cuộc đời nhất định phải có niềm tin, niềm tin của em chính là rượu đỏ. Cũng bởi vì như vậy, em mới ôm chai rượu đỏ kia xông vào phòng của tưởng thiên lỗi. Chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ nặng nề cúi đầu không lên tiếng. Đường khả hình lại lau đi nước mắt, nhưng thân thể lại khổ sở run rẩy khóc nói, cũng bởi vì như vậy, từ đó cuộc đời của em không giống với người khác, tranh cãi ẩm ý với anh ấy cùng đưa nhau vào cục cảnh sát. Cuối cùng ở trong đêm mưa tối tăm bị mấy người đàn ông đâm một dao vào bả vai của em, tạt axit trên mặt của em, máu và axit ở trong thân thể của em cùng nhau thiêu đốt, đem tương lai của em, hy vọng của em, tuổi thanh xuân của em đều thiêu dụi tất cả. Ba năm qua, không chỉ một lần hai lần nghĩ tới cái chết, mỗi lần núp ở trong kho hàng u ám, ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa sổ duy nhất, khát vọng ngày có ánh mặt trời. Khi đó, em cho rằng cuộc sống của em cứ như vậy xong rồi, nhưng không nghĩ tới, ba năm sau, anh ấy lại xuất hiện, không chỉ cho em công việc, cho em hy vọng, thậm chí ném em một mình ở đồng cỏ trống trải, nói cho em biết nguyên tắc làm một nhân viên, khi đó em thật hận anh ấy tàn nhẫn, nhưng em không khỏi cảm thấy em đang bị người chú ý, thật ra em rất hạnh phúc. Cho dù là ai cũng không có cách nào hiểu loại hạnh phúc của em. Chấm ngoặc kép, cô đột nhiên gục đầu trên bàn khóc ồ lên. Tô Thủy Kỳ ngồi ở bên cạnh, hai mắt hiện lệ nhìn cô, muốn vươn tay khẽ vuốt đầu của cô. Chấm, đường khả hinh lại ngẩng đầu lên, nhìn Tô Thủy Kỳ lại khóc nói, anh biết không? Anh ấy là một kẻ rất đáng ghét, anh ấy càng không ngừng ôm em càng không ngừng nhìn vết sẹo của em lúc đó em thật sự rất hận anh ấy tại sao anh ấy lại không giống những người khác sợ vết sẹo này tại sao anh ấy không sợ anh ấy còn ôm mặt của em hôn nó anh biết em đau khổ cỡ nào không hận anh ấy cỡ nào không tại sao anh ấy muốn hôn nó ngay cả chính em cũng thống hận tại sao anh ấy muốn hôn em có thể không hận sao em có thể không thương sao khi anh ấy hôn vào trên mặt của em thì em có thể không thương sao tô thủy kỳ cắn chặt răng ngồi yên không lên tiếng đường khả hinh lại khóc nhìn tô thủy kỳ nói em nghe người ta nói yêu một người không cần phải có lý do không thương một người mới cần rất nhiều lý do nhưng trong thế giới của em hoàn toàn khác biệt anh hỏi em tại sao thương anh ấy thật ra em có thể nói ra rất nhiều lý do nhưng em không thương anh ấy lại không nói một lý do nào bởi vì tất cả mọi chuyện anh ấy đối với em, em cũng có thể hiểu. Ngày đó em cầm hoa hồng chờ anh ấy đi xem phim, nhưng cũng chỉ nghĩ làm bạn với anh ấy mà thôi. Em vì anh ấy, thật sự em trả giá cái gì được, có thể buông tha, em cũng có thể không cần cái gì. Chấm ngoặc kép. Khả hinh, chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ đau lòng gọi cô. Anh không biết, chấm ngoặc kép, đường khả hinh lại khóc giống nói, lúc anh ấy gọi tên của em, rất dễ nghe, mặc kệ là khả hinh, hay là đường khả hinh. Đều rất dễ nghe, em tình nguyện mình bị đau đớn ở trong thế giới của anh ấy, em cũng sẽ không muốn tự mình đi tới cô đơn và tự do. Bởi vì nỗi đau của anh ấy cho em, so với quá khứ còn đau khổ hơn. Hiện tại tối thiểu có người nhớ tới. Nhưng tại sao, anh ấy không đi gặp em, anh ấy không tới xem phim, anh ấy cũng không cần đi gặp chị ấy, bởi vì đó là một tình yêu hoàn toàn không có kết quả. Lúc đó, em đau lòng vì anh ấy. Chấm ngoặc kép. Tô Thủy Kỳ đau lòng nhìn cô. Đường Khả Hinh đột nhiên thật khổ sở che mặt, bật khóc, đến khi em nghe tin hai người muốn sống chung cả đời, mặc dù lòng của em đau đớn, nhưng vẫn hạnh phúc cho anh ấy. Nhưng tại sao anh ấy muốn quay đầu lại? Nếu như anh ấy không quay đầu lại, có lẽ em có thể trải qua cuộc sống cô đơn mà em muốn, mặc dù cả đời cô đơn, em cũng cam tâm tình nguyện. Tại sao anh ấy muốn quay đầu lại? Một tình yêu khổ sở nhiều năm, rốt cuộc đơm hoa kết trái, tại sao muốn quay đầu lại? em không hiểu rõ thứ tình cảm này, em cũng không có lòng tin, em cũng đã mệt mỏi, sợ hãi. Chấm ngoặc kép, em, vẫn thương anh ấy sao? Tô Thủy Kỳ đột nhiên nhìn cô, đau lòng hỏi. Đường Khả Hinh rơi lệ nhìn Tô Thủy Kỳ, khóc nói tại sao có thể không thương? Tại sao không thương hả? Em có lý do gì không thương anh ấy đây? Tô Thủy Kỳ sửng sốt. Đường Khả Hinh nghĩ tới đây, đột nhiên có chút bình tĩnh, chợt cầm điện thoại di động lên, Run rẩy mở hình ra, đưa cho Tô Thủy Kỳ xem. Ngây ngốc nói, anh nhìn xem tấm hình này, có thể nhìn ra cái gì không? Tô Thủy Kỳ nhìn tấm hình trong màn hình điện thoại di động, là buổi sáng sớm, Khả Hinh đứng ở trong phòng bếp nhìn về phía ống kính nở nụ cười ngọt ngào, nhưng anh lại không hiểu, ngẩng đầu lên nhìn cô. Đường Khả Hinh nặng nề nhìn anh, rơi lệ nói, anh xem không ra được cái gì, đúng không? Tô Thủy Kỳ có chút bất đắc dĩ nhìn cô lý do em yêu anh ấy ở chỗ này. Anh nhìn không thấy sao, đường khả hình nhìn anh, lại khóc hỏi. Tô Thủy Kỳ không hiểu, lại nhìn tấm hình, vẫn không thể nào hiểu ngẩng đầu nhìn cô. Trong lòng của đường khả hình đau nhói, nước mắt nhỏ xuống, nhìn anh nghẹn ngào nói, ở trong đó, em có nụ cười hạnh phúc nhất trong đời, đây là em để lại cho anh ấy. Cũng là anh ấy để lại cho em, chấm ngoặc kép. Trong lòng Tô Thủy Kỳ đột nhiên cảm thấy đau xót, bất đắc dĩ nhìn cô. Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động lên, lại nhìn tấm ảnh mình cười rất ngọt ngào, tiếp tục rơi lệ nói: Khi đó, trong lòng của em tràn đầy tình yêu. Bất chợt hiểu ra, tình yêu không phải muốn có, yêu là phải bỏ ra. Yêu không phải lấy được, yêu là cho đi. Yêu không phải nhớ thương, yêu là nhắn nhủ. Yêu không phải hy sinh, yêu là dâng hiến. Chấm ngoặc kép. Cô đột nhiên ôm chặt điện thoại vào trong ngực, lại mất mát khóc giống một bộ phim, nhìn cuộc đời nhân vật cũng nhìn cuộc đời của mình nhân vật bộ phim kia cô đơn cuộc đời của em cũng cô đơn thật là khổ sở đi đến hiện tại mỗi buổi tối bị ác mộng thức giấc tất cả đều là nụ cười của anh ấy nụ hôn của anh ấy tất cả mọi thứ của anh ấy không phải em không dám chấp nhận yêu anh ấy không phải em không muốn cho anh ấy thêm cơ hội chỉ là em thật sự rất sợ yêu nữa anh ấy lại vứt bỏ em em sẽ chết chấm ngoặc kép, đường khả hình cầm điện thoại di động cúi xuống khóc nói nhưng tại sao anh ấy muốn gửi cho em mấy tấm hình anh không thể lưu giữ lâu thêm một chút sao trả lại cho em nhanh như vậy kiên cường của em sẽ bị phá vỡ nhưng em không muốn theo tình yêu của anh ấy rơi vào vực sâu vạn trường chấm ngoặc kép khả hình chấm ngoặc kép tô thủy kỳ không muốn nghe nữa càng nghe lòng càng chua xót đột nhiên vươn tay nắm nhẹ bả vai của cô trang hạo nhiên chết tiệt chấm than ngoặc kép đường khả hình đột nhiên ngẩng đầu lên rơi lệ tức giận nói, anh ấy không biết em rất cố gắng sống sao. Tại sao hôm nay anh ấy lại nói muốn vứt bỏ em, để cho em cảm thấy khó chịu. Trang hạo nhiên chết tiệt, chấm than ngoặc kép. Cô đột nhiên cảm thấy say, khổ sở gọi điện thoại cho Trang hạo nhiên, chợt đứng dậy đi ra lều. Khả hinh, chấm than ngoặc kép, tô thủy kỳ vội vàng bỏ lại vài tờ 100 đồng, đi theo ra ngoài. Một mình đường khả hinh đi về mé bờ sông, đón gió lạnh thấu xương, mơ hồ hoa mắt đứng đó, cầm điện thoại di động, nghe tiếng chuông reo. Cô khóc kêu to, "Trang Hạo Nhiên, anh nghe điện thoại, anh nghe điện thoại cho tôi." Chấm than ngoặc kép. Khách sạn Á Châu. Trước lúc tiệc tối từ thiện, có một tiệc rượu nho nhỏ, Trang Hạo Nhiên mặc tây trang màu đen, tay nâng rượu đỏ, mới vừa cụng ly với ủy viên Trương, nói chuyện với một quan chức, ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn về phía Tinh Xuyên đứng ở một bên, mặc váy dài cúp ngực màu vàng, bên ngoài khoác áo lông trắng tinh. Cô đang nâng ly nói chuyện phiếm với một người đàn ông, bởi vì cô là bạn của Tử Hiền, cho nên cũng là thượng khách, anh khẽ mỉm cười, chào hỏi với mọi người, liền muốn đi tới, đúng lúc này, điện thoại di động chấn động. Anh sững sở lấy điện thoại di động ra, thấy điện thoại của Đường Khả Hinh, liền ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Tinh Xuyên, mới hơi xoay người, nhận điện thoại, đáp nhẹ, "Ừm." Trang Hạo Nhiên, chấm than ngoặc kép, Đường Khả Hinh đột nhiên khóc to, lớn tiếng gọi anh. Trang hạo nhiên sững sờ, nghe âm thanh này, lập tức để ly rượu xuống, đi ra sảnh tiệc, đứng ở bên cạnh hành lang, căng thẳng gọi, khả hinh. Cô làm sao vậy? Tôi thật sự vô cùng chán ghét anh. Chấm than ngoặc kép, đường khả hinh đứng ở bờ sông, thân thể thiếu chút nữa lay động muốn rớt xuống rào chắn. Tô Thủy Kỳ lập tức ở phía sau đỡ nhẹ cô, căng thẳng gọi, khả hinh. Cẩn thận, em say rồi, trước tiên đừng nói gì, về nhà nghỉ ngơi đi. Anh tránh ra, đường khả Hinh đẩy Tô Thủy Kỳ ra, đau khổ gọi. Trang hạo nhiên nhíu chặt mày, nói chính xác cô uống rượu. Tôi uống rượu thì thế nào? Sau đó anh lại nói, anh muốn đi sao? Vậy anh đi đi, ai mà thèm chứ? Đường khả Hinh khóc nói với Trang hạo nhiên, anh đừng cho rằng tôi quý trọng anh, là anh có thể động một chút nói rời khỏi tôi để uy hiếp tôi. Trang hạo nhiên sững sờ, nghe lời này, gọi đường khả Hinh. Anh biết tôi vì muốn được anh công nhận, tôi rất cố gắng không? Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động, đón gió to, khóc nói, buổi tối tôi học bài, sợ buồn ngủ, dùng kim châm, sợ anh nhìn thấy, tôi đâm vào trên lưng của tôi, trên mu bàn tay, trên đùi, chính là không để cho anh nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, yên lặng cầm điện thoại di động, lắng nghe. Nước mắt đường Khả Hinh lại lăn xuống, khóc nói, tôi cũng không biết, tại sao phải quý trọng anh như vậy, dường như trong thân thể chúng ta chảy cùng dòng máu rượu đỏ, tôi giống như có thể cảm nhận sâu trong linh hồn của anh có mối liên hệ thật sâu đối với quả nho và rượu đỏ, giống như ở trên người anh, tôi nhìn thấy được rất nhiều ký ức có liên quan đến cha tôi, tôi giống như cảm thấy, đời này anh có thể xuất hiện trong sinh mệnh của tôi. Chấm ngoặc kép, hai mắt trang hạo nhiên mãnh liệt chấp lóe đường khả hinh lau khô nước mắt trên mặt, khóc nói, tôi để lại cho anh một chút đơn thuần cuối cùng của cuộc đời tôi là bởi vì tôi biết, anh có thể bảo vệ mãnh tâm linh ấy thế nhưng tại sao anh cũng không hiểu tôi tại sao anh muốn nói với tôi bất cứ lúc nào cũng sẽ đi khỏi tôi muốn tôi lớn lên nhanh một chút anh không thấy tôi rất cố gắng sao tôi đã rất cố gắng từ chối tưởng thiên lỗi rồi thật rất cố gắng rất cố gắng anh biết tôi thương anh ấy đến cỡ nào không anh không biết chấm than ngoặc kép cô đang ở đâu trang hạo nhiên đột nhiên hỏi tôi không muốn anh trông nom chiếc audi của anh chạy như bay ba giây có thể đến thế giới của tôi, nhưng không thể tới tâm linh của tôi. Anh luôn dựa vào sự quý trọng của tôi đối với anh, động một chút là uy hiếp tôi, muốn rời khỏi tôi, đường khả hình khóc nói. Đường khả hình, Trang Hạo Nhiên lại trầm giọng gọi cô. Thế nào, anh lại muốn mắng tôi có đúng không? Lại muốn dạy dỗ tôi có đúng không? Anh tỉnh lại đi ngươi, ngày mai tôi sẽ từ chức, tôi không phục vụ anh nữa. Anh muốn đi thì anh đi cho tôi. Bắt đầu từ hôm nay, để mặc tôi, được chưa? Để cho tôi giống như một trận gió, bay tới nơi nào thì bay, anh không cần phải lo cho tôi, cũng mặc kệ tôi. Tôi không muốn anh, chấm than ngoặc kép, đường khả Hinh lại khóc gọi. Trang hạo nhiên nghe đến đó, đột nhiên bất đắc dĩ nở nụ cười. Anh cười cái gì, anh cười cái gì, anh nói xem anh cười cái gì. Đường khả hình cầm điện thoại di động, kêu to. Trang hạo nhiên cầm điện thoại di động, dừng lại một lát, mới thở nhẹ một hơi, bất đắc dĩ chậm rãi nói tôi nói cuối cùng có một ngày tôi sẽ đi khỏi cô muốn cô lớn lên nhanh một chút là bởi vì chấm ngoặc kép anh do dự một lát mới cười khổ nói là bởi vì sợ sau này cô đi khỏi tôi cô sẽ xảy ra chuyện đến lúc đó cô đứng chỗ tôi không nhìn thấy cô khóc lóc đau lòng khổ sở tôi không ở bên cạnh cô thì cô làm thế nào cho nên tôi muốn cô lớn lên nhanh một chút thật ra chỉ là một loại lo lắng chấm ngoặc kép. Đường khả hình đột nhiên im lặng, không lên tiếng. Trang hạo nhiên cầm điện thoại di động, hai mắt lộ ra một chút đau lòng nói, giống như hiện tại, không phải cô cách tôi thật xa sao. Nếu như tôi thật lòng đối đãi một người, tôi không chỉ có muốn mở cánh cửa bảo vệ cô ấy, còn muốn cho cô học được cách tự bảo vệ mình. Cô ở trước mặt của tôi, tôi cũng đã lo lắng như vậy rồi. Cô ở ngoài tầm mắt của tôi, tôi còn có thể yên tâm sao? Tôi có thể không lo lắng sao? Có thật không? đường khả hình cầm điện thoại di động nước mắt lại lăn xuống hỏi ừ chấm ngoặc kép trang hạo nhiên gật đầu tôi không tin chấm ngoặc kép đường khả hình cúi đầu lầu bầu trang hạo nhiên đột nhiên dịu dàng mỉm cười nhưng không nói lời nào đường khả hình cũng im lặng rơi lệ nhớ tới câu nói của anh hôm nay nhưng vẫn chua xót nói nhưng về sau anh có thể đừng nói kiểu cuối cùng muốn rời khỏi tôi hay không tôi không muốn nghe chấm ngoặc kép chấm trang hạo nhiên lại dịu dàng mỉm cười nói được đường khả hinh không nói gì giống như trong lòng thỏa mãn chỉ lặng lẽ đứng ở nơi đó rơi lệ trang hạo nhiên suy nghĩ đến câu cô mới vừa nói anh biết tôi thương anh ấy đến cỡ nào không anh nhẹ nhàng chấn an nói ngoan bây giờ cô đưa điện thoại cho cậu chủ tô chấm ngoặc kép tôi không muốn đường khả hinh không chịu nghe lời trang hạo nhiên nhẹ nhàng mà dịu dàng ra lệnh đường khả hinh không có cách nào chỉ đành phải đưa điện thoại di động cho tô thủy kỳ, tô thủy kỳ bất đắc dĩ nhìn cô một cái, mới cười nhận lấy điện thoại di động, tay vẫn đỡ thân thể cô siêu vẹo chỉ trực sụp đổ, đáp nhẹ tổng giám đốc trang chấm ngoặc kép trang hạo nhiên ở đầu bên kia nói với tô thủy kỳ một lúc, tô thủy kỳ nhẹ nhàng đỡ đường khả hinh ngồi trên ghế ở bên cạnh, sau đó đi tới một bên, nói nhỏ cái gì đó với trang hạo nhiên, sau đó mới gật đầu đáp nhẹ, đường khả hinh nghi ngờ nhìn về phía tô thủy kỳ. Cuối cùng Tô Thủy Kỳ xác nhận với anh, mới cúp điện thoại, chậm rãi đi trở về chỗ Khả Hinh, đưa điện thoại di động trả lại cho cô. Đường Khả Hinh nhìn anh một cái, mới ngây ngốc nhận lấy điện thoại, đáp nhẹ alo. Chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói, nghe cô nói chuyện kiểu này, đoán chừng là uống rượu trắng, để cho cậu chủ Tô đưa cô về, ngủ một giấc, ngày mai rồi quyết định từ chức hay không. Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh có mấy phần tỉnh rượu, mặt đỏ lên. Trang hạo nhiên dừng lại một lát, mới cầm điện thoại di động, khẽ mỉm cười nói: Hôm nay tôi còn bận một có chút việc, cô nghỉ ngơi sớm một chút, hả? Vội vàng đi gặp Tinh xuyên à? Đường Khả Hinh lầu bầu. Ừ. Chấm than ngoặc kép. Trang hạo nhiên nặng nề trả lời cô, đột nhiên mỉm cười. Đường Khả Hinh không nói lời nào, chỉ cầm điện thoại di động lau giọt nước mắt cuối cùng tối nay. Trang hạo nhiên lại cầm điện thoại di động, không đợi cô cúp máy, liền cúp máy trước nhìn về phía trước hành lang thật dài, nhẹ nhàng gọi tiêu đồng. Tiêu đồng cùng đi phía sau, đáp nhẹ, vâng. Chuẩn bị xe, tôi muốn đi bệnh viện một chuyến. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía trước, quyết định nói. mươi 379, cuộc sống cạnh tranh. Đêm huyễn hoặc, vô số ánh sao lấp lánh, gió lạnh thổi ào ào. Bóng trúc chồng lên nhau không ngừng lay động, như mạt nằm ở trên giường, cảm thấy có chút lạnh khó hiểu, cô hơi co rúm người. Có người kéo chân nhẹ nhàng đắp lên cho cô, tiếng động đóng cửa sổ thật nhẹ nhàng truyền tới. Như mạt khẽ chớp lông mi, cô tỉnh ngủ bởi vì tiếng động nhỏ này, dần dần di động trong mắt, khẽ chớp mắt, rốt cuộc mở mắt, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đang ngồi ở bên giường mình, thật dịu dàng nhìn mình, hai mắt sáng như ánh sao phát ra ánh sáng nóng bỏng, cô ngẩn ra, nhìn Trang Hạo Nhiên, nhẹ chống người muốn ngồi dậy. "Đừng động." Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên vươn tay, nắm nhẹ bả vai của cô cẩn thận để cho cô nằm xong, lại kéo nhẹ chăn, dịu dàng lo lắng nói, xin lỗi, đánh thức cô. Như mặt mông lung không còn hơi sức, âm thanh hơi khàn khàn, dịu dàng nói, không có việc gì. Anh tới vừa đúng, lúc này, tôi vừa gặp ác mộng. Chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên bất đắc dĩ nhìn cô. Như mặt nhìn anh, cũng nguyễn cưỡng mỉm cười. Trang hạo nhiên không lên tiếng, chỉ hơi đứng lên, kéo một cái ghế bên cạnh, ngồi ở bên cạnh, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của Như Mạt hơi lạnh buốt, có chút đau lòng nhìn cô nói, rõ ràng trong phòng rất ấm áp, tại sao thân thể vẫn lạnh như đá. Như Mạt không lên tiếng, sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh trắng như tuyết, hai mắt xẹt qua một chút bi thương, nói có thể. Bởi vì trái tim đang dần dần sợ hãi. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô. Như Mạt chỉ sợ anh khổ sở, liền vội vàng hư mềm không còn hơi sức cầm ngược tay của anh, an ủi nói anh không cần lo lắng tôi không sao nếu như thật sự nhất định tôi phải đi khỏi đó cũng là số mạng chấm ngoặc kép trang hạo nhiên khẽ mỉm cười như mạt chấp động đôi mắt nhìn ánh mắt trang hạo nhiên liền hiểu ý cười hỏi thế nào anh có chuyện tìm tôi trang hạo nhiên không lên tiếng chỉ thật dịu dàng nhìn cô như mặt cố ý nhìn anh cười nói chuyện gì trang hạo nhiên đột nhiên nắm bàn tay nhỏ bé của như mạt đặt ở bên môi hôn nhẹ gờ mới ngẩng đầu lên nhìn cô nói, như mặt. Chấm ngoặc kép. Hả, như mặt nhìn anh, đáp nhẹ. Mỗi lần tôi gọi cô như vậy, thiên lỗi đều rất tức giận. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên cười nói. Như mặt cười nói, anh ấy hiểu lầm anh yêu thích tôi. Chấm ngoặc kép. Cô không có hiểu lầm sao? Trang Hạo Nhiên hỏi. Như mặt lắc đầu một cái. Làm sao cô biết tôi không có thích cô? Trang Hạo Nhiên nhìn cô, hỏi. Bởi vì biết, chấm ngoặc kép, như mà cảm thấy trả lời vấn đề này rất tốt, liền cười nói, một người phụ nữ rất nhạy cảm, nếu như người đàn ông thích mình, cô ấy có thể cảm nhận được, từ nhỏ đến lớn, anh cũng chỉ xem tôi như chị, chỉ bởi vì có lúc bướng bỉnh, cố ý trêu thiên lỗi, cho nên mới để cho anh ấy hiểu lầm, hơn nữa chuyện hiểu lầm này, tôi đã giải thích, nhưng anh ấy vẫn không tin. Chấm ngoặc kép, nhắc tới thiên lỗi, trên mặt như mặt hiện lên nụ cười ôn nhu. Trang Hạo Nhiên nhìn nụ cười ngọt ngào của cô, đột nhiên mỉm cười, nói thật ra cô sai rồi. Như mặt nhìn anh, khi còn bé, tôi đã cảm thấy cô rất xinh đẹp, rất ưa thích cô. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói. Như mặt yên lặng nhìn anh, thật lâu, vẫn không tin, nửa đùa hỏi, lúc nào vậy? Khi cô mặc váy trắng đi vào thảm cỏ lavender nhà tôi. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói. Khi đó, nhưng mà đột nhiên bật cười, mới biết anh đang trêu chọc mình, liền đánh nhẹ tay của anh, nói anh nói bậy, lúc ấy chúng ta còn nhỏ, làm sao anh có thể yêu thích tôi, nhưng sau đó xuất hiện một em gái nhỏ khác, anh rất ưa thích cô ấy, đã từng có một đoạn thời gian vẫn nhớ tới cô em gái kia. Còn đem phong tín tử của ông nội đưa cho anh, đưa cho cô ấy. Không biết vì sao, tôi vẫn rất nhớ chuyện này, bởi vì dáng dấp của cô ấy rất xinh đẹp, chân bị thương, anh phóng cô ấy đi về phía trước trong tay của cô cầm trong chóng gió. Trong chóng gió màu tím, xoay vòng xoay vòng, vô cùng xinh đẹp. Chấm ngoặc kép, Trang hạo nhiên không nhịn được cười, nhớ tới chuyện tuổi thơ thú vị, cũng phát hiện, cho dù trí nhớ mơ hồ, cũng sẽ nhớ kỹ bóng dáng nhỏ bé nhẹ nhàng đó. Sau đó, tại sao không có liên lạc, thật ra như mặt rất sợ cô đơn, liền nhìn Trang hạo nhiên, hỏi. Trang hạo nhiên không muốn nói chuyện nữa. Như mặt nhìn ánh mắt anh, cũng biết tính tình anh giống như thiên lỗi, không thể cưỡng ép được, liền dịu dàng cười. Nhưng khi đó cô đi vào thảm cỏ lavender nhà của chúng tôi sớm nhất, thật là đẹp. Giống như một áng mây, nhẹ nhàng giống như tên gọi như mặt. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói. Như mặt dịu dàng mỉm cười. Trang Hạo Nhiên nhìn như mặt chầm chầm, nhìn khuôn mặt cô xinh đẹp tái nhợt, mà không nhiễm khói bụi nhân gian, sâu kín nói, một áng ma, Thật sự để cho rất nhiều người chúng tôi thương yêu thật sâu." Chấm ngoặc kép. Như Mạt mỉm cười nhìn anh. Trang Hạo Nhiên đưa mắt nhìn cô thật lâu, đột nhiên nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nói, "Như Mạt, nếu như cô có kiếp sau, cô hy vọng mình là loại sinh linh nào trên thế giới?" Như Mạt nghe lời này, suy nghĩ một chút, liền cười khổ nói, "Nếu như có kiếp sau, tôi hy vọng mình là một con chim nhỏ có cha mẹ. Không tiếp nhận ban tặng, không tiếp nhận thương yêu, vui vẻ sống cả đời." chấm ngoặc kép. Trang hạo nhiên nghe lời này, đột nhiên nhìn cô, hỏi, vậy tại sao? Phải chờ tới kiếp sau. Như mặt nhìn Trang hạo nhiên nói, tôi, còn có thể lựa chọn sao? Tại sao không thể? Trang hạo nhiên nhìn cô cười nói, cô nhất định có thể sống tiếp, dựa vào tài lực của tôi và thiên lỗi, cô nhất định có thể sống tiếp. Như mặt nhìn Trang hạo nhiên tối nay, hai mắt thoáng qua một dự cảm xấu, nói, hạo nhiên. Anh muốn nói gì với tôi? Trang hạo nhiên không lên tiếng, nhìn như mặt, do dự một lát, mới thật lòng nói, như mặt, chúng ta sống đến hôm nay, tại sao chỉ có một trái tim là bởi vì nó chỉ đập vì chúng ta, nhưng nếu nó quá mức yếu ớt, nhảy đến cuộc sống của người khác, để cho người khác gánh chịu cuộc sống của cô. Chấm ngoặc kép, như mặt im lặng nhìn anh. Trang hạo nhiên thật lòng nhìn như mặt, nói, mỗi người ta chỉ có một trái tim, cho nên cô đơn là tất nhiên, nhưng nếu như bên trong thân thể có hai trái tim, thật ra sẽ gánh vác rất nặng, không những không mang đến hạnh phúc cho trái tim khác, ngược lại còn mang đến khổ sở. Thật ra cuộc sống cũng không có gì đáng sợ, chỉ có yếu ớt mới đáng sợ nhất, bởi vì yếu ớt không chỉ mang đến thảm họa cho bản thân mình mà còn cho người ở bên cạnh mình, đó là sự sinh tồn đáng sợ nhất. chấm ngoặc kép. Như Mạt nhàn nhạt nhìn anh, nước mắt rơi xuống. Trang Hạo Nhiên lại nhìn Như Mạt, khẽ mỉm cười nói, nếu chúng ta kiên cường hơn một chút, lúc đối mặt với tình yêu cho dù đạt được hay mất đi, bản thân mình có thể chịu đựng được điều đó, đối phương sẽ nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn. Khi gánh nặng không còn quá nặng sẽ đến gần tình yêu của anh ấy. Cô khát vọng như thế phải không? Anh, muốn nói gì với tôi? Như mặt nhìn anh, hỏi. Tôi muốn nói là, chấm ngoặc kép, hai mắt anh chợt lóe lên, nhìn vẻ mặt yếu ớt của Như mặt, thật lòng nói, trái tim có thể chịu đựng là dựa vào tình yêu của cô đối với anh ấy bao nhiêu, có đủ lớn để có một ngày thả anh ấy đi tìm hạnh phúc của mình hay không? Nếu cô học được buông tay, có thể thế giới của anh ấy càng rộng lớn hơn. Mà cô cũng có thể để xuống trọng trách và gánh nặng nhiều năm, học cách sống của riêng mình. Có lẽ như vậy mới nhẹ nhõm và thanh thản hơn. Chấm ngoặc kép. Thiên lỗi đã đồng ý kết hôn với tôi. Chấm ngoặc kép, như mặt nhìn anh, nói nhanh. Nếu ngày mai là ngày tận thế, anh ấy đi trước cô thì sao? Cô có thể sống sót không? Trang hạo nhiên hỏi. Như mặt im lặng, cô vẫn phải sống tiếp. Đây không phải là vấn đề lựa chọn, đây là vấn đề của bản thân cô, như mặt. Chấm ngoặc kép, Trang hạo nhiên thật lòng nhìn cô, nói tại sao phải mang vấn đề lựa chọn của mình giao cho người khác lựa chọn chứ. Vậy người khác có thể bởi vì giúp cô lựa chọn, cho nên không tránh được gánh nặng và vận rủi rồi, mà cô phải tiếp nhận ban tặng bất đắc dĩ, không có bất kỳ người nào, có thể gánh vác cuộc sống của bất luận người nào, cuối cùng có một ngày, anh ấy sẽ mệt mỏi, hoặc là anh ấy đã mệt mỏi. Chấm ngoặc kép, nước mắt như mạt nhanh chóng lăn xuống. Lúc anh ấy mệt mỏi, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên do dự, nhìn như mạt, ngay lập tức nhắc nhớ cô. Chấm ngoặc kép, lúc anh ấy mệt mỏi, bởi vì cô quá yếu ớt sẽ không lựa chọn dựa vào cô mà lựa chọn dựa vào người khác. Chấm ngoặc kép, như mặt nghiêng người nhìn trang hạo nhiên. Đừng hiểu lầm, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên mỉm cười nói đây là tình yêu của cô và anh ấy tôi không có quyền nói gì tối hôm nay tôi chỉ muốn nói với cô một tiếng cô để xuống yếu ớt kiên cường một chút đây là biểu hiện yêu bản thân mình cũng là yêu người khác kiên cường đến có một ngày nếu anh ấy mệt mỏi anh có thể dựa vào cô cô mở đôi tay đón anh ấy nếu anh ấy thuộc về người khác cô chúc phúc anh ấy đi khỏi nếu như cô làm được điều này có thể khi đó trái tim của cô không cần thay nữa rồi chấm ngoặc kép như mặt rơi lệ, nhìn Trang Hạo Nhiên. Trong lòng Trang Hạo Nhiên có một chút đau đau, nắm bàn tay của cô, bóp nhẹ, mới sâu kín nói, đúng vậy, quá khứ của chúng ta không có tình yêu, nhưng số mạng ba người chúng ta giống như buộc chặt, nếu như có một ngày, cô thật không chịu nổi, tôi. Dẫn cô rời khỏi, chấm ngoặc kép, như mà đột nhiên nhìn Trang Hạo Nhiên, nghẹn ngào nói anh. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, nói, như mặt bảo vệ tốt trái tim của mình, đừng để nó đi ăn mòn cuộc sống của người cô yêu, chuyện này đối với anh ấy quá không công bằng, nếu cô yêu anh ấy, không phải hy vọng anh ấy hạnh phúc sao. Tình yêu, nói đơn giản là dựa vào nhau, mà không phải một bên bỏ ra. Chấm ngoặc kép, nước mắt như mà từng viên lăn xuống. Trang hạo nhiên nhìn cô, khẽ mỉm cười nói, như mà, cô biết tại sao khoảng cách giữa cây nho càng xa nhau, cho ra quả nho càng ngọt không? Như mà rơi lệ nhìn anh. Trang hạo nhiên mỉm cười nói, bởi vì cây nho cũng có sinh mạng và trí tuệ, khi nó phát hiện có một cây khác ở thật gần nó cạnh tranh thì nó sẽ mãnh liệt cắm dễ sâu hơn, hướng dưới lồng đất tìm kiếm dinh dưỡng phong phú hơn. Tôi biết một cô gái nhỏ, cô ấy có cuộc sống không trọn vẹn, cùng thân thể không quá khỏe mạnh, nhưng trong thân thể của cô ấy lại chứa hai trái tim, một trái tim của mình, một trái tim cho người khác. Rõ ràng tôi cảm thấy cô ấy đã muốn sụp đổ, cô ấy lại sống tốt hơn so trước kia chấm ngoặc kép như mặt im lặng lau nhẹ nước mắt trên mặt trang hạo nhiên nhìn như mặt thật lòng nói tha thứ cho tôi tối nay nói ra tất cả tôi chỉ muốn nói cho cô biết bởi vì lúc cô tiếp nhận quá nhiều ban tặng mà quên mất cuộc sống của chính cô không phải là của người khác giống như cô tiếp nhận cuộc sống cạnh tranh mặc kệ thành công hay thất bại tôi tin tưởng cô có thể sống tốt hơn so với quá khứ thân thể như mặt bắt đầu mãnh liệt run rẩy nước mắt từng viên lăn xuống Trang hạo nhiên nhìn bộ dáng yếu ớt của cô, liền nghiêng người tới trước, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của cô, hôn nhẹ tóc cô, mới đau lòng nói, không có chuyện gì. Kiên cường một chút, được không? Mặc kệ xảy ra chuyện gì, tôi đều ở bên cạnh cô, nếu như cô mất mát, đau khổ, tôi dẫn cô đi khỏi. Chấm ngoặc kép, như mạt không nói gì nữa, chỉ ở trong ngực anh, nắm ống tay áo của anh, lặng lẽ rơi lệ. chương 380, Người yêu lý tưởng. Sáng sớm hôm sau, mùa mưa ngắn ngủi cáo biệt mùa thu mang đến dòng nước lạnh hôm nay ánh mặt trời đặc biệt trói lọi giống như thấy từng luồng ánh sáng từ cửa sổ nhỏ màu trắng chiếu vào đủ loại màu sắc khác nhau đường khả hinh nằm ở trên giường thấy một luồng sáng mạnh hơi hít trong mắt lấy tay nhẹ nhàng che tầm mắt lúc này nhã tuệ đã sớm rời giường tựa vào cạnh cửa có chút ngạc nhiên nhìn về phía đường khả hinh đường khả hinh nhíu mày nghiêng người nằm trên giường chợt cảm thấy đầu óc choáng váng thật khó chịu cô a hát một tiếng, tay vỗ mạnh đầu, kêu nhỏ, đau quá. Đau quá, nhã tuệ nhìn về phía đường khả Hinh, không nói nói, tôi cho rằng cô không biết đau. Chấm than ngoặc kép, đường khả Hinh không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt tức giận của nhã tuệ, cô lầu bầu nhìn về phía cô, hỏi tôi. Tôi xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của nhã tuệ trầm xuống, đột nhiên tức giận đi tới, ngồi ở trên giường, vỗ mạnh bả vai của cô, tức giận nói con bé chết tiệt này chỉ biết ngày ngày gây họa, ngày ngày uống rượu. gần đây cô ra sao rồi hả? cô không thể bình thường một chút sao? ôi, ôi, ôi! đường khả hình con người nhìn về phía cô có chút căng thẳng nói tôi, tôi thế nào? tôi chấm ngoặc kép cô đột nhiên sướng sờ đầu óc lập tức tỉnh táo nhớ tới tối hôm qua mình và tô thủy kỳ đi ăn lẩu, sau đó sau đó đã xảy ra chuyện gì? cô kêu ôi ôi gõ đầu của mình bị đau đầu vẫn không nhớ ra được cái gì vẫn kêu đầu đau quá, rốt cuộc tối hôm qua tôi uống bao nhiêu rượu. Nhã tệ nhất nghe lời này, liền tức giận vươn tay, hung hăng đánh bả vai của cô một cái, mới nói cũng không biết gần đây cô có chuyện gì, ngày ngày uống rượu, không uống cùng tổng giám đốc trang chính là uống cùng cậu chủ Tô. Tối ngày hôm qua, cô say đến ngổn ngang, thật may là cậu chủ Tô đưa cô về, ném cô ở trên giường, cô còn ôm điện thoại di động, khóc giống, nước mắt chảy ào ào, kêu rên một nghìn lý do đau lòng lại làm cho hàng xóm chạy đến gõ cửa oán trách, nếu không phải dáng dấp của cậu chủ tô đẹp trai, ngăn cản hoa si lên lầu, cô sẽ bị ăn gậy đấy. Đường khả hình trợn tròn mắt, nhìn về phía nhã tuệ, kinh ngạc nói, không phải đâu. Có nghiêm trọng như vậy sao? Cậu chủ tô bởi vì lo lắng cho cô, ở bên cô đến 2 giờ sáng mới đi, người ta lo cho cô, còn phải trực tiếp đi bệnh viện. Con bé chết tiệt chán ghét này, mau gả đi, gả nhanh một chút, tôi không hầu hạ cô nữa. Nhã tuệ tức giận vươn tay, liều mạng đánh bả vai của cô. Ôi, 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 đừng đánh, gần đây cô đã đánh tôi rồi, cô đừng ầm ý, tôi vội vàng gọi điện thoại cho anh ấy, nói xin lỗi. Đường khả hình né tránh nhã tuệ, vén chân lên, cầm điện thoại di động nhấn điện thoại của Tô Thủy Kỳ. Nhã tuệ khí thở hồn hển nhìn cô, sau đó đứng lên, nói cô nhanh lên. Hơn 8 giờ rồi, phải dậy rửa mặt, chuẩn bị đi làm. Biết rồi biết rồi. Đường Khả hình nghe điện thoại của Tô Thủy Kỳ đổ chuông, có chút căng thẳng. Bệnh viện, Tô Thủy Kỳ mặc áo blau trắng, đeo ống nghe, mỉm cười đi vào phòng bệnh, nhìn về phía bà lão 70 tuổi, đang phát giận, không chịu ăn cháo, vẻ mặt cháu gái bất đắc dĩ thì anh liền đi tới trước mặt bà lão, nhìn bộ dáng bà lão cố chấp nằm ở trên giường, co hai chân lên, tóc có chút rối loạn, không lên tiếng, anh liền im lặng không lên tiếng, cầm bảng lịch bệnh treo cuối giường bệnh, liếc mắt nhìn lịch khám bệnh hôm nay, mới nói bà không chịu ăn cháo cũng không cần ăn cái gì sau đó thân thể không khỏe sợ ý một chút sẽ đau dạ dày đến lúc đó phải soi dạ dày của bà có người cầm kính từ cổ họng của bà cắm thẳng vào trong bụng bà ngày hôm qua có một người thanh niên đã làm như vậy anh ấy nói cả đời cũng không muốn trải qua chuyện như vậy bà có muốn thử một lần không bà lão nghe xong liền có chút hoảng sợ quay đầu nhìn về phía tô thủy kỳ tô thủy kỳ im lặng không lên tiếng đem bảng lịch bệnh treo xong mặt không lộ vẻ gì xoay người, mới khẽ mỉm cười đi khỏi. Cháu gái nhìn vẻ mặt bà giống như có chút khôi phục, ngay lập tức nói, bà nội. Mau dậy đi, cháu đút cho bà ăn một chút cháo. Chấm ngoặc kép, bà lão không có cách nào, chỉ đành phải chống bộ xương già ngồi dậy, mới có chút bất mãn lầu bầu nói, bà không thích bác sĩ kia, quá lợi hại. Hành lang màu trắng thật dài. Tô Thủy Kỳ vừa bước đi, vừa cười, thấy có hai người y tá mỉm cười đẩy xe đi tới, cung kính lễ phép chào bác sĩ Tô. Ừ, chào buổi sáng, Tô Thủy Kỳ mỉm cười gật đầu với các cô một cái, liền tiếp tục đi về phía trước, có chút mệt mỏi rụi rụi mắt, sau đó cảm thấy điện thoại di động chấn động, lấy ra nhìn, là điện thoại của đường Khả Hinh, anh liền nhận máy đi vào phòng y khoa sắp sửa họp, chào hỏi với một số bác sĩ, ngồi ở vị trí hàng đầu tiên, mới cười nói, đã dậy. Mặt của đường Khả Hinh lập tức đỏ lên, áy náy núp ở trong chăn, nói thật xin lỗi, em không biết ngày hôm qua tại sao lại như vậy. Uống quá nhiều, chấm ngoặc kép. Tô Thủy Kỳ bất đắc dĩ cười nói, em không phải uống quá nhiều, em uống như điên. Đường khả hình thở mạnh một cái, cảm thấy thật sự mất hết mặt mũi. Một cô gái uống rượu liên tục bởi vì gặp chuyện không vui, ngay cả mình cũng xem thường mình, vội vàng đỏ mặt, nói thật xin lỗi, ngày hôm qua để cho anh lo lắng. Tô Thủy Kỳ mỉm cười, mới sâu kín nói, em có biết ở trong bệnh viện, anh vẫn là một người rất hung dữ, ngay cả một bà lão cũng sợ anh. Đường Khả Hinh sừng sốt, bởi vì anh không thích dỗ người, bác sĩ ghét nhất chính là dỗ người, bởi vì mỗi ngày chúng tôi chỉ quan tâm thân thể của bọn họ khỏe mạnh cũng đã đủ phiền rồi. Tô Thủy Kỳ cười nói: "A." À, chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh đột nhiên có chút không hiểu ý của anh. "Nhưng," chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ cầm điện thoại di động, thật lòng nói: "Chúng tôi có thể làm người bạn tuyệt đối trung thành với bệnh nhân." Đường Khả Hinh nắm điện thoại, không lên tiếng. Tô Thủy Kỳ cũng dừng lại một lát, mới khẽ mỉm cười nói, "Cho nên, mặc kệ trong lòng của em yêu người nào, đừng cố ý từ chối sự quan tâm và tình yêu của những người khác cho em, phải vui vẻ đối mặt với cuộc sống là đủ rồi. Không nên bỏ qua ánh nắng mặt trời mỗi ngày, anh đã từng bởi vì mất đi tình yêu mà bỏ lỡ phong cảnh bên đường thật nhiều năm, anh hy vọng em đừng như vậy, bởi vì tình cảm của em rất phong phú, rất lạc quan." Yên tâm đi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh cũng luôn ở bên cạnh của em. Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh nghe lời này, đột nhiên ấm áp. Được rồi, anh phải đi họp. Ngày hôm qua không có việc gì, em không có say khướt, em cũng không có nói với anh, em yêu ai, không thể không có người nào, cũng không có cố ý gọi điện thoại cho ai, càng không có thiếu chút nữa rơi xuống sông, cũng không có khóc nói không muốn sống, từ trên lầu nhảy xuống. Chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ cười nói. Mặt của đường khả hình chợt đỏ bừng nhé, Tô Thủy Kỳ đột nhiên tắt máy, cầm trong lòng bàn tay, mỉm cười. Đường khả Hinh cầm điện thoại di động, nhớ câu nói cuối cùng của anh, anh cũng luôn ở bên cạnh của em, mỉm cười, chỉ là nghe ngoài phòng có tiếng động, liền tò mò đứng lên, ra khỏi phòng, nhìn thấy từ một trong hộp giấy nhã tuệ lấy ra rất nhiều hộp giữ tươi, trong hộp đều là các loại đồ chua và hộp ướp gia vị, cô ủ một tiếng, kêu lên nói, chơi ạ, tại sao có nhiều đồ chua như vậy? nhã tuệ thật vui vẻ mang ra từng hộp đồ chua mới nói đúng vậy bọn họ nói mùa đông đến biết hai chúng ta đều là quỷ lười chuẩn bị đồ chua cho chúng ta sai người mang tới cho chúng ta tôi thích nhất ăn đồ chua gì làm khi còn bé tôi không chịu ăn cơm gì làm món ăn thành các loại hình dáng cho tôi cho ăn cơm đường khả hình cũng muốn nhào qua nếm một chút được rồi còn không mau đi rửa mặt đến giờ đi làm chấm than ngoặc kép nhã tuệ nhìn dáng vẻ vui vẻ của cô nở nụ cười. Đường Khả hình không nở, nhưng vẫn phải xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt, vừa dùng khăn lông nóng lau mặt, vừa từ bên trong lấy ra một cái áo len màu trắng cổ lọ, quần jean màu xanh dương, lại khoác thêm áo khoác có mũ đội đầu màu đen, nhìn tóc ngắn trong kính toàn thân đã dài sắp chạm vai rồi, hai tròng mắt của cô lóe lên một cái, nhớ tới Trang Hạo Nhiên nói, lúc nào cô mới lớn lên. Cô suy nghĩ một chút, đột nhiên quyết định cầm vòng cổ tóc màu tím, rũ nhẹ tóc bên má trái che lại vết sẹo nhẹ nhàng buộc lên phần tóc ngắn còn thừa lại nhất thời cả người nhẹ nhõm tươi mát thậm chí có chút chín chắn cô đột nhiên mỉm cười nhã tuệ cũng đi tới cầm áo khoác và túi sách chuẩn bị đi làm nhìn bộ dáng cô đột nhiên mỉm cười đường khả hình cũng vui vẻ đi tới lập tức kéo cánh tay cô nói thân ái không nên tức giận tôi hứa với cô sau này cũng không uống rượu say thật không quan tâm cô, đúng rồi, trường dạy lái xe gọi điện thoại tới hỏi cô khi nào đi học lái xe. Chấm hỏi ngoặc kép, nhã tuệ hỏi. Đường khả hình suy nghĩ một chút, đã nói, sau khi tan việc hôm nay. Cũng được, buổi trưa hôm nay cô không có thời gian, bởi vì cô phải đi xem mắt. Tôi đã sắp xếp cho cô 5 người đàn ông, trong một phòng trang nhã ở đại sảnh, từng người chờ cô. Nhã tuệ nói. À, đường khả hình thật căng thẳng nhìn nhã tuệ, mới vừa muốn nói chuyện, Cô đã đi phải thật xa, xuống lầu. Này, tôi không muốn xem mắt. Cô không muốn xem mắt, không phải do cô quyết định, là tôi quyết định. Dù sao người cô thích cũng không thể nào sống chung với cô. Hiện tại xã hội này, muốn tìm một người cao 1m9 quá khó khăn, tôi chọn lựa cho cô chỉ có thể là 1m80, cô sẽ gả thôi. Chấm ngoặc kép, nhã tuệ âm thanh từ dưới lầu truyền đến. Tôi không muốn. Ngoặc kép. Sáng sớm hôm nay, trong hoa tương từ tư bồng bình trên con đường lớn Mộc Lan, xe buýt chậm rãi chạy tới trước, đường Khả Hinh vẫn xin Nhã Tuệ, Nhã Tuệ cũng không có để ý, nhẹ nhàng đưa tay ra ngoài cửa sổ, hưng cánh hoa nhỏ màu vàng, sâu kín nói có tình yêu, luôn là chuyện rất tốt đẹp, có thể cô đi đến dễ ngã, sẽ gặp được người tiếp theo. Đường Khả Hinh không lên tiếng, nhìn ánh mắt Nhã Tuệ xẹt qua một chút suy nghĩ và nhớ nhung, ánh mắt này. Cô chớp mắt, lại nhìn bản thân đang nghiêng mặt, suy nghĩ không phải cô. Thích người nào chứ? Nhã tuệ im lặng không lên tiếng, nhớ tới bóng dáng đẹp trai đó, ngày hôm qua lại ôm một mỹ nhân hấp dẫn, đi qua bên cạnh mình, đi đến phòng VIP, hai chồng mắt của cô xẹt qua một chút đau thương, nhưng không có lên tiếng, cúi đầu. Đường khả hình nhìn bộ dáng cô, cũng không lên tiếng, chỉ là trong đầu thoáng qua một loạt người, rốt cuộc là ai dám khi dễ người bạn thân của mình nhất. Xe buýt chạy nhanh đến trạm xe buýt khách sạn. Trên đường bị kẹt xe, đường khả hình xách túi sách, từ trên xe lao xuống trước, nói với Nhã Tuệ 10 giờ mới lên ca, nói tôi đi trước. Chấm than ngoặc kép, trước khách sạn một luồng ánh nắng mặt trời rực rỡ, gió biển thổi tới, đường khả hình như chim én, sách theo túi sách, xài bước chạy về phía trước, lại bởi vì quá chăm chú, mà không có nhìn thấy có chiếc xe lái qua đường, vọt vào đại sảnh trong chớp mắt, một chiếc xe Rolls Royce thắng gấp ở trước mặt cô, cô a hát một tiếng, dừng ở trước xe, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt dừng trước ở thảm đỏ, đón gió nhìn người trong xe. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở trong xe, cũng như người tới trước, quay cửa sổ xe, nhìn về phía Đường Khả Hinh hôm nay buộc tóc ngắn lên, chỉ rũ xuống bên má trái, lộ rõ chín chắn và dịu dàng, hai mắt anh lộ ra một chút dịu dàng. Đường Khả Hinh dừng ở tại chỗ, nhìn người trong cửa sổ xe, hôm nay mặc tây trang kẻ sọc màu đen, áo sơ mi màu xanh nhạt, trước cổ áo đeo kim cài màu vàng, hết sức đẹp trai, cô quay mặt đi, không nói gì thêm, nhưng vẫn hết sức cung kính lễ phép nhìn người bên trong xe hơi khom người gật đầu, mới nhắc cổ tay nhìn thời gian, giật mình không còn kịp giờ rồi, liền nắm túi sách chạy như bay về phía trước. Dáng vẻ cô ấy chạy rất đẹp, Đông Anh nhìn đôi dài chân của Khả Hinh, bay về phía trước chạy rất nổi bật. Tưởng Thiên lỗi nghiêng mặt nhìn bóng lưng vội vã của đường Khả Hinh, gọi nhỏ Đông Anh. Chấm ngoặc kép. Vâng, Đông Anh đáp nhẹ. Sau đó thì thế nào? Tưởng thiên lỗi nhìn bóng lưng kia biến mất ở đại sảnh, đột nhiên hỏi. Cái gì, như thế nào đông anh không hiểu hỏi tưởng thiên lỗi vẫn nhìn về phía bóng lưng cô nói cô cầm bó hoa hồng đứng một buổi tối anh ấy không có ra mở cửa xảy ra chuyện gì đông anh nghe lời này đột nhiên mặt đỏ lên tưởng thiên lỗi quay đầu im lặng nhìn cô sau đó chấm ngoặc kép đông anh không nhịn được cười cúi đầu nói anh ấy hối hận tìm tôi một lần nữa tưởng thiên lỗi nghe câu này có chút ngoài ý muốn cười nói tìm Cô một lần nữa. Vâng, tìm tôi một lần nữa." Chấm ngoặc kép, Đông Anh cười. "Tại sao tìm cô một lần nữa?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô hỏi. "Theo đuổi một lần nữa." Chấm ngoặc kép, Đông Anh ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi, cười nói. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, ánh mắt nhẹ nhàng chợt lóe, nhìn phía ngoài cửa sổ, trên mặt đột nhiên hiện lên nụ cười. "A." À, chấm ngoặc kép, Đường Khả hình giơ thẻ nhân viên trong tay, nhào vào đại sảnh hoàn á nhìn đồng hồ máy chấm công sắp 9 giờ 29 cả người cô chợt lao về phía trước, cắm thẻ vào. Tích, 9 giờ 30 phút máy chấm công vang lên thời gian đi làm. Đường khả hình thở dài một hơi, mệt mỏi ôm máy chấm công, không nói được lời nào, chán dịn mồ hôi. Lúc này tiêu đồng mới đi đến bên máy chấm công, nhìn bộ dáng đường khả hình mệt mỏi suy sụp, không nhịn được cười lớn. Đường khả hình liếc mắt nhìn cô, lầu bầu nói, người ta mệt muốn chết chị còn cười, chấm than ngoặc kép. Tiêu đồng bật cười nhìn cô nói, tôi nhớ lão đại một câu nói, anh ấy nói thích nhất người tới một giây sau cùng, có khả năng trực tiếp không sợ chết, hoặc tạo ra kỳ tích. Đường khả hình không lên tiếng, chỉ đứng lên, mệt mỏi mỉm cười, nóng nực đến kéo mũ trùm đầu của mình xuống, hỏi, lão đại đi làm chưa? Đi làm rồi, tôi đang muốn đi tìm anh ấy. Tiêu đồng nói xong, lại đi về phía tòa nhà số 3 khách sạn Á Châu. Chị muốn đi đâu? Đường khả hình hỏi. Đi gặp lão đại, tiêu đồng nói. Anh ấy ở nơi nào? Sàn đấu kiếm, hẹn cậu chủ tiêu đi chơi đấu kiếm. Chấm ngoặc kép, tiêu đồng nói. Lão đại còn có thể chơi đấu kiếm. Tiêu đồng mỉm cười đi về phía trước, đường khả hình cũng tò mò đi theo. Tòa nhà số 3, tầng 72, khách sạn Á Châu được thiết kế giống, mũi thuyền, mà sàn đấu kiếm ở lầu cuối trung tâm vui chơi giải trí. Cửa thang máy mở ra. Tiêu Đồng và Đường Khả Hinh cùng đi ra, nhìn về phía trung tâm đại sảnh sàn đấu kiếm được thiết kế ở vòng tròn màu trắng, nhân viên tiếp tân mặc đồng phục màu trắng, đang bố trí cho tất cả khách ngồi ở sàn đấu kiếm. Tiêu Đồng dẫn Đường Khả Hinh đi tới phòng VIP, Khả Hinh vừa đi vừa nhìn tất cả khách ở trong sàn đấu kiếm, bên trong đang làm khởi động, bởi vì mới sáng sớm, phải vận động cho nóng người lâu một chút, cô theo Tiêu Đồng đi về phía cánh cửa cuối cùng, cũng đã nghe được một tiếng kẻng mãnh liệt. Cô sững sờ, biết lão đại đang ở bên trong, liền chăm chú nhìn về phía trước. Tiêu Đồng im lặng không lên tiếng, đi tới trước cánh cửa kia, gật đầu với hai người vệ sĩ bảo vệ chặt bên ngoài, sau đó cẩn thận đẩy cửa ra đi vào ở trong, Đường Khả Hinh cũng cảm thấy tò mò đi vào bên trong, lại thấy bốn phía phòng đấu kiếm là bốn tấm gương phẳng, phía trên trần thiết kế bầu trời xanh xanh trong vắt, ở giữa là một tấm thảm dài màu tím, trải rộng ra, người đàn ông mặc trang phục đấu kiếm màu đen cùng một đối thủ mặc trang phục đấu kiếm màu trắng, giống như đang đấu chí mạng trong nháy mắt đường khả hình liền bị hình ảnh này làm sợ ngây người. Lúc người mặc trang phục đấu kiếm màu đen, huy động trường kiếm trong tay đâm thẳng phía trước, người đàn ông mặc trang phục đấu kiếm màu trắng, tay cầm trường kiếm, xoay người lại đỡ ở trước ngực, tiếp nhận trường kiếm người kia đâm tới, đột nhiên khẽ quấn, đem trường kiếm trong tay đối thủ, xoay tròn 360 độ, muốn bổ đầu đối thủ, đối thủ mặc trang phục đấu kiếm màu đen chợt vung lên, vung rơi trường kiếm anh đâm tới, đột nhiên bước nhanh chóng lên trước vung kiếm, lấy góc độ lưu loát đâm thẳng đến mỗi vị trí trí mạng trên thân thể của anh. Đối thủ mặc trang phục đấu kiếm màu trắng, bởi vì không đề phòng người kia đột nhiên đâm kiếm không hợp quy tắc, từng bước lui về phía sau. Đường khả hình đột nhiên thật căng thẳng nhìn về phía anh. Lúc kiếm kiếm chạm nhau, trận trận tiếng vang, đối thủ mặc trang phục đấu kiếm màu đen, chỉ chút nữa là bước đối phương ra khỏi đường danh, bước chân mạnh mẽ tiến tới, lách mình hướng nơi lồng ngực của anh, mắt lạnh lùng chợt lóe, đâm thẳng tới. Khả Hinh kêu lên một tiếng, lại thấy nam sĩ mặc trang phục đấu kiếm màu trắng đối mặt với kiếm đâm tới thình lình, chợt phóng người lên, trên không trung bày ra tư thế chữ mã, tránh trường kiếm, cũng đang lúc ở không trung, trường kiếm trong tay vung lên, bổ xuống đầu đối thủ. Tiếng chuông chiến thắng vang lên, đối thủ rũ xuống đứng ở một bên, thua trận. Nam sĩ mặc trang phục đấu kiếm màu trắng đột nhiên dừng ở đường ranh giới, nhìn về phía đối phương, tháo mũ đội đầu màu trắng dày cộm nặng nề xuống tóc ngắn trên trán ướt đẫm rũ xuống, xẹt qua ánh mắt sắc bén nóng rực nhìn về phía trước, thở hồn hển trong chớp mắt, hưởng thụ chiến thắng vui sướng, nở nụ cười sức hấp dẫn đẹp trai, không cách nào ngăn cản khí thế của một ông vua, hiển lộ không bỏ sót. Đường khả hình sướng sở nhìn về phía anh. Tổng giám đốc Trang, hai năm không gặp vẫn sắc bén không thể đờ, một giọng nữ đột nhiên truyền đến. Đường khả hình kinh ngạc nhìn về phía đối thủ mặc trang phục đấu kiếm màu đen. Cô chậm rãi tháo mũ đội đầu màu đen, mái tóc xoăn quyến rũ buông xuống, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, khuôn mặt xinh đẹp, hơi ngẩng lên, mắt một mí gợi cảm xinh đẹp thoáng lóe lên, vẻ mặt nở nụ cười mập mờ, nhìn về phía ý người yêu lý tưởng. Audio điện tử võ tấn bền chương 381, cô về trước đi. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, sức hấp dẫn, ánh mắt cũng xẹt qua một chút nụ cười mập mờ, nhìn về phía cô, nói, hai năm không gặp, kiếm thuật của cô cũng tiến bộ. Cố Di nhìn về phía Trang Hạo Nhiên hai năm không gặp, vẫn đẹp trai như thế, có phong phạm của một ông vua, trái tim của cô lại nhảy lên, nhìn về phía anh có chút nũng nịu nói, ở chỗ này, có thích chị gái nào hay không? Đường Khả Hinh nghe lời này, liền không nhịn được nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Cố Di, khẽ mỉm cười, nói, không có. Sắc mặt của đường Khả Hinh tối sầm lại. Tiêu đồng nhìn sắc mặt của Khả Hinh, liền vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía trang hạo nhiên gọi nhỏ lão đại trang hạo nhiên nghe tiếng gọi liền quay đầu nhìn thấy tiêu đồng trước sau đó nhìn đến đường khả hinh hôm nay mặc áo len màu đen cổ lọ quần jean màu xanh dương buộc tóc ngắn lên lộ ra khuôn mặt trái xoan hết sức tinh xảo hoàn mỹ mái tóc bên trái rút xuống càng lộ vẻ chín chắn và cá tính trong tay ôm áo khoác vừa dày vừa nặng nhìn mình anh nhìn cô hơi mỉm cười cố di nhìn ánh mắt trang hạo nhiên liền có chút nghi ngờ quay đầu nhìn về phía cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn, lại hết sức xinh đẹp động lòng người ở sau lưng Tiêu Đồng, theo bản năng nhìn thấy bên má trái cô che giấu vết sẹo nhỏ màu hồng, có chút kinh ngạc. "Cố tiểu thư, rất lâu không gặp." Tiêu Đồng mỉm cười đi tới, nhìn về phía Cố Di, lễ phép cung kính nói. Cố Di nhìn về phía Tiêu Đồng, cười nói: "Tiêu Đồng vẫn như vậy, xinh đẹp trung thành, chỉ là tuổi cũng không nhỏ, đến lúc nên tìm bạn trai rồi." Tiêu Đồng mỉm cười Nói chuyện duyên phận không thể cầu, huống chi đi theo lão đại, đi khắp nơi cũng không có cơ hội này. Nói giống như tôi rất ngược đãi cô, Trang Hạo Nhiên cười nói xong, lại nhìn về phía Đường Khả Hinh, gọi nhỏ, "Khả Hinh." À, Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh, đáp nhẹ. "Tới đây." Trang Hạo Nhiên giơ tay khẽ gọi cô. Đường Khả Hinh liếc anh một cái, liền ôm áo khoác, thật cẩn thận bước tới, cô có một loại cảm giác muốn hít thở không thông. Vì cố tiểu thư này đối với lão đại rất quan trọng. Cố Di khẽ cười nhìn về phía Đường Khả Hinh đứng ở bên cạnh Trang Hạo Nhiên, giống như con chim nhỏ nép vào người, khéo léo đáng yêu, cô nói, không nghĩ tới, anh trở về nước thời gian không lâu, cũng đã thu hoạch được cô gái đáng yêu như vậy. Cô ấy tên Khả Hinh, là thư ký thân cận của tôi. Trang Hạo Nhiên cười nói. Ánh mắt Cố Di chợt lóe, im lặng nhìn về phía Đường Khả Hinh đường khả hình lập tức nhìn về phía cố di hơi gấp eo gọi nhỏ cố tiểu thư ừ cố di đáp nhẹ một tiếng từ trước đến giờ cá tính cô sảng khoái mà tư tưởng tiên tiến đối với đường khả hình lấy thân phận của nữ chủ nhân đi về phía bên cạnh trang hạo nhiên tay nhét vào trong khuỷu tay của anh mới cười hỏi khả hình nói cho tôi biết gần đây tổng giám đốc trang của cô có thích chị gái hấp dẫn nào hay không trang hạo nhiên không nhịn được mỉm cười mặt của đường khả hình đỏ lên không biết nên nói gì cố di nhìn vẻ mặt cô lập tức có chút tức giận nhưng mặt nhìn trang hạo nhiên nói xem ra thật đúng là có à anh không đổi tính xấu sao anh cũng không phải là cổ bảo ngọc tại sao nhiều phụ nữ như vậy không nên dùng kiệt tác kinh điển bừa bãi tôi có rất nhiều phụ nữ lúc nào cô cũng biết cũng chỉ có một trang hạo nhiên vô tội nhìn cô cười nói cố di lại nhìn anh có chút tức giận nói, nhưng anh lại muốn quen biết rất nhiều. Nói, lần này là người phụ nữ như thế nào? Trang hạo nhiên không nói chuyện, chỉ mỉm cười bước đi. Cố Di nhìn vẻ mặt anh, ban đầu có chút gấp gáp, nhưng trong chớp mắt, lại nghĩ thông suốt, kéo khuỷu tay của anh, cũng không sao cả, nói, thôi. Dù sao cũng không lâu. Trang hạo nhiên quay đầu nhìn Cố Di, có chút mất hứng hỏi, làm sao cô biết? Đường khả hình cũng không nhịn được ngẩng đầu, đứng ở phía sau nhìn về phía bọn họ như đôi tài tử giai nhân, đây mới gọi là trời đất tạo nên, nhất là cô gái này, cả người lộ ra nhiệt tình phóng khoáng, rất xứng đôi với Trang Hạo Nhiên. Kiểu phụ nữ gì, dám yêu anh chứ, ngoại trừ tôi ra, chính là tiêu hảo oánh rồi, cố gì cười nói. Quên đi, Trang Hạo Nhiên không để ý cô, tiếp tục cười cười đi về phía trước, quẹo trái vào phòng vip rửa mặt. Tiêu đồng lại ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, lão đại, không phải anh đã nói cùng cậu chủ tiêu chơi đấu kiếm sao cố di lập tức kéo chặt tay trang hạo nhiên quay đầu lại nhìn về phía tiêu đồng cười thật thoải mái nói tôi muốn cùng trang hạo nhiên ở chung một chỗ ai dám ngăn cản đường khả hinh nghe lời này trái tim không khỏi nhảy lên trang hạo nhiên không để ý tới cô chỉ cười kéo bên hông cô mặc trang phục đấu kiếm rất dày đẩy cô về phía phòng vip khác rửa mặt mới nói mau vào đi mới vừa trở về nước chưa điều chỉnh tranh lệch múi giờ, liền làm rối loạn kế hoạch xã giao với khách của tôi. Đi! Cố Di lập tức đi vào phòng rửa mặt, lúc quay người nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đứng ở trước mặt mình, khuôn mặt đẹp trai, ánh mắt sức hấp dẫn, cứ như tách ra một chút thời gian cũng không chịu nổi, nói anh đừng chạy khắp nơi đấy. Đến lượt tôi thích thay bộ tây trang màu trắng, đi dùng điểm tâm với tôi, tôi muốn anh đút cho tôi. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, không lên tiếng, chỉ mỉm cười. Cố gì cũng cười, đóng nhẹ cửa lại. Tiêu Đồng lập tức cười nói với Trang Hạo Nhiên, "Lão đại, hôm nay rượu trắng, người tình chi lệ, bên Trang Viên A Nhĩ Ti Tư được giải thưởng vàng toàn cầu." "Tốt." Trang Hạo Nhiên xoay người, có chút mệt mỏi đưa mũ đấu kiếm cho Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh đứng trước mặt của anh, giống như đang suy nghĩ gì, vẫn không nhúc nhích. Trang Hạo Nhiên yên lặng nhìn cô. Tiêu Đồng cũng ngạc nhiên nhìn cô, lại mỉm cười, vội vàng nhận lấy mũ đấu kiếm nói, sáng sớm hôm nay khả hình chúng ta chạy nước rút một giây sau cùng, đoán chừng hiện tại quá mệt mỏi. Trang hạo nhiên nghe lời này, đột nhiên mỉm cười, đi vào phòng rửa mặt của mình, cởi trang phục đấu kiếm, mới nói tối hôm qua cô ấy uống tốt như vậy, có thể đi làm cũng đã không tệ, tôi không có trông cậy cô ấy có thể đi làm như bình thường. Lúc này đường khả hình mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía bóng lưng của anh, đột nhiên chừng mắt. Tiêu đồng mỉm cười đưa mũ đấu kiếm cho cô, Nói cô mau vào đi hầu hạ đi, tôi còn có việc bận rộn. Tại sao là tôi vào hầu hạ? Đường Khả Hinh đột nhiên không vui, không chịu. Tiêu Đồng nghe xong lời này, đã cảm thấy buồn cười nói, tại sao là cô? Bởi vì cô luôn luôn hầu hạ, pha cà phê, cùng anh ấy ăn cơm, sau đó cùng đi mua quả dương đào, cùng nhau trưng cất rượu, cùng nhau ngủ chung trên một cái giường. Chấm ngoặc kép. Này, chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh đột nhiên có chút lo lắng quay đầu nhìn về phía phòng nghỉ ngơi của cố di căng thẳng gọi cô tiêu đồng cười nói cho nên cô đi vào hầu hạ đi tôi đi trước cô nói xong cũng đã đi khỏi trước đường khả hinh nhìn bóng dáng tiêu đồng đi xa suy nghĩ một chút mới thở dài một hơi ôm mũ đấu kiếm im lặng đi vào phòng nghỉ ngơi vừa vặn liền nhìn thấy trang hạo nhiên đứng ở trước tủ thay quần áo màu trắng cởi ra trang phục đấu kiếm mặc t-shirt màu trắng bó sát người cùng quần dài màu trắng soi gương, im lặng không lên tiếng cởi đồng hồ đeo tay của mình. cô cũng không nói lời nào, chỉ đi tới cầm mũ đấu kiếm treo xong, sau đó cầm trang phục đấu kiếm của anh bỏ vào một trong dương thép ở bên cạnh, khóa lại. ở phía trên rút ra tờ giấy nhỏ viết tên Trang Hạo Nhiên, đợi lát nữa nhân viên làm việc sẽ tới dọn dẹp và giặt khô. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh im lặng, liền cười hỏi tỉnh rượu, không từ chức nữa hả? Đường Khả Hinh không để ý tới anh đẩy cái dương tới một bên, sau đó quay lại trước mặt của anh, đoạt lấy đồng hồ đeo tay của anh đã cởi ra, lại muốn bỏ vào trong cái hộp nhỏ bên cạnh cái dương. Trang Hạo Nhiên nắm nhẹ cánh tay của cô, cười hỏi, làm sao vậy? Không có gì, Đường Khả Hinh lập tức buông tay của anh ra, sau đó đi tới bên cái hộp, đặt đồng hồ đeo tay vào, sau khi viết tên của anh xong, mới đứng lên, nói, anh rửa mặt đi, tôi đi ra ngoài chờ anh. Cô không nói nữa, liền muốn đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên lại đi tới, nắm nhẹ cánh tay của cô, cẩn thận nhẹ nhàng đóng cửa, đè xuống khóa tâm, đứng ở trước mặt của cô, cúi xuống, dịu dàng hỏi, rốt cuộc thế nào? Có chuyện gì? Đường Khả Hinh không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên khẽ cau mày, tay không nhịn được sờ chán của cô, nói, không có phát sốt chứ? Anh phát sốt đấy, Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn anh, nói. Trang Hạo Nhiên không nói nên lời nhìn cô, ngạc nhiên nói, sáng sớm phát cáu cái gì không có sau khi đường khả hình thô lỗ trả lời anh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn trang hạo nhiên hỏi tối hôm qua chuyện của chị tinh xuyên thế nào có làm theo tôi nói hay không chị ấy có rất vui vẻ hay không có tặng hoa cho người bạn nhỏ hay không trang hạo nhiên im lặng nhìn cô hai mắt khẽ xoay tròn mới cười nói ừ cô ấy rất vui vẻ chấm ngoặc kép có thật không đường khả hình vui vẻ hỏi chị ấy còn nói cái gì có khiêu vũ cùng chị ấy hay không trang hạo nhiên lại nhìn cô nói ừ cùng nhau khiêu vũ rồi nói chuyện thật lâu đường khả hinh đột nhiên vui vẻ thở phào một hơi nói hôm nay tôi vẫn còn lo lắng nếu tối hôm qua anh thất bại thì làm thế nào sáng sớm tôi rời giường liền nghĩ đến chuyện này trang hạo nhiên đột nhiên mỉm cười xoay người hỏi cô ăn điểm tâm chưa không có đường khả hinh nói thẳng như thế này cùng nhau đi, dù sao tôi cũng chưa ăn. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lấy khăn lông trắng, chuẩn bị đi vào phòng tắm. Không cần, chấm ngoặc kép, đường khả hình nhẹ nhàng nói. Trang Hạo Nhiên sửng sốt xoay người, nhìn về phía cô, hỏi tại sao. Đường khả hình không lên tiếng, cúi đầu, nói quấy dày mọi người ăn sáng không tốt. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên suy nghĩ chuyện này một chút, liền gật gật đầu nói, được rồi. Cô về công ty trước đi, tôi bảo người đưa một phần điểm tâm đến cho cô, đừng đi phòng ăn nhân viên, con đường kia hơi lạnh. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn anh. Chương 382, lần đần. Trang Hạo Nhiên nói xong, liền xoay người muốn đi vào phòng tắm, lại cảm thấy sau lưng không khí không đúng, sững sốt quay đầu, nhìn thấy Đường Khả Hinh vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn mình, anh liền mỉm cười buông lỏng t-shirt màu trắng của mình, nói tôi, tôi muốn tắm, chấm ngoặc kép, đường khả hinh nhìn chòng chọc trang hạo nhiên hư một tiếng lập tức xoay người kéo cửa ra đi ra ngoài đừng đóng chấm ngoặc kép nó không phải là tôi ầm um, chấm ngoặc kép cửa ầm um một tiếng đóng lại căn phòng lại rung mấy cái trang hạo nhiên không khỏi đứng tại chỗ nhìn thần tiên này đóng cửa anh thở dài một cái bật cười mới cởi t sớt màu trắng của mình nhưng lúc này cửa lại ầm um ầm um mở ra anh giật mình xoay người nhìn đường khả hinh đi tới anh lập tức lui về phía sau một bước, như bị người nhìn lén, nhìn về phía Đường Khả Hinh căng thẳng kêu to, "Này, cô làm gì thế, đi vào cũng không gõ cửa, chẳng may tôi cởi hết thì làm thế nào?" Khả Hinh đứng ở bên cửa, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mặt không lộ vẻ gì nói, "Chị đây không cần anh đưa bữa ăn sáng cho tôi, tôi có tay có chân, không tự đi ăn được à?" "Trợ, hôm nay tôi không ăn, anh không cần bận tâm." Cô nói xong, người đã đi ra ngoài. Ầm một tiếng đóng cửa lại. Trang Hạo Nhiên không tin được nhìn về phía cánh cửa, hôm nay quá ngạc nhiên phản ứng của người này, có phải ngày hôm qua bị kích thích quá độ hay không, chuyện này có quan hệ với mình. Anh tức giận vừa muốn cởi quần áo, nhưng là nghĩ lại, cảm thấy nguy hiểm đi tới nhấn vào khóa tâm, mới hừ một tiếng, đi vào phòng tắm. Đường Khả Hinh thở hổn hển đi vào thang máy, nhấn bảng điều khiển, mới tức giận nói cái gì cùng cái gì chứ? Anh muốn đi ăn với ai, liên quan gì tới tôi? ai muốn anh đưa một phần điểm tâm tới chứ? Anh đừng cho rằng rất tốt với tôi, hò hét tôi, tôi sẽ xem anh như anh trai. Không có cửa đâu. Cô tức giận nói xong, nhớ tới cố Di mới vừa nói, ở chỗ này có thích chị gái nào hay không? Cô lập tức chập một tiếng, bắt trước Trang Hạo Nhiên nói, không có. Không có, không có, chị đây khổ cực lo cho anh theo đuổi tinh xuyên. Tôi chịu đựng nhiều rồi. Thang máy nhanh chóng trượt xuống, tới lầu một, cô vẫn hết sức mất hứng, không vui đi đến hoàn á nhìn thấy mấy cầm thú lâm sở nhai đang cười nói đến tên ngốc tào anh kiệt rất ngu ngốc đi vào phần mộ hôn nhân tào anh kiệt liền cười nói cả đời bọn họ cháy thành cho bụi cũng không rời nhau đường khả hinh nghe nói như thế đột nhiên mỉm cười nhìn về phía tào anh kiệt cung kính khẽ gật đầu gọi nhỏ phó tổng chúc mừng anh cầu hôn thành công vậy còn kế hoạch của cô để cho tôi có thể thuận nước đẩy thuyền hơn nữa hôm nay mạn hồng đến nơi tổng giám đốc báo thời gian nghỉ kết hôn vừa đúng một tháng Tào Anh Kiệt nghĩ đến có thể cùng Mạn Hồng đi hưởng tuần trăng mật, anh liền cười giống như một cô gái. Thật à, Tổng Giám Đốc tưởng có thể tốt như vậy. Đường Khả Hinh nhìn về phía Tào Anh Kiệt, có chút giật mình cười nói. Dĩ nhiên, Tào Anh Kiệt cười nói. Lâm Sở nhai cười đi vào đại sảnh Hoàn Á, cũng nói, khó được hai vị Tổng Giám Đốc nhất trí ý tưởng, rất hiểu đại nghĩa. Đồng loạt phê nghỉ kết hôn một tháng có lương, hơn nữa tổng giám đốc tưởng nói chị dâu mạn hồng ở khách sạn á châu tận tâm tận lực phục vụ nhiều năm nghe nói cô ấy muốn tổ chức tiệc cưới bên bờ biển liền cho phép cô ấy trải thảm đỏ suốt giá từ khách sạn á châu cho đến bờ biển sau đó tặng 100 bàn tiệc rượu chấm ngoặc kép 100 bàn đường khả hình không thể tin nổi kêu to thật 100 bàn sao ừm chấm than ngoặc kép tô lạc hoành cùng mọi người cười nói đi vào thang máy nói tiếp 100 bàn chính xác là bữa tiệc tổ chức lớn nhất còn tặng một bộ kim cương tinh khiết, chuyện này thật rất có tâm. Trời à, đường khả hinh lại kinh ngạc kêu lên, suy nghĩ một chút, hỏi tiếp, vậy tổng giám đốc chúng ta tặng cái gì? Lão đại của chúng ta hả? Chấm ngoặc kép, lâm sở nhai nhấn nút đóng cửa, mới kéo cổ của Tào Anh Kiệt, nhìn nét mặt hả hê, cười hi 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 nói, tặng dựng cảnh hiện trường hôn lễ bên bờ biển. Như vậy thôi à, quá keo kiệt, tổng giám đốc tưởng người ta đưa một trăm bàn tiệc rượu. Đường Khả hình nghe chuyện vui như vậy, cũng không nhịn được vui vẻ. Cô cũng đừng xem thường dựng cảnh hiện trường hôn lễ này, bởi vì chị dâu Mạn Hồng muốn dựng cầu hoa bằng hoa hồng xanh, riêng hoa hồng xanh từ nước Pháp trở tới đã tốn mất gần 500 ngàn rồi, càng chưa nói tới, dựng cảnh hiện trường gần 10 ngàn mét vuông, toàn bộ dùng lụa tô hàng thượng đẳng để trang trí làm màn, thạch anh tím làm rèm. Hiện trường tổ chức trao nhẫn trong nhà kính, tất cả đều dùng hoa bách hợp đẹp nhất ở Nhật Bản và pha lê trắng kết thành. Còn đưa một chiếc Mercedes Benz phiên bản dài làm xe hoa, cùng 990 viên kim cương tinh khiết làm trái tim. Chấm ngoặc kép, à, chấm than ngoặc kép, đường khả hình nghe đến đó, vui vẻ kêu to lên, xe kia phải trả sao? Dĩ nhiên không trả, lâm sở nhai cười nói. Trời à, đường khả hình đột nhiên vui vẻ như chính mình sắp gả, thật kích động nói quản lý Trần là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Chấm than ngoặc kép, dĩ nhiên, chấm than ngoặc kép. Tào Anh Kiệt lập tức rất hả hê ngửa mặt, cười nói, cô ấy gả cho tôi, chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Đến lúc đó, trong buổi tối rất thơ mộng, phát hiện ra mình ôm một cô gái ngủ, cô ấy sẽ rất hạnh phúc. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tô Lạc Hoành không nhịn được cười rộ lên. Tên thối tha, Tào Anh Kiệt lập tức vươn cánh tay, ngoặt chặt cổ của Tô Lạc Hoành nói, trước khi tôi cử hành hôn lễ sẽ bóp chết anh. Không để cho anh làm phù rể cho tôi. Chấm than ngoặc kép. Ai 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 ai, anh em một lòng, có bà xã liền bóp chết anh em, tương lai hai người gây gổ, lão tử không thay cậu đi quỳ xin tha xa. Tô Lạc Hoành bị kẹp chặt hít thở không thông, nói: "Đường Khả Hinh nhìn bọn họ, lập tức không nhịn được bật cười ha ha. Thang máy đến tầng lầu tổng giám đốc ngừng lại. Mấy người cùng nhau vừa nói vừa cười đi ra thang máy, trở về phòng làm việc của mình, không biết vì sao, Đường Khả Hinh nghe bọn họ nói đến chuyện hôn lễ lần này, Tim của mình ấm áp, trong lòng dâng lên một chút hy vọng, không khỏi rung động. Khả Hinh đã về rồi, Tiêu Đồng đi ra phòng làm việc, nhìn về phía Đường Khả Hinh, khẽ mỉm cười, nói: "Vâng." chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn về phía cô nói: "Mới vừa gặp các phó tổng, nghe bọn họ nói đến chuyện tiệc cưới, thật sự quá tốt đẹp." Tiêu Đồng cũng cười nói: "Tên kia đã mừng rỡ tận trời. Chỉ là, hôn lễ lần này thật đúng là long trọng." cả khách sạn đều xôn xao đấy. Đường Khả Hinh im lặng mỉm cười, mới vừa muốn trở về phòng làm việc. "Ai, cô đừng trở về phòng thư ký trước, Tiêu Đồng gọi Đường Khả Hinh lại, cười nói, lão đại để cho người đưa một phần điểm tâm đến phòng làm việc của anh ấy, can dặn cô ăn mới làm việc." Đường Khả Hinh nghe lời này, liền cố ý hừ một tiếng, nói, "Xem ra lão đại này vẫn có thể cùng gia nhân đi dùng điểm tâm, còn nhớ tới tôi." "Đừng ghen, anh ấy thương cô nhất." Tiêu Đồng đi trở về trước phòng làm việc, cười nói, "Cố tiểu thư là người bạn đầu tiên lão đại quen biết ở Anh Quốc. Chỉ là bạn bè, không có quan hệ gì cả. Tôi mới không có ghen." Đường Khả Hinh cười nói, "Vậy nhanh đi vào ăn điểm tâm đi, một chút nữa còn rất nhiều chuyện phải làm." Tiêu Đồng đi vào phòng làm việc. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, cũng khẽ cười đẩy cửa ra, đi vào phòng làm việc, một mùi thơm cháo gà xông vào mũi, cô lập tức cảm thấy đói bụng, đi tới bên ghế salon quả nhiên thấy trên bàn trà thủy tinh để một chén cháo gà xé sợi, một đĩa sủi cảo chiên, cùng dầu ớt trộn cà rốt sợi, tinh xảo khiến người ta chảy nước miếng. Cô nhẹ nhàng ngồi ở trên ghế salon, đầu tiên nghiêng người tới trước, vươn tay cầm muỗng, nhẹ múc một muỗng cháo đưa vào trong miệng, lập tức cảm giác mềm và mịn, hết sức thơm nồng. Đột nhiên cảm thấy mới vừa mình không nên tức giận, có cái gì tức giận chứ? Cô vui vẻ lấy muỗng, múc muỗng một cháo đưa vào trong miệng, cầm đũa gắp một viên sủi cảo, bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai nuốt, là sủi cảo tôm tươi mình thích ăn nhất. Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dốc một hơi, thật thỏa mãn mỉm cười, nhớ tới tư thế hiên ngang của Trang Hạo Nhiên ở sàn đấu kiếm lúc này, lúc cởi mũ đấu kiếm xuống nhìn về phía trước, ánh mắt sắc bén, người này hơi đẹp trai. Cô vừa ăn vừa nhớ tới cô gái gọi là Cố Di Tiểu Thư, lúc cởi mũ đấu kiếm xuống thật sự rất hấp dẫn, nói thật, cô có chút hâm mộ, hơn nữ ít ra Cố Di cao 1m70. Đường Khả Hinh cảm thấy cả đời này chiều cao là nỗi đau của mình. Cô có chút nản chí nghĩ đến lúc Tay Cố Di vung trường kiếm rất xinh đẹp, hai mắt đột nhiên chuyển đến một thanh thép trên bàn trà. Đây là cây thước chuyên dụng của kỹ sư trưởng và Trang Hạo Nhiên đi họp. Tại sao lại ở chỗ này? Cô tò mò cầm cây thước kia, nhẹ nhàng kéo dài, bắt trước Cố Di, ngửa mặt lên đi tới trước bàn làm việc. Trang Hạo Nhiên, tôi giết anh. Chấm than ngoặc kép. Đường Khả Hinh nói vừa xong lại bắt trước cố gì ở sàn đấu kiếm lúc này hướng tài liệu trước bàn làm việc của anh phung mạnh lên dầm chấm than ngoặc kép phung thanh thép đánh xuống tài liệu màu xanh dương nhảy lên cô ngửa mặt nhìn về phía phần tài liệu kia đột nhiên ngây ngốc cười nói Wow, tôi quá lợi hại nói xong cô còn muốn tay cầm cây thước phung mạnh lên đột nhiên có người ở sau lưng ôm nhẹ mình dịu dàng nắm bàn tay nhỏ bé cầm thanh thép cô giật mình quay đầu Nhìn thấy Trang Hạo Nhiên cười như không cười cúi đầu nhìn mình, một bàn tay khác đã ôm nhẹ eo nhỏ của mình, cô sững sờ, nói: "Hả? Tại sao anh trở lại? Không phải đi dùng điểm tâm sao?" "Không đi." chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nói xong, người đã nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô cầm thanh thép, theo nhịp cô vung ra phía trước, ánh mắt sắc bén chợt lóe. "Tại sao không đi?" Đường Khả Hinh nhìn anh, hỏi. "Không có lý do gì." Trang Hạo Nhiên nói xong, lại cúi xuống nhìn cô, có chút tức giận cau mày hỏi, tại sao cô muốn luyện vật này, lại nói muốn đánh tôi chết. Cô không thể nói dễ nghe sao, ví dụ như Tô Lạc Hoành chết đi, Lâm Sở Nhai chết đi. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nghe lời này, đột nhiên không nhịn được bật cười. Trang hạo nhiên bật cười, ôm nhẹ thân thể mềm mại của cô, nắm bàn tay nhỏ bé của cô, bước tới phía trước vung lên, nói thích đấu kiếm hả. Ừm, đường khả hình đáp, cảm giác Trang Hạo Nhiên ở phía sau ôm mình, cánh tay dùng sức thì ra mạnh như vậy, hơi chấn động thân thể của mình, cô lập tức bị loại sức lực này hấp dẫn, buông lỏng tư thái và hơi sức, theo sức lực cánh của anh vung tới tài liệu, tài liệu trước bàn lập tức bật ra. Chát, cô kêu nhỏ, nói quá lợi hại, tôi không ngờ anh có thể đấu kiếm. Tôi thích tất cả mọi thứ tốc độ, Trang Hạo Nhiên có chút đắc ý hỏi, có phải lúc tôi đấu kiếm, rất đẹp trai hay không? Vâng, rất đẹp trai. Đường Khả Hinh cười nói. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, cúi xuống, hai mắt nóng bỏng mập mờ nhìn cô, hôm nay, cô chín chắn và quyến rũ hơn nhiều so với bình thường, xuất phát từ trong lòng, dịu dàng nói, hôm nay cô cũng rất xinh đẹp. Cô nhóc của tôi hôm nay rất xinh đẹp, chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt có chút mê ly. Trang Hạo Nhiên nhìn trong đôi mắt mơ mộng của cô có ánh sang màu hồng, ôm nhẹ cô, dịu dàng hỏi, muốn học không? ánh mắt đường khả hình sáng lên ngẩng đầu lên nhìn anh vui mừng cười nói tôi có thể học sao ừ có thời gian tôi dạy cho cô trang hạo nhiên lại nắm bàn tay nhỏ bé của cô vung thẳng phía trước nói người còn trẻ phải đi du lịch học thêm số thứ vào lúc vui vẻ phải nhanh chóng làm một chút chuyện có liên quan đến mơ ước cuộc sống phong phú tương lai có thay đổi gì cũng có thể dùng kinh nghiệm của cô lấp đầy vào nó và khiêu với chiến nó tôi thích thái độ học tập của cô đối với cái gì cũng có cảm giác mới mẻ. Đây là một chuyện tốt đẹp. Thì ra ở trong mắt của anh tôi có nhiều ưu điểm như vậy sao? Đường Khả Hinh có chút vui vẻ nói. Trang Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, nâng tay của cô, hướng trên tài liệu, vung mạnh. Hôm nay tôi nghe nói. Chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh quay mặt sang, nhìn khuôn mặt đẹp trai và cầm trí tuệ của anh, cười nói. Nghe nói cái gì? Trang Hạo Nhiên hỏi. Nghe nói, anh chuẩn bị tất cả mọi thứ hôn lễ cho tào phó tổng anh thật vĩ đại nha tặng nhiều đồ như vậy đường khả hinh cười nói trang hạo nhiên chỉ khẽ mỉm cười nhẹ nhàng cầm lấy thanh thép trong tay đường khả hinh xoay người tựa vào trước bàn làm việc thu nó lại mới nói tôi không muốn làm một nhà độc tài tôi nói rồi phàm là công ty độc tài tỷ lệ sống sót cũng không có vượt qua 60 năm cũng không muốn sự nghiệp gia tộc của tôi hủy ở trên tay của tôi tôi phải hiểu tôi và cấp dưới của tôi chỉ là quan hệ đồng nghiệp và đồng nghiệp, hôm nay tôi hưởng thụ tất cả đều là do sự nỗ lực của cấp dưới, cho nên lúc tôi có của cải sẽ không chút tiếc rẻ hiến tặng một phần. Trả lại cho bọn họ, chấm ngoặc kép, đường khả hình nghe lời này, không khỏi nhìn anh thật sâu. Trang hạo nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt dịu dàng của cô, mỉm cười nói tổng giám đốc tưởng cũng nghĩ như vậy. Chấm ngoặc kép, hai mắt đường khả hình chấp nhẹ, không lên tiếng. Trang hạo nhiên nhìn bộ dáng cô, đột nhiên hai tay chống bàn làm việc ở sau lưng, cười nói thế nào? Nghe người khác tổ chức hôn lễ mộng ảo như vậy, mình cũng muốn kết hôn phải không? Con gái luôn mơ mộng cho mình một hôn lễ xinh đẹp như chuyện cổ tích. Đường Khả Hinh cười ngọt ngào nói: Tìm được đàn ông rồi hãy nói. Trang Hạo Nhiên vươn tay bóp mạnh mũi của cô. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên, có chút tinh nghịch cười hỏi: Nếu tôi tìm được? anh có đưa cho tôi cầu hoa xinh đẹp, cùng nhà kính trao nhẫn và pha lê xinh đẹp giống như đối với tào phó tổng hay không? Trang hạo nhiên không lên tiếng, ánh mắt dịu dàng xoay tròn, nhìn cô, khẽ mỉm cười. Có thể hay không, đường khả hình có chút căng thẳng nhìn anh. Có lẽ, đến lúc đó, cô không cần tôi tặng cho cô, cô cũng có thể có tất cả. Chấm ngoặc kép, Trang hạo nhiên đột nhiên nói như vậy. Đường khả hình sững sờ, nhìn anh. Được rồi, đi ra ngoài đi, tôi còn phải làm việc. Trang hạo nhiên xoay người, vòng qua bàn làm việc, cởi tây trang màu trắng của mình, khoác lên một bên, chỉ mặc áo sơ mi màu xanh dương, quần tây màu trắng, ngồi xuống, kim cài màu vàng trên cổ áo sơ mi, hết sức long trọng quý phái, xem ra hôm nay anh cố ý ăn mặc để gặp mặt cố gì, cô liền không lên tiếng, vừa muốn xoay người, lại thấy dưới tài liệu để vé máy bay, trên đó viết London. Cô sửng sốt, chương 383, Hoa Hồng. Anh, chấm ngoặc kép, đường khả hình lập tức trợn tròn mắt, ngày hôm qua anh mới đồng ý, mãi mãi cũng sẽ không đi khỏi mình, nhưng cô nhìn thấy tấm vé máy bay, nhất thời cái ót ầm một tiếng, nổ tung. Chuyện gì, Trang Hạo Nhiên mỉm cười dọn dẹp tài liệu trước mặt, sau đó rất tự nhiên đem vé máy bay thả vào một bên. Vé máy bay này, chấm ngoặc kép, đường khả hình nhìn về phía anh, đột nhiên hơi cẩn thận cẩn thận hỏi, trên đó viết. Có phải Luân Đôn hay không? Ừm, um. Trang Hạo Nhiên gật đầu, Mở tài liệu trước mặt ra, sau đó đè xuống điện thoại nội bộ, căn dặn Tiêu Đồng, nói, "Cho tôi một ly cà phê Blue Mountain." "Vâng," Tiêu Đồng lên tiếng trả lời, liền cúp điện thoại. Đường Khả Hinh vẫn nói không ra lời nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên liếc mắt xem tài liệu hôm nay, mới lại ngẩng lên đầu nhìn Đường Khả Hinh cười nói, "Rốt cuộc làm sao vậy?" Vẻ mặt chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh nhìn vẻ mặt anh hời hợt, giống như không có chuyện gì xảy ra, hai mắt cô đột nhiên đỏ lên nhìn anh cười nói, không có gì, tôi nhìn chữ tiếng anh phía trên, tôi đột nhiên phát hiện, mấy ngày trước lúc tôi lên lớp học anh văn, ở trên lớp có xem qua chuyện cười. Cái gì, Trang Hạo Nhiên cũng rất hứng thú muốn biết, mỉm cười nhìn cô. Đường Khả Hinh ngửa mặt suy nghĩ một chút, liền cười nhìn Trang Hạo Nhiên, nói, nền giáo dục Trung Quốc chúng ta, không phải học đối đáp sao. Ừ, Trang Hạo Nhiên gật đầu, sau đó tựa vào trên ghế ra, ôm vai. Rất có hứng thú mỉm cười nhìn cô sau đó, chấm ngoặc kép, đường khả hình dừng lại một lát, mới nhìn anh cười nói, sau đó có một người Trung Quốc đi đến Anh Quốc, không ngờ xảy ra tai nạn xe cộ, bị xe đụng, nằm thoi thóp ở trên đất, sau đó cảnh sát nước Anh chạy đến trước mặt của anh ta, rất lo lắng hỏi anh, how are you? Anh đoán người Trung Quốc kia nói thế nào? Trang hạo nhiên cười nhìn cô, không lên tiếng. Đôi tay đường khả hình chống nhẹ bàn làm việc, nhưng người tới trước, nhìn người đàn ông đẹp trai, cười nói, anh ta nói. It right, thanh yêu, sau đó cảnh sát kia vừa nghe, lập tức xoay người đi khỏi. Ha 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 ha. Cô ngây ngốc cười thật vui vẻ. Trang hạo nhiên từ từ thu lại nụ cười, nhìn cô. Ôi chao, thật buồn cười quá, cười đến chảy nước mắt rồi. Đường khả hình lập tức lau nước mắt, hít hít đỏ bừng lỗ mũi, nói, ngày hôm đó lúc tôi xem thật sự cười đến đau bụng, nhã tuệ còn mắng tôi thần kinh. Cô, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên nhìn cô, đột nhiên miếng cưỡng mỉm cười hỏi gần đây học anh văn thuận lợi không thuận lợi vì tôi sợ có một ngày tôi đi ra nước ngoài bị xe đụng người ta hỏi tôi how are you tôi trả lời ít alright vậy tôi không phải rất oan sao tôi rõ ràng là bị thương rất nặng cô nói xong đột nhiên không muốn nói chuyện nữa lập tức xoay người muốn rời khỏi trang hạo nhiên nhìn bóng dáng cô đột nhiên đi khỏi nhanh chóng đứng lên lúc cô muốn kéo ra cửa phòng làm việc thì nắm nhẹ bả vai của cô nắm chặt tay cô kéo cửa ra nước mắt đường khả hình nhanh chóng chảy xuống hai mắt trang hạo nhiên thoáng qua một chút vội vàng cúi xuống nhìn mặt cô nước mắt trong suốt rơi xuống bất đắc dĩ nói rốt cuộc có chuyện gì có phải ngày hôm qua uống rượu hôm nay không vui hay không hôm nay tôi rõ ràng rất vui vẻ còn kể chuyện cười cho anh đường khả hình nghẹn ngào nói xong lau khô nước mắt Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, nắm nhẹ bả vai của cô, xoay người của cô, nhìn nước mắt cô từng viên lăn xuống, đột nhiên mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, nói: "Mấy ngày nay tôi cũng bảo Tiêu Đồng chuẩn bị khăn tay cho tôi, bất cứ lúc nào cũng mang ở trên người, bởi vì bất cứ lúc nào cô cũng sẽ khóc khó hiểu, cô nói tôi làm sao với cô đây?" Đường Khả Hinh ngước đôi mắt đẫm lệ, nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô ngón cái xẹt qua khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại hồng hồng của cô, nói, lần này tôi trở về Anh Quốc có một chút chuyện, nhưng chỉ đi ba ngày sẽ trở về, vốn muốn mang theo cô đi cùng, nhưng bởi vì ngoại ngữ của cô thật sự không tốt, cho nên đi sang bên kia, chỉ sợ cô không biết làm thế nào đi lại, mới không có gọi cô đi. Cô khóc cái gì, lại không phải đi không trở lại. Đường khả Hinh sướng sờ nhìn anh, còn một giọt nước mắt rơi xuống, có chút lúng túng nói anh. Anh nói cái gì, đi, đi mấy ngày. Trang hạo nhiên nhìn đường khả hinh, cười nói, ba ngày. Bà cô ơi, tôi đi ba ngày cô khóc thành ra như vậy rồi, tương lai tôi làm sao dám lấy vợ, kết hôn, sanh con. Anh biết tôi không phải ý này, đường khả hinh đột nhiên lại muốn khóc. Tôi biết rõ, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên lại khẽ vuốt tóc rú xuống bên má trái cô, thật rất ưa thích nhìn bộ dáng cô ôn như và xinh đẹp như vậy, thật dịu dàng cúi xuống, hôn nhẹ chán cô nói, lúc cô đơn sợ nhất người đối tốt với mình, bởi vì cô sẽ có một cảm giác lệ thuộc kỳ lạ, có một số người sẽ hiểu lầm loại cảm giác lệ thuộc này, nhưng tôi hiểu." Chấm ngoặc kép. Lời nói này có chút thương cảm. Đường Khả Hinh không hiểu ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, đôi tay khẽ vuốt hông của cô, mới thở dài một cái, nói, "Sau này, chúng ta không thể nhích tới gần như vậy." "Hôm nay coi như là lần cuối cùng." chấm ngoặc kép. Đường khả hình ở anh trong ngực, ngẩng đầu lên, nhìn anh nghẹn ngào hỏi có ý gì. Trang hạo nhiên không nói, hai mắt lóe lên nụ cười dịu dàng, nói, bởi vì cuối cùng cô cũng phải giống như quản lý Trần, đi về phía cầu hoa, đi về phía trước mặt một người khác hứa cả cuộc đời bếp anh ấy, mà chúng tôi đến gần, sẽ dễ dàng làm cho người khác hiểu lầm, tôi không muốn cô bị người ta hiểu lầm, tôi muốn tranh đoạt đối tượng với anh ấy, không phải cô. Chấm ngoặc kép đường khả hình vẫn không hiểu nhìn anh hỏi anh nói cái gì trang hạo nhiên không lên tiếng chỉ ôm nhẹ đường khả hình khẽ hôn tóc cô mới mỉm cười nói không có gì chấm ngoặc kép bao giờ anh đi đường khả hình chỉ quan tâm chuyện này lập tức nhìn anh trang hạo nhiên mỉm cười nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dịu dàng cảm tính nói ngày mai chấm ngoặc kép nhanh như vậy đường khả hình lại căng thẳng hỏi mấy giờ bay 7 giờ tối chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên cười nói. Ở trên bầu trời nhìn thấy Trang sáng không? Đường Khả Hinh hỏi tiếp. Ừm, thấy được, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên cười. Anh thấy Trang sáng ở Anh Quốc giống như tôi thấy ở chỗ này không? Đường Khả Hinh có chút hưng phấn hỏi. Ừ, giống nhau, nhưng cơ hội tôi thấy Trang sáng ở Anh Quốc không lớn lắm. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên gật đầu. Tại sao? Đường Khả Hinh rất kỳ lạ hỏi. Bởi vì thời tiết nơi đó rất kém, không phải mưa phùn mờ mịt thì là thời tiết lạnh lẽo, lúc này ở Anh Quốc, đoán chừng sắp có tuyết rơi. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhìn con bé này, cảm thấy hứng thú, liền vươn tay khẽ vuốt ve cô tóc ngắn, cười nói. "Trời à, vậy nhất định thật là đẹp, từ nhỏ đến lớn, tôi thích trời mưa, tôi muốn đi thành phố có tuyết rơi, sống cả đời." "Vậy, nghe nói ở Anh Quốc, hoa hồng là quốc hoa có đúng không?" Đường Khả Hinh lại hỏi vấn đề thứ hai. "Ừ, Trang hạo nhiên gật đầu, xoay người, đi trở về trên ghế salon, bưng chén cháo cô mới vừa chưa ăn xong, uống một hớp, lại cầm đôi đúa, gắp sủi cảo ăn, vẫn nhai hết sức tao nhã. Tại sao, đường khả hình lập tức nhào tới bên cạnh anh, hỏi. Bởi vì hoa hồng là giọt máu của Chúa giê -xu trong truyền thuyết bị đóng đinh ở trên thập tự giá, nhỏ xuống tạo thành, cho nên bọn họ tín ngưỡng hoa hồng làm quốc hoa, ở London còn có một cái tên gọi khác là hoa thành, ban công mỗi nhà hay trên bệ cửa sổ cũng sẽ có đủ loại hoa hồng hoặc các loại hoa tươi khác. Trang Hạo Nhiên thật sự cảm thấy chén cháo này uống rất ngon, liền cầm chén đi tới trước mặt của Khả Hinh, múc một muỗng đưa tới bên miệng của cô. Khả Hinh lập tức uống, lại hết sức kích động và say mê hỏi, nghe nói ở nước Anh có quầy bán báo, không cần có người trông coi, chỉ để lon đựng tiền ở chỗ đó, có người đi qua ném tiền đi vào, liền lấy tờ báo đi. Trang Hạo Nhiên nghe xong thiếu chút nữa bị sặc, lại nhìn không được bật cười, nhìn cô nói, bây giờ cô ở quốc nội, để một đống báo ở tại cửa ra vào, nhìn xem còn có ai muốn hay không. Đưa cho người ta, người ta cũng không lược. Đừng mê tín như vậy, mỗi quốc gia đều có đạo đức và truyền thống tốt đẹp của nó, Trung Quốc chúng ta cũng là một quốc gia rất truyền thống. Tôi biết rõ, tôi chỉ tò mò thôi. Đường Khả Hinh đột nhiên hưng phấn nhìn Trang Hạo Nhiên ngồi ở trên ghế salon, rất tao nhã, im lặng uống cháo, cô cảm thấy vui vẻ cười nói tối nay tôi thu dọn hành lý cho anh không cần thu dọn anh quốc mới là nhà của tôi trang hạo nhiên cười nói nơi đó tôi có toàn bộ gia sản nơi này cũng chỉ là một cái phòng mà thôi tôi ở nơi này còn phải trừ tiền lương đường khả hinh nghe xong lời này sắc mặt lập tức thu lại nhìn anh có chút căng thẳng nói vậy anh đi rồi có thể không trở lại hay không không biết chấm ngoặc kép trang hạo nhiên cười nói vậy anh chấm ngoặc kép, chúng ta đừng tán gẫu chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên đột nhiên ngăn cô nói tiếp vấn đề này, cười nói, đừng tán gẫu khi nào đi, lúc nào thì trở lại, được không? Tốt, đường khả hình lập tức ngồi ở trên ghế salon, cười cười, lại nhìn Trang Hạo Nhiên, hỏi anh thật sự không cần thu dọn hành lý. Một chút cũng không cần sao, ngay cả lông khăn cũng không cần, ở trên máy bay, nếu anh bị muốn tiếp viên hàng không quyến du anh, tạt rượu đỏ trên người của anh, cố ý lau cho anh thì làm thế nào? Trang hạo nhiên dừng động tác trong tay, quay đầu nhìn cô, muốn nói cho cô biết, mình ngồi máy bay tư nhân, nhưng khi nhìn vẻ mặt hào hứng của cô, chỉ đành phải nói tối hôm nay, giúp tôi thu dọn hành lý, càng nhiều càng tốt. Bởi vì cô ấy có thể tạt một cái, sẽ tạt ướt vài bộ. Tốt, tôi thu dọn cho anh nhiều một chút, thuận tiện đem theo áo mưa, nếu anh nhìn thấy cô có mưu đồ gì, lập tức mặc áo mưa vào. Ha 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 chấm ngoặc kép, đường khả hình cười ha ha đứng lên, một mình đi ra ngoài. Trang hạo nhiên im lặng nhìn bộ dáng cô rất ngây ngô, đột nhiên mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lại nghĩ đến chuyến đi Anh Quốc, anh hơi thu hồi vẻ mặt, thở dài một hơi. chương 384, tìm tới trước. Đường khả hình thật vui vẻ trở lại phòng thư ký, lại nghe tiếng người náo nhiệt trong phòng thư ký chuyển đến, cô ngạc nhiên đi vào bên trong, thấy mọi người đang vây quanh chỗ của mình, liền cười hỏi có chuyện gì náo nhiệt như vậy. Tất cả thư ký lập tức xoay người, nhìn về phía đường khả hình, lập tức hồ một tiếng, bật cười nói, hôm nay ánh nắng mặt trời rực rỡ, chúng tôi đều nói sẽ có chuyện tốt, không ngờ trở lại phòng làm việc, nhìn thấy cái này. Mọi người nói vừa xong, đột nhiên tránh người ra, một bó hoa hồng xanh xinh đẹp, ở giữa là từng đóa hoa mãn thiên tinh, còn dính giọt sương sớm, đặt ở dưới ánh sáng mặt trời, lấp lánh, óng ánh trong suốt. Cô sửng sốt, nhìn về phía bó hoa tươi này, ngây ngốc hỏi, người nào đặt hoa ở trên bàn của tôi, nếu như tôi cầm sẽ không trả, hắc. Phốc, tất cả mọi người đều không nhịn được cười rộ lên. Tiêu đồng cũng ngồi tại chỗ, nhìn về phía đường khả hình, cười nói, con bé ngốc, đây là tặng cho cô. Tặng, tặng cho tôi, đường khả hình không thể tin nổi nở nụ cười, nói, ánh mắt của người đàn ông kia bị mù sao mà tặng hoa cho tôi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tất cả đồng nghiệp thư ký dối giết ngồi trở lại vị trí của mình. Tiêu đồng nhìn về phía cô, cười nói, trong hoa có thể, cô xem một chút chẳng phải sẽ biết. Đường khả hình nghe vậy, liền a à một tiếng, ngạc nhiên đi tới trước bàn, nhìn bó hoa hồng xanh nằm đó tỏa mùi hương thơm nồng nặc cao quý, nhào về phía mình, mang đến từng cơn rung động, khứu giác của cô nhanh chóng mở ra, dường như người thấy mùi thân thể của người nào đó lướt tới, chậm rãi, đứng ở trong ánh mặt trời, nhẹ nhàng vươn tay nâng bó hoa hồng xanh, nhìn từng cánh hoa tươi màu tím ướt át, điểm giọt sương, có thể tưởng tượng đây là đóa hoa tươi mới vừa cắt xuống không đến bao lâu. Hai tròng mắt của cô di chuyển trong bó hoa, mới đưa ngón tay trắng như ngọc, cầm thẻ nhỏ màu tím cắm ở giữa bó hoa, mở ra, nhìn xem, lại trống không. Cô cau mày kêu nhỏ, trống không. Ồ, thật là lãng mạn nha. Chấm ngoặc kép, tất cả nữ thư ký dối rít đôi tay làm cúng, ngọt đến từ mấy ở bên trong lòng của đi, mới hâm mộ cười nói, nếu như mà tôi cũng có một bó hoa hồng xanh đắt tiền như vậy, cũng cho tôi trống không thẻ nhỏ, tôi nhất định yêu chết anh ấy. Ồ, thật là lãng mạn nha. Chấm ngoặc kép, tất cả nữ thư ký rối rít vỗ tay, ở trong lòng mình cũng ngọt ngào, rất hâm mộ cười nói, nếu như tôi cũng có một bó hoa hồng xanh đắt tiền như vậy, cũng cho tôi tấm thẻ nhỏ trống không, tôi nhất định yêu anh ấy chết mất. Tại, tại sao, đường khả Hinh quay đầu, nhìn về phía họ cười hỏi ý tứ là, tìm tới trước, chấm ngoặc kép, tiêu đồng cười nói. À, đường khả hình vẫn không hiểu. Tiêu đồng nhìn bộ dạng cô ngây ngốc, liền lắc đầu một cái, cười nói, tìm tới trước, vẫn tươi mới. Ba chữ đồng âm, bày tỏ trái tim vẫn còn nóng, giống như đóa hoa xinh đẹp mới vừa hái xuống, vì cô mọc rể, sau đó hái xuống chỉ đưa cho cô. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn về phía tiêu đồng, hết sức kinh ngạc lại không thốt nên lời tất cả đồng nghiệp thư ký lại cười lớn nhưng anh ấy không nói cho tôi anh ấy là ai tim của anh ấy vây quanh tôi tôi cũng không biết anh ấy là ai sốt cuộc đường khả hình có chút đỏ mặt nở nụ cười nói chỉ là chấm ngoặc kép hách lệ dơ tài liệu trong tay để qua một bên nhìn về phía đường khả hình cười nói đưa hoa tươi với thẻ trống không còn có một ý nghĩa khác cái cái gì đường khả hình nhìn về phía hách lệ hỏi là chấm ngoặc kép cô dừng lại một lát mới cầm một phần tài liệu khác rơi lên đầu nhìn về phía đường khả hinh cười nói nói xin lỗi nói xin lỗi đường khả hinh sửng sốt ôm bó hoa hồng xanh này thật sự xinh đẹp nhìn tấm thẻ trống không suy nghĩ xem ai có lỗi với mình tiêu đồng nhìn về phía cô cười nói nhớ tới người nào đường khả hinh vẫn không rõ ràng lắm lắc lắc đầu nói không nghĩ ra bởi vì luôn luôn chỉ có tôi gây hỏa có lỗi với người khác chấm ngoặc kép, mọi người lại không nhịn được cười to. Đường khả hình cũng có chút ngượng ngùng nở nụ cười, ôm bó hoa này, ngồi xuống, nhìn nó, ngay cả nằm cũng rất tao nhã và cao quý, sẽ là ai chứ? Tiêu đồng, đi vào đây một chút, lúc này Trang Hạo Nhiên có chút vội vàng đi tới gọi cô, không ngờ nhìn thấy bó hoa hồng trên bàn đường khả hình, anh ơ một tiếng. Bật cười nói, hoa hồng xanh xinh đẹp như vậy. Người nào tặng cho tiểu đường chúng ta vậy? Đường khả hình ngẩng đầu lên, nhìn về phía trang hạo nhiên ánh mắt đột nhiên sáng lên nói có phải anh tặng hay không tôi trang hạo nhiên lập tức đưa tay chạm lồng ngực của mình một cái nhìn về phía đường khả hinh kinh ngạc cười nói tại sao tôi tặng cho cô ánh mắt tôi bị mù à anh chấm ngoặc kép đường khả hinh chừng anh tất cả mọi người đều không nhịn được cười tiếp trang hạo nhiên cùng tiêu đồng đi ra anh trực tiếp rời phòng làm việc muốn đi qua tập đoàn á châu mở cuộc họp nội bộ căn dặn tiêu đồng đi theo âm thanh nhạt nói ở trên bàn làm việc của tôi đưa cho cô ấy tiêu đồng nghe xong liền gật đầu một cái nói vâng trang hạo nhiên không nói gì thêm chỉ nghiêng mặt nhìn về phía phòng thư ký đường khả hinh vẫn nhìn bó hoa hồng xanh đến xuất thần anh a hát một tiếng cười nói đứa ngốc thông minh như vậy cũng không nghĩ ra được anh nói xong liền có chút tiêu sái xoay người đi khỏi lúc này tiêu đồng đẩy nhẹ cửa đi vào phòng làm việc sau đó đi tới trước bàn làm việc, cầm vé máy bay màu xanh, kẹp ở bên trong một phần tài liệu, im lặng đi ra, xoay người lại đi vào phòng thư ký, thấy Đường Khả Hinh còn đang suy nghĩ người tặng hoa là ai, liền cười nói, "Được rồi, tôi cho cô một nhắc nhở." "Cái gì?" Đường Khả Hinh nhìn về phía cô. Tiêu Đồng nắm nhẹ tài liệu, đi tới chỗ ngồi, mới cười nói, "Người tặng hoa cũng không phải người tiệm bán hoa, mà là nhân viên ở đại sảnh, vậy thì khẳng định là người ngưỡng mộ cô đã lâu." khẳng định là người ở trong khách sạn. Đường khả hình suy nghĩ những lời này, lại nâng hoa hồng xanh nhìn một cái, lại cười nói đại sảnh. Chẳng lẽ là, tiểu lý tử, nghi lần tôi tan việc, anh ấy đều rất nhiệt tình chào hỏi tôi. Chấm ngoặc kép. Phốc, mọi người lại không nhịn được nằm sấp trên bàn cười to. Đường khả hình thật sự không nghĩ ra được, liền đem nó để qua một bên, rất tức giận nói thật kỳ quái. Muốn tặng hoa cho người ta, thì trực tiếp đưa đưa thế này có ý gì rốt cuộc là ai vậy văn phòng tổng giám đốc tiếng gõ cửa vang lên vào đi chấm ngoặc kép một tiếng nói trầm thấp đáp nhẹ đông anh mỉm cười cầm một ly cà phê cẩn thận đi tới lúc này nhìn thấy tưởng thiên lỗi đã ngồi ở trước bàn làm việc mặc áo sơ mi màu xanh nhạt quần tây dài đen tao nhã im lặng lật xem tài liệu bút máy trong tay nhẹ nhàng phê tài liệu đang trầm ngâm cô đi tới trước mặt của anh đặt nhẹ ly cà phê bên cạnh điện thoại bàn, mới nói tổng giám đốc, cà phê anh muốn. Ừ, Tưởng Thiên Lỗi cũng không ngẩng đầu lên. Đông Anh nhịn cười nhìn vẻ mặt anh chăm chú, dịu dàng nói, tôi đã sai người đưa hoa hồng xanh đến phòng làm việc của Khả Hinh rồi. Ừ, Tưởng Thiên Lỗi chỉ nhàn nhạt đáp. Đông Anh nhìn bộ dạng của anh, không nhịn được mỉm cười, lại im lặng lui ra ngoài, đóng nhẹ cửa lại. Lúc này Tưởng Thiên Lỗi mới có chút không tự nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa kia nghĩ tới lời đông anh mới nói, anh không nhịn được có chút căng thẳng, đưa tay qua nhẹ cầm, rồi lại vội vàng thả tay xuống, cầm điện thoại di động lên, ngón cái nhẹ nhàng quét một cái, danh bạ đang nhanh chóng trượt qua, cho đến khi vạch đến tên khả Hinh, ngón tay anh nhẹ nhàng nhấn một cái, nhìn hình cô đứng ở trong phòng bếp nở nụ cười ngọt ngào, xuất hiện ở trước mặt của mình, mắt to sáng lấp lánh giống như vì sao. Hai mắt không nhịn được dịu dàng, nhìn cô gái trong màn hình, cảm xúc nhẹ nhàng dâng lên tiếng gõ cửa lại vang lên. Nhanh chóng để điện thoại di động xuống, lại quên đóng màn hình. Anh lập tức cầm bút máy lên, lại muốn phê duyệt tài liệu. Đông Anh dịu dàng đi tới, trong tay cầm một phần tài liệu, đi về phía tưởng thiên lỗi, nhẹ nhàng đặt tài liệu xuống, ánh di chuyển đến tấm hình khả hình cười ngọt ngào trong màn hình. Cô đột nhiên mỉm cười, nói, dự án khách sạn dưới nước của chúng ta rốt cuộc đã được phê duyệt. Tưởng thiên lỗi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Đông Anh, có một chút vui mừng nói phê phê duyệt rồi đúng vậy phê xuống đông anh mỉm cười nói trên mặt tưởng thiên lỗi lập tức nghi ngờ nhớ tới chuyện mua đất lần trước thủ tướng hết sức không vui sau đó mình mấy lần yêu cầu tiếp kiến ông cũng không gặp giống như cha tức giận con trai sau đó nghe nói ủy viên trương và thủ tướng gặp gỡ một chút chẳng lẽ bởi vì khả hinh tim của anh chợt mềm mại trên mặt không nhịn được hiện lên nụ cười dịu dàng anh xem đi đây là thị trường tự mình ký tên đông anh nói tưởng thiên lỗi nhanh chóng mở tài liệu ra thấy quả nhiên là tần vĩ nghiệp ký tên anh thở phào một hơi lại khó nhịn được cười nói rốt cuộc phê duyệt rồi thật tốt quá lập tức bảo văn phong trở về nước vâng đông anh mỉm cười nói tưởng thiên lỗi lại kích động xem công văn kia muốn vòng qua như mạt để cho tần vĩ nghiệp rất khó khăn chúc mừng tổng giám đốc tưởng nếu như không có chuyện gì tôi đi ra ngoài trước đông anh cười nói ừm um, tưởng thiên lỗi tiếp tục xem công văn phê duyệt vui vẻ mỉm cười đông anh im lặng xoay người đi tới bên cửa muốn kéo cửa phòng làm việc lại im lặng một lúc xoay người nhìn về phía tưởng thiên lỗi đang kích động mỉm cười nói tổng giám đốc chấm ngoặc kép hả tâm trạng tưởng thiên lỗi hết sức vui vẻ ngẩng đầu lên nhìn về phía cô đông anh dịu dàng nhìn về phía anh cười nói nếu như có thời gian tặng hoa vẫn mau sớm nói cho người kia đi bởi vì tấm thẻ màu trắng rất dày vò cô gái, lúc đó tôi bị sư huynh dày vò như vậy. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lối cười như không cười nhìn về phía cô. Đông Anh cười ngọt ngào, kéo cửa ra, đi khỏi. chương 385, nặng 10kg. Vào buổi trưa, tất cả đồng nghiệp từng người đều nói cười đứng lên, chuẩn bị đi ăn cơm. Lúc này đường khả hinh lại ở phía sau bận rộn ghi lại số lượng rượu đỏ nhập khẩu năm gần đây ở các quốc gia châu Âu và châu Mỹ trên thế giới, phát hiện rất nhiều nhà máy rượu vang quy mô nhỏ ở Pháp, hay là nhà máy rượu vang trăm năm, số lượng nhập khẩu lại cực kỳ nhỏ, nhà máy rượu vang quy mô lớn chiếm đa số, cô sững sờ, nghĩ tới hiệu ứng thương hiệu thì ra nó thật sự tai hại. Khả Hinh, ăn cơm đi, Tiêu Đồng nhìn về phía cô, cười nói. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiêu Đồng, mỉm cười nói tốt. Mọi người đi trước, tôi đi ngay, phải chỉnh lý xong những tài liệu này. Tốt bởi vì tiêu đồng hiểu cá tính của cô, liền mỉm cười xoay người đi khỏi. Đường khả hình nhìn danh sách tên các nhà máy rượu vang, 10 nhà máy rượu vang hàng đầu thế giới, rồi đến nhà máy rượu vang mới, cô đều xem từng phần, cuối cùng mở máy vi tính ra, tra từng khu vực nước Pháp, lại có hơn ngàn nhà máy rượu vang quy mô nhỏ, mà một số lại bị ngăn cách bên ngoài biên giới Trung Quốc. Cô chăm chú xem tên của những nhà máy rượu vang này, lại kiểm tra đối chiếu nhiều năm qua, nước Pháp tổ chức nhiều cuộc tranh tài rượu đỏ, mà giành được giải thưởng ủ rượu cũng có không có nhà máy rượu vang quy mô nhỏ. Cô thở mạnh một hơi, nhìn tất cả nhà máy rượu vang quy mô nhỏ ủ rượu đều có tên gọi vô cùng xinh đẹp ví dụ như Blue Wizard, nước mắt Elis, phấn hồng giai nhân. Giống như nhìn thấy ở đất nước xa xăm, trang trại nho trăm năm phát ra mùi bùn đất, tỏa ra hương vị truyền thống cao quý. Nghĩ tới đây, cô đột nhiên cảm thấy có chút mất mát đồng hồ treo trên tường đã 12h30, tiếng chuông kết thúc vang lên. Đây là trang hạo nhiên đặc biệt bố trí để cho mọi người biết, tan việc, phải đi ăn cơm. Cô không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn về phía đồng hồ treo trên tường, thời gian đã 12h30, rồi, cô mỉm cười, liền vươn vươn lưng mỏi, mới sửa sang lại tài liệu, đứng lên chuẩn bị muốn đi phòng ăn dùng cơm, lại thấy bó hoa hồng xanh này vẫn tươi mát bày ra trên bàn, qua khi phách nhưng không che giấu được vẻ đẹp, qua thu hút người ta, cô lại nhíu nhíu mày cầm bó hoa lên ôm ở trong ngực cả người giống như bị kiến bỏ cô hử nhẹ một tiếng ghét liền để hoa xuống muốn đi ăn cơm đúng lúc này điện thoại di động vang lên cô thuận tay nhận đáp alo người nào ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép đối phương không lên tiếng đường khả hình lập tức nhìn màn hình điện thoại di động điện là điện thoại bên trong khách sạn cô giật mình nghĩ tới chủ nhân bó hoa này liền có chút hít cẩn thận hỏi là Ai vậy? Nói chuyện đi. Chấm ngoặc kép. Dừng lại một lát, chỉ có âm thanh dòng điện. Mặt của Đường Khả Hinh nhanh chóng đỏ bừng. Dù sao đây là lần đầu tiên mình nhận hoa, mới vừa muốn mở miệng nói chuyện. Đường Khả Hinh, tiếng của Nhã Tuệ nhanh chóng chuyển đến. Đường Khả Hinh vừa nghe giọng nói này, nhất thời cười to, thở phào nhẹ nhõm, nói: là cô sao? Tìm tôi có chuyện gì không? Có phải cô xem thường người bạn tôi đây hay không? Nhã Tuệ tức giận hỏi cô cô nói cái gì làm sao có thể đường khả hình cười nắm điện thoại ngồi xuống cười nói sáng hôm nay tôi nói gì với cô cô còn nhớ chứ nhã tuệ nhất tức giận hỏi con người đường khả hình lập tức sáng lên nhớ tới hôm nay nhã tuệ sắp xếp chuyện xem mắt cho mình cô a hát một tiếng liền vội vàng đứng lên xin lỗi nói thật xin lỗi thật xin lỗi hôm nay quá nhiều việc tôi quên rồi quên mất ngay cả chuyện lớn cả đời cô cũng quên Cô bảo tôi làm sao với cô đây? Mạn Hồng đều sắp kết hôn, tôi cho cô biết, Mạn Hồng bảo cô làm phù dâu, không cho phép cô làm, sẽ không ai thèm lấy đấy." Nhã Tuệ nói nhanh. "A, tôi còn định nói muốn làm phù dâu, thật đẹp mà." Đường Khả Hinh rất muốn tham gia hôn lễ xinh đẹp kia. "Cô quá thấp, không được, lập tức xuống lầu cho tôi, đến một phòng cà phê trong đại sảnh. Chỉ cần người cầm hoa hồng xanh trong tay chính là đối tượng thứ nhất cô xem mắt hôm nay." nhã tuệ bục một tiếng điện thoại cúp rồi đường khả hinh cầm điện thoại di động vẻ mặt bất đắc dĩ nói giống như tìm người cùng ăn ăn bữa cơm đơn giản trong lòng của cô không muốn đi nhưng biết nhã tuệ tức giận cũng không dám chọc chỉ đành phải thở dài một hơi nhìn bó hoa kia còn đang suy nghĩ là ai đưa thì ra là người đàn ông xem mắt kia cô a hát một tiếng mỉm cười liền xoay người đi ra khỏi phòng làm việc giữa trưa trong khách sạn á châu đang náo nhiệt lúc này khách lui tới đều tụ họp ở đây hoặc là dùng cơm ở phòng ăn hơn nữa hôm nay người dùng cơm cũng không ít đường khả hình giống như có chút tâm sự đôi tay theo như thói quen cắm nhẹ vào trong túi áo tây trang cất bước đi vào đại sảnh nhìn về phía một gian phòng cà phê trang nhã ở đầu kia suy nghĩ lát nữa phải gặp người đàn ông kia không biết là người đàn ông như thế nào trong lòng của cô có chút căng thẳng không giải thích được cô a hát một tiếng dậm chân nói tôi tại sao tôi phải xem mắt tôi không muốn lập gia đình chút nào. Ghét, chấm than ngoặc kép. Mặt của cô trong chớp mắt đỏ bừng, đôi tay che mặt muốn khóc, hai chân cảm thấy như nhũn ra, không dám đi tới. Lúc này, cửa thang máy mở ra. Tưởng thiên lối cùng Đông Anh và ba lãnh đạo cấp cao, tao nhã quý phái đi ra ngoài, trước cổ áo cài kim cài bằng vàng lấp lánh. Anh đang bình tĩnh nghe lãnh đạo cấp cao nói dự án được phê duyệt lần này, kỹ sư trưởng sẽ dẫn dắt đội ngũ, tuyển chọn nhân sự. Anh khẽ gật đầu, lúc xoay người trong trước mắt, thấy đường khả hình đứng ở đằng kia rất thẹn thùng thả tay xuống, đang liếc nhìn về phía một phòng cà phê trang nhã, anh dừng lại động tác, nhìn về phía cô. Lúc này đông anh cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía khả hình, cô đang đứng ở một góc thang máy, tò mò nhìn vào trong một phòng cà phê trang nhã ở đầu kia, khuôn mặt nóng bừng, liền khẽ mỉm cười, gọi nhỏ, khả hình. Ai, đường khả hình thói quen lên tiếng trả lời, quay đầu lại nhìn thấy tưởng thiên lỗi đang đứng ở trước mặt của mình, nhàn nhạt nhìn mình, cô liền hắng giọng một cái, đứng thẳng người, bày ra vẻ mặt nguội lạnh, nhớ tới ngày hôm qua anh gửi hình cho mình, trong lòng càng thêm hận. Tưởng Thiên Lỗi nhìn vẻ mặt của cô, cũng có chút hứng thú, sơ nhẹ tay, bảo ba lãnh đạo cấp cao đi trước, mình hơi chậm rãi tiến lên, đi tới trước mặt cô, nhàn nhạt hỏi em không đi ăn cơm, ở chỗ này làm gì? Làm sao anh biết tôi không ăn cơm? Đường Khả Hinh không khách khí ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi hỏi Tưởng thiên lỗi nhìn cô nhóc này bướng bỉnh giống như con cọp con, hai mắt cũng xẹt qua nụ cười nói, bụng em. Vừa vang lên tiếng reo, tâm trạng cũng không phải là rất tốt. Anh nói chúng. Đường khả Hinh a hát một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn anh, cười nói, nói giống như anh thật rất hiểu rõ tôi đấy. Nào dám, tưởng thiên lỗi lại nhàn nhạt lên tiếng trả lời. Đường khả Hinh lạnh lùng quay đầu đi, nhớ tới hình ngày hôm qua, vẻ mặt phách lối nói, đúng vậy. Tôi không có ăn cơm bởi vì đợi lát nữa có người mời tôi ăn tưởng thiên lỗi nghe xong liền có thú vị cười nói nhưng trang hạo nhiên đã củng cố tiểu thư người ta đi phòng ăn dùng cơm trưa rồi còn ai mời em ăn cơm đông anh nghe hai người này đối thoại không nhịn được mỉm cười sắc mặt của đường khả hình lạnh lẽo ngẩng đầu lên nhìn tưởng thiên lỗi nói anh có ý gì thật giống như ngoại trừ tổng giám đốc trang sẽ không người mời tôi ăn cơm tôi cho anh biết một chút nữa tôi sẽ vào phòng cà phê trang nhã, nơi đó, vừa ăn cơm, vừa xem mắt. Đừng tưởng rằng tôi không có ai muốn. Hôm nay, anh ấy còn tặng cho tôi một bó hoa hồng thật to, nặng khoảng 10kg. Trời à, quá lãng mạn rồi, tấm thẻ màu tím còn viết lời nói chân thành, quá kích động người. Tưởng thiên lỗi nhìn cô, trong mắt hơi híp. Đông Anh cũng không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn về phía cô. Đường khả hình nhìn vẻ mặt tưởng thiên lỗi, cô đột nhiên có chút vui vẻ ngẩng đầu lên, nhìn anh nói, đừng tưởng rằng anh ném hình cho tôi, có thể kích thích tôi cái gì. Bản tiểu thư sắp bước về chuyện lớn cả đời của mình. Tôi cũng muốn giống như quản lý Trần, làm một hôn lễ xinh đẹp lãng mạn. Lão đại của chúng tôi đã đồng ý tôi, nếu như tôi kết hôn, anh ấy sẽ dựng cầu hoa cho tôi đáp 1.000 mét, khắp nơi đeo đầy thủy tinh. Tưởng thiên lỗi nghe lời này, trên mặt lại hiện lên nụ cười, tránh qua vấn đề hình, nhìn cô, nhàn nhạt nói, xem ra, thời gian qua thật vui vẻ, chuyện em và tổng giám đốc trang ngủ chung một giường, đã qua. Cậu ta còn có thể phóng khoáng giúp em chuẩn bị hôn lễ. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, mặt của đường khả hình đỏ lên, phản ứng còn chưa đủ nhạy bén. Tưởng thiên lỗi nở nụ cười nhìn cô. Đông anh cũng nhịn cười nhìn về phía cô. Chuyện của tôi, không cần anh lo. Anh trông nom tôi gả cho ai, ai tốt liên quan gì tới anh. Cho dù đàn ông khắp thiên hạ chết hết, tôi gặm thịt heo để sống, cũng không hối hận. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình lạnh lùng nói. Lời này, nói rất kinh điển. Tưởng thiên lỗi thật có chút không thể tin nổi nhìn cô, cười nói kể từ lúc đi theo trang hạo nhiên, hàm răng không chỉ có nhọn. Còn có thể cắn người, đường khả hình nhanh chóng né tránh đề tài này, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh nói, nếu như không có chuyện gì, tôi đi trước, tôi phải đi xem mắt. Xem mắt A, à, chấm than ngoặc kép. Cô nói xong, có chút hả hê xoay người, cảm thấy chả được thù cười trộm, nhưng nhìn về phía phòng cà phê trang nhã thì trái tim muốn vỡ, khuôn mặt nhăn nhó. Lúc này tưởng thiên lỗi quay đầu lại nhìn Đông Anh, cao mày nói, cô đưa bó hoa hồng xanh nặng 10 cây di cho cô ấy làm gì? Người cô ấy gầy nhỏ như vậy ôm nổi sao? Vẻ mặt Đông Anh hoan uổng ngẩng đầu, nhìn tưởng thiên lỗi nói tôi. Tôi không có, chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi nhìn về phía bóng dáng đường khả hình tung tăng đi về phía một phòng cà phê trang nhã, ánh mắt thâm thúy, chợt lóe. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 385.